Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 91. Lão giả áo trắng bị đánh chết, cường giả trong linh vũ giới muốn ứng cứu cũng không còn kịp. Lão giả áo bào trắng hóa thành một đám huyết vụ thì mới có ba đạo thân ảnh xuất hiện quanh người Lục Lâm Thiên. Ba đạo thân ảnh mang theo ba cỗ khí tức trong nháy mắt tập trung vào người Lục Lâm Thiên, trong đó Vũ Tôn nhị trọng kia nhìn thấy lão giả áo bào trắng bị đánh chết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ba cỗ khí tức, ba cường giả tôn cấp, trong đó mạnh nhất chính là cường giả tôn cấp thất trọng. Khí tức sắc bén bàng bạc tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Linh Tôn ngũ trọng cùng với Vũ Tôn thất trọng trực tiếp đánh ra một đạo chân khí cùng với ly lực thất luyện xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dưới hai đạo chân khí, linh lực bàng bạc cả không trung run lên, năng lượng khủng bố rít gào trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười tà dị, thủ ấn được kết. Một đạo quang mang quỷ dị từ trong tay hắn lan tràn ra. Quang mang quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên thúc giục thời không lao ngục thuộc tính thổ, lập tức bao phủ ba đạo thân ảnh này vào bên trong. Trong nháy mắt, năng lượng thuộc tính thổ, công kích linh hồn, lực lượng không gian, công kích thời gian dung hợp lại với nhau, đem ba cường giả tôn cấp bao phủ vào bên trong. Dưới công kích quỷ dị này, công kích của Linh Tôn ngũ trọng cùng với Vũ Tôn ở trong không gian quỷ dị này trực tiếp tiêu tán. Ba người lập tức cảm thấy không tốt, trong không gian này ba người mất trọng lượng, một cỗ công kích linh hồn cùng với một cỗ công kích không gian nương theo sự ảnh hưởng của thời gian tạo thành một công kích quỷ dị khiến cho ánh mắt ba người trong nháy mắt chuyển thành ngưng trọng mà kinh hãi. Đi chết đi! Âm thanh nhàn nhạt vang lên, khi âm thanh chấm dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Vũ Tôn nhị trọng kia. Trong thời không lao ngục, cả thân hình giống như bị lún sâu trong lao ngục, Lục Lâm Thiên như cá gặp nước, trưởng ân dễ dàng đánh vào trên đầu Vũ Tôn nhị trọng kia. Phanh! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, không gian run lên, Vũ Tôn nhị trọng kia cơ hồ vừa bị Lục Lâm Thiên đánh vào đầu lập tức tử vong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thủ này Vũ Tôn nhị trọng kia không có cách nào chống lại, so với chịu chết cũng không sai biệt là bao. Cơ hồ cùng lúc gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, thân ảnh Lục Lâm Thiên quỷ dị xuất hiện trước mặt Linh Tôn ngũ trọng, một đạo trưởng ấn phóng lên trời. Năng lượng bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra. Linh Tôn ngũ trọng toàn lực phản kháng, trên người trong nháy mắt đã bố trí một kiện hồn linh khải giáp huyền cấp, thế nhưng dưới lực lượng trói buộc vô hình, hắn không có cách nào nhúc nhích. Linh Tôn ngũ trọng, cho dù Lục Lâm Thiên là Vũ Tôn lục trọng thế nhưng thực lực ngay cả tôn cấp bát trọng đỉnh phong cũng khó có thể địch lại. Linh Tôn ngũ trọng này ở trong thời không lao ngục bị khống chế, kết cục có thể nghĩ, căn bản chỉ có thể chờ bị tàn sát. Phanh! Trường ấn trực tiếp đánh vào đầu Linh Tôn ngũ trọng kia. Phía trên trường ấn tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan khiến cho linh hồn người ta trực tiếp run lên. Linh Tôn ngũ trọng này toàn lực giãy giụa, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Thế nhưng thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn linh khải giáp huyền cấp trên người bị đánh nát. Phá! Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, Vũ Tôn thất trọng kia biến sắc, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Quanh thân xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt, vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh. Nơi nó đi qua tất cả hóa thành mảnh vỡ. Ồ! Ánh mắt hai người Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt biến đổi, thực lực của thanh niên áo xanh này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Dưới xương trắng xa xa, lão giả Lục Lâm Thiên vẫn không thể nhìn thấu thực lực lúc này đột nhiên trong mắt bắn ra tinh quang, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hạc Linh tả sứ, nhanh cứu Du Vũ trưởng lão. Trường bào trên người Lăng Thanh Tuyệt run lên, ánh mắt ngưng trọng. Vâng, thiếu chủ. Lão giả mặc trường bào đáp, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, Vũ Tôn thất trọng kia biến sắc, trong chốc lát ngắn ngủi hắn nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mắt mình. Trong không gian này có nhiều loại công kích quỷ dị chút xuống khiến cho hắn khó có thể chống lại. Ngươi cũng đi chết đi. Lục Lâm Thiên không có chút trì hoãn nào, đối phó với người của Linh Vũ Giới, hắn tuyệt đối không lưu tình, một đạo trưởng ấn trong nháy mắt được đánh ra. Hạc Linh tả sứ, cứu ta. Vũ Tôn thất trọng này hét lớn, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng với kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới thực lực của thanh niên áo xanh trước mắt này lại mạnh tới như vậy. Vũ Tôn thất trọng như hắn cũng không có lực chống lại. Tiểu tử, trước tiên ngươi lo bản thân mình đi. Ngay khi đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đánh vào trên đầu Vũ Tôn thất trọng kia thì một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng Vũ Tôn thất trọng.
Ngay sau đó không gian sau lưng Vũ Tôn Thất Trọng vỡ ra, lão giả mặc trường bào đã xuất hiện sau lưng hắn. Lão giả mặc trường bào xuất hiện, cả không gian run lên, năng lượng bàng bạc lan tràn ngăn cản thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên ở bên ngoài. Chỉ là ở trong không gian quỷ dị này, cảm nhận công kích quỷ dị bên trong không gian khiến cho sắc mặt lão giả mặc trường bào này không khỏi biến hóa. Linh Tôn cửu trọng. Biến hóa trong thời không lao ngục thuộc tính thổ đương nhiên cũng khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý. Người gọi là Hạc Linh Tả Sứ này không ngờ lại là Linh Tôn cửu trọng. Sợ rằng trên người lão giả này cũng có thủ đoạn che giấu khí tức, khó trách hắn luôn dò xét cũng không đoán ra được tu vi của người này. Hừ, để xem ngươi cứu hắn thế nào. Lục Lâm Thiên sao lại can tâm để cho Hạc Linh Tả Sứ này cứu Vũ Tôn Thất Trọng kia trong tay mình. Lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian, trưởng ấn lập tức tăng tốc. Siêu. Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện, một tay rơi xuống vai Vũ Tôn Thất Trọng kia, lôi kéo thân hình người này nhanh chóng lui lại. Trực tiếp ném Vũ Tôn Thất Trọng ra sau lưng. Cùng lúc đó tay áo vung lên, một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa dùng xu thế kinh người hội tụ. Năng lượng hội tụ, trực tiếp bài xích thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên. Siêu. Năng lượng hội tụ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo năng lượng chói mắt trước người Hạc Linh Tả Sứ, nói thì dài, thế nhưng trong tay cường giả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Siêu. Đạo năng lượng này ầm ầm va chạm với trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Hai đạo công kích khủng bố va chạm, không gian văng tung tóe, năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, đánh nát xương trắng chung quanh. Trong rừng cây ở trong xương trắng này vô số đại thụ che trời cùng với đỉnh núi bị san thành bình địa. Khục khục. Dưới đạo công kích này thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo bị đẩy lùi. Linh Tôn cửu trọng dù sao cũng khó đối phó. Thân hình Lục Lâm Thiên ổn định trên không trung, Linh Tôn cửu trọng mà thôi, tu vi cùng với thực lực không kém lão đại lệ quỷ của Cực Nhạc Tam Quỷ là bao. Thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không sợ. Mắt nhìn Hạc Linh Tà Sứ, cường giả linh vũ giới quả thực cũng không ít. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không kém, chỉ tiếc còn chưa đủ. Trước mặt bản tôn ngươi làm sao có thể đánh chết được hắn? Trước tiên cứ lo cho bản thân mình đi. Thân hình Hạc Linh Tả Sứ khẽ lay động, thế nhưng lập tức ổn định thân hình, khóe miệng nở nụ cười lạnh cùng với sát ý. Thật sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, nói. Bất quá ta đã từng nói qua, ngươi tuyệt đối không cứu được hắn. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên có động tác, thân ảnh trực tiếp đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Khí tức Vũ Tôn lục trọng của Lục Lâm Thiên phóng thích ra, thủ ấn biến hóa. Trong không trung, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng hội tụ tạo thành một đạo trưởng ấn khổng lồ. Phía trên trưởng ấn có một cỗ uy áp linh hồn từ bên trên tràn ra. Một trưởng này xuất hiện, không gian lập tức run lên. Chung quanh trưởng ấn đều xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Thanh thế khủng bố này khiến cho sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyền phía xa không khỏi biến hóa. Vũ Tôn lục trọng, châu chấu đá xe. Hạc Linh Tả Sứ âm trầm nói, trong mắt cũng xuất hiện sự chấn động. Nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên lao thẳng tới, miệng quát khẽ một tiếng, trường bào quanh thân run lên, không gian chung quanh từ từ vặn vẹo. Mà thân hình hắn thì đột nhiên vô cùng quỷ dị biến mất. Khi thân hình Hạc Linh Tả Sứ biến mất, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cười lạnh một tiếng nói. Chút tài mọn, không ngờ có thể giấu giếm được bản tôn. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, trường ấn trong tay Lục Lâm Thiên đánh về phía bên trái, gợn sóng bên trái trên không trung đột nhiên lóe lên. Thân ảnh Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện cách Lục Lâm Thiên còn 10 mét. Tốc độ rất nhanh, chỉ là thực lực còn chưa đủ. Sắc mặt Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, dường như có chút ngoài ý muốn vì thực lực của Lục Lâm Thiên. Trường bào run lên, một đạo trường ấn lập tức được đánh ra, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Không gian sau lưng run lên. Trường ấn trong nháy mắt ngạnh kháng với trường ấn của Lục Lâm Thiên. Cả hai va chạm vào với nhau, cả không gian thoáng đình trệ. Oanh! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo trường ấn thoáng va chạm, không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Cả không trung hung hăng run rẩy, một cỗ kình khí kinh khủng chấn động hóa thành cơn lốc hình tròn rồi sau đó khuếch tán. Cùng lúc trường ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức bị đánh nát. Thân hình Lục Lâm Thiên cũng lảo đảo bị đẩy lùi. Chỉ là trong lúc bị đẩy lùi khóe miệng Lục Lâm Thiên lại nở nụ cười lạnh. Bốn đạo lưu quang màu đỏ trong tay lặng lẽ xuất hiện. Tiểu tử, muốn chết.
một trưởng đẩy lùi đối phương. Trong mắt Hạc Linh Tả Sứ hiện lên hàn ý, thế nhưng còn chưa nói xong, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên trong trưởng ấn bị đánh nát của đối phương đột nhiên có một đạo tàn ảnh trưởng ấn đánh ra. Tàn ảnh bên trong trưởng ấn có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra, tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố mà cực đoan. Nhìn chăm chú vào bên trên sẽ khiến linh hồn mọi người kinh hãi. Linh hồn công kích, đây là linh vũ song tu. Hạc Linh Tả Sứ hoảng sợ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Hắn không ngờ đối phương lại là linh vũ song tu, bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn, Hạc Linh Tả Sứ thực sự không nghĩ tới chuyện này. Tàn ảnh của trưởng ấn trực tiếp phá không đánh ra, gần trong gang tấc hung hăng đánh vào trên người Hạc Linh Tả Sứ. Năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức chút vào trong cơ thể Hạc Linh Tả Sứ. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Lại là linh vũ song tu, sao có thể? Trong nháy mắt này Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyển kinh hãi, công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn, điều này bất kể linh giả hay vũ giả đều không có cách nào làm được. Cho nên chuyện này chỉ có linh vũ song tu mới có thể làm được. Vũ tôn thất trọng kia vẫn trốn sau lưng Hạc Linh Tả Sứ lúc này cũng kinh ngạc vì công kích của Lục Lâm Thiên. Rõ ràng bên trong công kích thuộc tính thổ xen lẫn công kích linh hồn, chẳng lẽ người này cũng là linh vũ song tu giống như linh vũ đại đế và Lục Lâm Thiên kia sao? Siêu siêu! Trong nháy mắt vũ tôn thất trọng này đang nghi hoặc thì đột nhiên có bốn đạo khí tức nóng bỏng bao phủ hắn. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, bốn khôi lỗi đỏ rực xuất hiện, lăng không mà đứng. Quanh thân bốn đầu khôi lỗi có bí văn quanh quẩn, dáng người tục tằn, không gian chung quanh bị khí tức nóng bỏng bao phủ, không gian bị đốt cháy tới đỏ rực. Bốn đầu khôi lỗi xuất hiện, toàn thân trong chốc lát phóng ra một cỗ sát khí ngập trời. Siêu siêu! Không có chút trì hoãn nào, thân ảnh bốn đầu khôi lỗi trong nháy mắt nhảy ra, hai tay huy động dẫn tới năng lượng bàng bạc, nhanh chóng đánh ra một đạo chảo ấn xé rách không gian, chảo ấn đánh xuống, vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn. Bốn đầu khôi lỗi, bốn đạo chảo ấn dẫn theo 20 vết nứt đen kịt trong không gian, tựa như mạng nhện giao thoa với nhau, đồng thời bao phủ vũ tôn thất trọng kia. Khí tức sát phạt lan tràn, ánh sáng trên không trung lúc này cũng phải lờ mờ. Khôi lỗi bát cấp hậu kỳ. Sắc mặt vũ tôn thất trọng này biến sắc, cảm nhận khí tức trên người bốn đầu khôi lỗi này đều là bát cấp hậu kỳ, còn không phải là bát cấp hậu kỳ bình thường. Công kích của mỗi đầu khôi lỗi đều nằm ở phía trên hắn. Bốn đầu khôi lỗi liên thủ công kích, hắn căn bản khó có thể chống lại. Hạc Linh Tả Sứ, thiếu chủ, cứu ta. Vũ tôn thất trọng lớn tiếng cầu cứu, bố trí thủ đoạn phòng ngự, từng đạo thủ ấn phô thiên cái địa được đánh ra khiến cho không gian hỗn loạn. Siêu siêu. Bốn đạo chảo ấn đánh tới, uy thế kinh người tràn ngập trực tiếp đánh vỡ không gian, tỏng nháy mắt rơi vào trong không gian nơi vũ tôn thất trọng kia đứng đó. Ken két. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, không gian hỗn loạn, từng vết nứt trong không gian lan tràn. Trong nháy mắt kinh khí cường hãn tràn ngập không trung, mang theo tiếng nổ vang vọng. Ầm ầm. Cùng một lúc trên mảnh không gian này vang lên âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm. Năng lượng khủng bố mà nóng bỏng hóa thành từng đạo kình phong đáng sợ giống như một cơn lốc ào ào khuếch tán. Siêu siêu. Tất cả quá nhanh, cường giả vũ tôn thất trọng trong không gian hỗn loạn này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Vũ tôn thất trọng tuyệt đối là cường giả, muốn triệt để đánh chết cường giả bực này sợ rằng ngay cả vũ tôn bát trọng bình thường cũng không thể làm được. Trừ phi là vũ tôn bát trọng hậu kỳ, dưới tình huống bình thường vũ tôn thất trọng muốn chạy trốn hơn phân nửa vẫn có hy vọng đào tẩu trong tay vũ tôn bát trọng. Mà bây giờ bốn đầu hung khôi liên thủ, thực lực mỗi một đầu hung khôi đều không dưới vũ tôn bát trọng bình thường. Tăng thêm đặc tính của khôi lỗi cho nên một kích liên thủ vũ tôn bát trọng này sao có thể chống lại. Tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi, Hạc Linh Tả Sứ còn bị công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên làm cho hoảng sợ, Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt đang rung động, còn chưa kịp có phản ứng. Thân hình vũ tôn thất trọng kia đã bị xé nát, ngay cả hồn anh cũng không thể chạy ra. Trực tiếp bị phá hủy trong không gian. Khục! Dưới công kích linh hồn thân hình Hạc Linh Tả Sứ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ngốc trệ khôi phục thanh tỉnh, dường như ngăn cản được công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên. Ta nói ngươi không cứu được hắn. Lục Lâm Thiên nhìn Hạc Linh Tả Sứ phía trước, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Có bốn đầu hung khôi đánh chết vũ tôn thất trọng kia đã đủ rồi. Linh vũ song tu, ngươi là linh vũ song tu.
Dường như Hạc Linh tả sứ đối với việc Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu còn rung động hơn là chuyện Vũ Tôn thất trọng kia bị đánh chết. Lục Lâm Thiên, trốn trốn tránh tránh thì có bổn sự gì? Sắc mặt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng như ngọc kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút tái nhợt. Linh vũ song tu, trừ Lục Lâm Thiên kia ra thì còn có thể là ai? Lúc này cho dù bảo hắn không phải là Lục Lâm Thiên hắn cũng không tin. Hắn đã từng giao thủ qua với Lục Lâm Thiên, dấu vết này hắn cũng có thể nhận ra được một chút. Ha ha, cũng không phải quá ngu ngốc, còn có thể nhận ra ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, thi triển linh vũ quyết đương nhiên là muốn che giấu thân phận, chỉ là hắn cũng không cần che giấu tung tích nữa, đối với đám người linh vũ giới hắn gặp một người thì giết một người. Là hắn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền run lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, toàn thân có chút rung động. Lục Lâm Thiên. Nghe thấy lời nói của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Hạc Linh tả sứ đột nhiên đại biến, đối với ba chữ Lục Lâm Thiên này hắn cũng không xa lạ gì. Núi không chuyển nước chuyển, ta nói rồi, ta sẽ không để yên cho linh vũ giới. Hôm nay rơi vào trong tay ta, vậy thì tất cả các ngươi chết đi. Âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, sát ý trong mắt bắn ra. Thủ ấn kết xuất trong tay lần nữa có năm đạo lưu quang màu đỏ bắn ra. Năm đạo lưu quang lóe lên, năm đầu khôi lỗi màu đỏ hiện ra, năm đầu khôi lỗi này giống như bốn đầu khôi lỗi vừa mới đánh chết Vũ Tôn thất trọng kia như đúc. Chín đầu khôi lỗi đứng song song với nhau. Toàn bộ thân hình chín đầu khôi lỗi là màu đỏ, bí văn quanh quẩn, khí tức sát phạt không ngừng tràn ra. Khí tức khiến cho cả không gian trong nháy mắt biến đổi. Chín đầu khôi lỗi. Sắc mặt đám người linh vũ rơi biến hóa, uy lực của bốn đầu khôi lỗi kia vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, thế nhưng bọn họ thật không ngờ trên người Lục Lâm Thiên lại không chỉ có bốn chiếc mà tổng cộng có chín vật khủng bố này. Thực lực của mỗi một đầu khôi lỗi đều vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Hạc Linh tả sứ ngưng trọng, hắn biết rõ, coi như là chín đầu khôi lỗi này hắn muốn đối phó cũng quá sức. Vật khủng bố như chín đầu khôi lỗi này mỗi một đầu đều có thực lực tương đương với Vũ Tôn bát trọng, chín đầu khôi lỗi liên thủ tương đương với chín Vũ Tôn bát trọng vây công, hắn cũng chỉ có thể chạy trối mà thôi. Sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền cực kỳ khó coi, sắc mặt tái nhợt. Lục Lâm Thiên có chín đầu khôi lỗi khủng bố như vậy bọn họ cũng không có cách nào chống lại. Huống chi bọn họ cũng biết thủ đoạn của Lục Lâm Thiên há chỉ có vậy. Thanh Tuyền, người đi mau. Lục Lâm Thiên này để ta đối phó. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lâm Thiên, dường như có chút thất thần, một lát sau mới kịp phản ứng. Muốn chạy sao, ai cũng không trốn thoát đâu. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Sát ý ngập trời, hắn há có thể để cho đám người linh vũ giới này chạy thoát. Thiếu chủ, các người đi trước đi. Sắc mặt Hạc Linh tả sứ ngưng trọng nói, hai vị thiếu chủ không thể gặp chuyện không may, hắn ngăn cản một hồi, đến lúc đó muốn rời đi hẳn cũng không quá khó. Tất cả lưu lại đi. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, chín đầu hung khôi trong nháy mắt phóng ra một cỗ sát khí sắc bén ngập trời. Từng đạo khí tức sát phạt vô hình từ trong thân hình chín đầu hung khôi phóng ra. Cả phiến không gian giống như lung lay sắp đổ, trở nên sắc bén. Siêu! Cơ hồ là cùng lúc thân hình chín đầu hung khôi nhảy ra mang theo tiếng xé gió vang vọng không gian. Chín đầu hung khôi dẫn dắt năng lượng bàng bạc, chín đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo vết nứt đen kịt đột nhiên đánh về phía Hạc Linh tả sứ. Dưới chín đạo chảo ấn này, khí tức sát phạt nồng đậm bên trên không ngừng tràn ra. Đáng chết! Chín đầu khôi lỗi công kích, chín đạo chảo ấn đánh xuống. Sắc mặt Hạc Linh tả sứ vô cùng khó coi, quanh thân hắn nhanh chóng xuất hiện một kiện hồn linh khải giáp phòng ngự. Phanh phanh! Năng lượng kinh người va chạm, chín đầu hung khôi cùng với Hạc Linh tả sứ va chạm cùng một chỗ. Có chín đầu hung khôi đối phó với Hạc Linh tả sứ, Lục Lâm Thiên cũng nhận định Hạc Linh tả sứ này tuyệt đối khó có thể đơn giản đối đầu với chín đầu hung khôi của hắn. Siêu! Cho nên cùng một lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên bắn ra, đánh về phía những người còn lại của linh vũ giới. Long ảnh tí. Thân phận đã bạo lộ, Lục Lâm Thiên cũng không che giấu vũ khí, cánh tay phải chấn động, một đạo quyền ấn được đánh ra. Ngao. Tiếng rồng ngâm rít gào, một hư ảnh hoàng kim cự long phá không đánh về phía đám người linh vũ giới. Xương trắng nóng đậm trong không gian bị đánh nát. Thanh Tuyền, muội đi trước đi. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, cùng một lúc hơ na khí phô thiên cái địa trong cơ thể tuôn ra.
Thân ảnh nhảy dựng lên, một đạo quang trụ thuộc tính hỏa nóng bỏng ngập trời hung hăng đánh vào hư ảnh Kim Long. Cả không gian trong nháy mắt run lên. Phanh! Va chạm như vậy khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp đổ, ngay sau đó sụp đổ. Âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra. Không gian rộng lớn rạn nứt, vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn ra chung quanh. Không gian nứt vỡ vô cùng đồ sộ giống như rời núi lấp biển. A hát! Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ảnh hưởng như vậy hơn 10 người có tu vi vương cấp của linh vũ giới căn bản không kịp trốn thoát. Giao thủ bực này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể động tay động chân đến. Một khi bị lan tới lập tức bị đánh chết. Chỉ có hai hồn anh chật vật trốn, trong khoảnh khắc chạy thục mạng khắp nơi. Siêu! Thân ảnh mềm mại của Lăng Thanh Tuyền trong nháy mắt thối lui. Khục khục! Dưới kinh khí cuồng bạo, thân ảnh Lăng Thanh Tuyệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong lúc lui lại, bàn chân đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung mới ổn định được thân hình. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cũng không có chuyện gì quá lớn. Ổn định thân hình, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, trong thời gian mấy năm này hắn thực không ngờ Lục Lâm Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy. Vũ Tôn thất trọng sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên. Dưới một chiêu này khí tức trên người Lăng Thanh Tuyệt đã phóng ra, đã là Vũ Tôn thất trọng. Mà thực lực Vũ Tôn thất trọng bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Ngược lại cũng không quá dễ đối phó. Lăng Thanh Tuyệt, bút sổ sách với phi linh môn người cũng nên trả đi thôi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa nhảy ra, lóe lên giữa không trung, thân ảnh lần nữa xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyệt. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Một lát sau, một đạo chảo ấn ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên. Dùng tốc độ và khí thế giống như sấm sét mang theo khí tức nóng bỏng lập tức phóng tới trước người Lăng Thanh Tuyệt. Chảo ấn đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị sốc lên. Mắt nhìn một chảo của Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyệt đã có chút sợ hãi trong lòng, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, đồng thời quanh thân xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng. Kiện khải giáp này giống như chiến giáp, có lân phiến che đậy, tựa như long lân. Ở giữa ngực có lân phiến giống như đầu rồng. Quỷ dị nhất chính là ở phía sau kiện khải giáp này cũng có một đôi cánh màu trắng, phía trên đôi cánh màu trắng này cũng có lân phiến bao trùm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén. Phi Long chiến giáp. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, hai cánh trên khải giáp sau lưng chấn động. Gợn sóng trong không gian chung quanh khuếch tán, thân hình xuyên qua không gian. Tốc độ tăng vọt, không ngờ lại vô cùng quỷ dị tránh khỏi đạo chảo ấn kia của Lục Lâm Thiên. Vết nứt không gian đen kịt sượt qua má đem theo kình phong sắc bén khiến cho hai má hắn cảm thấy đau đớn. Phanh! Chảo ấn của Lục Lâm Thiên thất bại, bẻ nát không gian, năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Ngươi cũng nhưng mà Vũ Tôn lục trọng mà thôi, đừng tưởng rằng có thể làm gì được ta. Thúc dục phi linh chiến giáp, tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt tựa như quỷ dị, chỉ lóe lên một cái lập tức xuất hiện trước không trung Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian bị đôi cánh sau lưng xé mở. Trong giây lát xuyên qua sự cách trở của không gian, từng đạo thủ ấn lập tức được kết. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, một đạo trưởng ấn cực lớn được ngưng tụ. Lúc trưởng ấn của Lăng Thanh Tuyệt xuất hiện cả không gian giống như cứng lại. Năng lượng thiên địa nương theo chân khí của Lăng Thanh Tuyệt không ngừng rót vào trên trưởng ấn trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc cùng với chân khí đều tiến vào trong trưởng ấn. Phá diệt toái không ấn. Trong chớp mắt Lăng Thanh Tuyệt quát lên một tiếng. Trưởng ấn cực lớn trong tay giống như sấm sét quét ngang khiến cho không gian vặn vẹo. Trưởng ấn che khuất bầu trời giống như một bàn tay cực lớn, sau đó hóa thành hơn 10 đạo trưởng ấn cực lớn. Tầng tầng lớp lớp mang theo vết nứt không gian treo ở trên không, ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không trung đã sớm phong vân biến sắc, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thủ ấn đã được kết từ lâu, quanh thân đột nhiên có quang mang lóe lên. Ngay sau đó lưu quang màu xanh run lên, một đạo quang mang màu xanh lập tức bao phủ quanh thân hắn. Giữa không trung, kinh khí cuồng bạo theo trưởng ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng không gian bao phủ trên người Lục Lâm Thiên. Tầng tầng lớp lớp, trưởng ấn khủng bố vô cùng tựa như sấm sét trong nháy mắt đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Phanh phanh, không gian chung quanh lập tức hỗn loạn, không gian nơi Lục Lâm Thiên đứng đột nhiên nổ tung. Âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong không gian. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh nảy lên, một động sâu xuất hiện, kình khí ngập trời khuếch tán trên không trung. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút ngưng trọng nhìn vào không gian đang hỗn loạn. Tâm thần dò xét,
thế nhưng không ngờ lại mất đi khí tức của Lục Lâm Thiên, chuyện này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Khi kình khí gần tiêu tán hết thì ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lập tức nhìn vào trong không gian kia. Lăng Thanh Tuyệt, thực lực ngươi đã không còn đủ, chịu chết đi. Khi kình khí hoàn toàn biến mất, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngay trong ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Trên người được một kiện khải giáp bằng lân phiến bao phủ, hai cánh sau lưng mở rộng. Quang mang chung quanh hai cánh lan tràn giống như điện mang không ngừng lưu chuyển. Đồng thời chung quanh đôi cánh còn có vết nứt không gian đen kịt, uy áp tràn ngập không gian đồng thời ngưng tụ một cỗ năng lượng khiến cho lòng người run sợ. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho Lăng Thanh Tuyệt run sợ, ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, vừa rồi là một kích toàn lực của hắn, thế nhưng lại không có cách nào dung chuyển mảy may tới Lục Lâm Thiên. Không tốt. Phi Long chiến giáp bị phản chấn, Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng lùi lại, một cỗ cảm giác khiến cho tim hắn đập nhanh từ sâu trong đầu đột nhiên lan tràn ra. Ngươi trốn không thoát đâu, chậm rồi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị đuổi theo, âm thanh lạnh lẽo đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra rồi vang vọng phía chân trời. Một giây sau, trong ánh mắt rung động của Lăng Thanh Tuyệt, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Lâm Thiên chấn động. Thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra, tay phải giống như sấm sét, một đạo lưu quang màu tím từ trong tay hiện lên, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên phất tay đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt, âm thanh như sấm sét vang vọng. Một đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng phóng ra mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, mênh mông, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không tốt. Trong lúc vô hình Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, linh hồn của hắn giờ phút này cũng đang run rẩy, tốc độ này quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào tránh đi. Siêu. Dưới tử kim huyền lôi, lôi vân quay cuồng trên không giống như nộ long ầm ầm đánh xuống mang theo âm thanh vang vọng quanh quẩn trên không trung. Đạo tử kim huyền lôi mang theo khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh lập tức đánh vào trên ngực Lăng Thanh Tuyệt. Phanh. Dưới cỗ lực đạo này thân hình Lăng Thanh Tuyệt bị tử kim huyền lôi quanh quẩn, thân hình bị đánh bay. Không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịt. Ken két. Lực lượng sấm sét xé rách phi long chiến giáp trên người Lăng Thanh Tuyệt. Cùng lúc trong miệng Lăng Thanh Tuyệt phun ra máu tươi, thân hình lập tức rơi xuống đất. Mặt đất rạn nứt tạo thành một cái rãnh sâu, mà ngay cả mặt đất dưới cỗ lực lượng này cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Ca ca. Một tiếng kêu vang lên. Thân ảnh mềm mại của Lăng Thanh Tuyền phá không lao tới. Mắt thấy Lục Lâm Thiên đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt, thủ ấn kết xuất, trong hai tay lập tức xuất hiện một đạo quang mang xuất hiện, một cỗ khí tức kinh người bắt đầu lan tràn ra. Quang mang thu liếm, chỉ thấy lúc này trong hai tay của Lăng Thanh Tuyền là một đôi bao tay, bên trên đôi bao tay này ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Siêu! Lăng Thanh Tuyền lơ lửng phía chân trời, váy dài bồng bềnh giống như la sát. Năm ngón tay vặn vẹo, trên đôi bao tay lập tức phát ra tiếng xì xì, một cỗ khí tức đáng sợ mà bàng bạc từ trên đôi bao tay nhanh chóng lan tràn ra. Một đạo chảo ấn đột nhiên xé rách không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dưới chảo ấn, không gian bị xé rách, uy lực này tuyệt đối không dưới Lục Lâm Thiên thi triển Tề Thiên Liệt Địa chảo. Vũ Tôn Lục Trọng sao? Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền, cũng có chút bất ngờ bởi vì tu vi của Lăng Thanh Tuyền lúc này cũng đã tới Vũ Tôn Lục Trọng. Ánh mắt hắn trầm xuống, cánh tay run lên, thúc giục long ảnh tí. Năng lượng thiên địa hội tụ tới, quang mang trên nắm tay đại thịnh, xoay người đánh ra một quyền. Ở trong quyền ấn có hư ảnh một đầu hoàng kim cự long cực lớn bắn ra. Ngao! Âm thanh rồng ngâm vang vọng trên không trung, hư ảnh cự long đánh về phía trước, hung hăng va chạm với đạo chảo ấn kia. Phanh phanh! Hư ảnh kim long cùng với chảo ấn lập tức đánh vào một chỗ. Âm thanh hung hãn giống như sấm rền bộc phát. Khí tức cuồng bạo lấy chỗ hai đạo công kích va chạm làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Ken két. Không gian bị đánh vỡ, cả không gian to lớn trong nháy mắt sụp đổ từng khúc, kinh khí ngập trời khuếch tán. Khục khục. Coi như là thúc giục linh khí địa cấp tăng thêm bản thân Lăng Thanh Tuyền là vũ giả ngũ hệ, tu vi vũ tôn lục trọng nhiều nhất chỉ miễn cưỡng chống lại vũ tôn bát trọng mà thôi. Tối đa cũng nhưng mà vũ tôn bát trọng trung kỳ. Nhưng mà chống lại chứ không phải là áp chế. Mà lúc này Lục Lâm Thiên dựa vào tu vi Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, thực lực bản thân có thể so sánh với Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong tiếp cận với Vũ Tôn Cửu Trọng. Lăng Thanh Tuyền khó có thể chống lại. Phốc phốc,
thân hình mềm mại bị đẩy lui, trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bắn ngược ra, nặng nề đập xuống mặt đất. Siêu! Mà cùng thời điểm đó, Lục Lâm Thiên đã lần nữa phá không xuất hiện trên đầu Lăng Thanh Tuyệt, so với Lăng Thanh Tuyền thì Lục Lâm Thiên càng muốn đánh chết Lăng Thanh Tuyệt này hơn. Về phần có ý gì khác hay không, Lục Lâm Thiên cũng đang mâu thuẫn, trong lòng thầm nhủ không nên suy nghĩ nhiều, cũng không muốn có liên quan tới Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn đó là không biết vì sao ở trước mặt nữ nhân này hắn lại không thể có chút sát ý nào. Siêu! Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyền, đáp xuống mặt đất, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng hội tụ trong tay. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ, trên quyền ấn có một cỗ uy áp linh hồn cực lớn lan tràn ra. Thậm chí còn dẫn tới vết nứt đen kịt nhỏ bé trong không gian, đánh về phía Lăng Thanh Tuyệt. Lăng Thanh Tuyệt hoảng sợ, vừa mới bỏ người hiên nê, căn bản khó có thể chống lại. Xa xa, Hạc Linh Tả Sứ đang bị chín đầu hung khôi vây công, muốn thoát thân cũng là chuyện không có khả năng, coi như là thoát thân thì cũng không kịp tới ứng cứu. Lăng Thanh Tuyệt không có biện pháp thối lui, quang mang trên phi long chiến giáp bị nghiền nát lóe lên, năng lượng vô hình lập tức khuếch tán. Bàn tay khẽ đảo, cả không gian lập tức run rẩy, một đạo chảo ấn bằng năng lượng thuộc tính thủy xuất hiện, trên không trung lập tức xuất hiện 5 vết nứt không gian đen kịt. Dưới chảo ấn không gian sụp đổ từng khúc, uy thế chấn động nhân tâm. Siêu! Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo quyền ấn của Lục Lâm Thiên lập tức va chạm với chảo ấn của Lăng Thanh Tuyệt vào một chỗ. Hai đạo công kích va chạm với nhau giống như là hai quả lưu tinh ầm ầm va chạm trên không trung. Chảo ấn của Lăng Thanh Tuyệt bao phủ quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Hai cỗ năng lượng va chạm, vết nứt đen kịt trên không gian lan tràn ra. Quang mang ngập trời từ nơi chảo quyền va chạm bắn ra mạnh mẽ. Không gian nơi hai cỗ lực lượng va chạm biến mất, mảnh vỡ trong không gian giống như là thiên thạch bắn tứ phía. Công kích khủng bố như vậy không thể nghi ngờ hai người này đều là tồn tại cao cấp trong đám người trẻ tuổi. Giờ phút này một quyền một chảo cũng không tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ vang lên tiếng ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Tiếp đó không gian yên tĩnh bị nghiền nát, cả không trung hung hăng run rẩy. Siêu siêu! Cùng một lúc bên trong quyền ấn của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ấn đánh ra. Một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra, đánh vào trên người Lăng Thanh Tuyệt. Siêu! Tàn ảnh của quyền ấn đánh vào, thân hình Lăng Thanh Tuyệt run rẩy một thoáng, công kích linh hồn, bất luận kẻ nào cũng khó có thể bỏ qua được. Lăng Thanh Tuyệt ngốc trệ, lực đạo trên quyền ấn thừa cơ bạo phát, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, chảo ấn bị đánh tan. Phanh phanh! Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên, chảo ấn lập tức bị đá thành từng mảnh vỡ. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí bỗng nhiên khuếch tán, đập vào trên người Lăng Thanh Tuyệt. Phốc phốc! Trong miệng Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun ra máu tươi. Phi long chiến giáp ảm đạm, lần nữa gặp trọng kích, thân hình bắn ngược về phía sau giống như chim gãy cánh. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung khiến cho mặt đất nhoáng lên một cái. Thiếu chủ! Hạc Linh Tả Sứ hét lớn, bị hung khôi vây công, tâm thần hắn cũng dò xét ra không trung. Lúc này nhìn thấy thiếu chủ gặp phiền toái, ánh mắt hắn ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện thì hắn cũng không cần sống nữa. Cho nên thiếu chủ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Có chín đầu hung khôi vây công, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian chung quanh. Không gian này như bị đốt lên, một đầu khôi lỗi lần nữa xuất hiện trước mặt Hạc Linh Tả Sứ. Chảo ấn nóng bỏng bắn ra, 5 vết nứt đen kịt trên không gian xé rách không gian phóng về phía hắn. Phá! Ánh mắt Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, nhanh chóng huy vũ tay, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa đánh về phía khôi lỗi. Phiến không gian này trong nháy mắt cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Kinh khí ngập trời phá không khuếch tán. Siêu! Đầu khôi lỗi kia lập tức bị đẩy lui, Hạc Linh Tả Sứ muốn dựa thế bắn ra cứu Lăng Thanh Tuyệt. Siêu siêu! Thế nhưng trong nháy mắt này chín đầu khôi lỗi đột nhiên động, thân hình nhảy ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chín đạo thân ảnh trong lúc mơ hồ có một loại liên hệ huyền ảo, quay chung quanh tạo thành một vòng tròn, lần nữa vây Hạc Linh Tả Sứ vào bên trong. Siêu siêu! Một lát sau, khí tức nóng bỏng trên người chín đầu khôi lỗi phóng ra, bí văn quanh thân đại thịnh, giống như hóa thành hỏa diễm như thực chất. Phía trên chín đầu khôi lỗi, bí văn huyền ảo mà phức tạp phóng lên trời. Quang mang tạo thành hình cung, đem bí văn trên chín đầu khôi lỗi hợp lại với nhau, tạo thành mạng nhện trên không trung. Đem không gian bao trọn vào bên trong.
Siêu siêu. Bí vân bao phủ, cả không gian giống như cháy lên, bí vân tương liên, bao phủ không gian. Hạc Linh Tả Sứ đang muốn cứu Lăng Thanh Tuyệt lúc này cũng bị bao phủ vào bên trong. Biến hóa bực này khiến cho Hạc Linh Tả Sứ biến sắc, càng khiến cho hắn thêm kinh ngạc chính là khí thế trên 9 đầu khôi lỗi này đột nhiên tăng lên. Vốn là bát cấp hậu kỳ, thế nhưng lúc này lập tức nhảy lên bát cấp hậu kỳ đỉnh, mà uy thế trên người 9 đầu khôi lỗi này so với vừa rồi không chỉ tăng thêm một chút. Trận pháp khôi lỗi hợp kích. Hạc Linh Tả Sứ cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, trong khoảnh khắc hiểu rõ sự ảo diệu bên trong. 9 đầu khôi lỗi khủng bố này không ngờ lại có trận pháp hợp kích. 9 đầu khôi lỗi tương liên, thực lực cũng tăng cường. Hiểu rõ tất cả chuyện này trên khuôn mặt của Hạc Linh Tả Sứ ngày càng âm trầm, đồng thời trong lòng cũng chính thức ngưng trọng, thậm chí là run sợ. Thân là linh giả, thế mạnh của hắn là công kích linh hồn. Thế nhưng khôi lỗi này lại không sợ công kích linh hồn. Hơn nữa công kích vật chất cường hãn kia khiến cho hắn không chịu nổi. Muốn đối phó với những khôi lỗi trừ phi hắn có thể đem linh hồn lực phá hủy cấm chế linh hồn trên người những đầu khôi lỗi này. Nhưng mà muốn phá hủy cấm chế linh hồn của người khác trên đầu khôi lỗi này tối thiểu phải mạnh hơn nhiều chủ nhân của nó. Đáng tiếc vừa rồi hắn đã thử qua, thực lực của hắn còn không có cách nào có thể cưỡng thế phá hủy cấm chế linh hồn trên người khôi lỗi. Siêu siêu. Hạc Linh Tả Sứ rung động, 4 đầu hung khôi cũng không có khách khí. 9 đầu hung khôi lúc này mơ hồ tương liên, dẫn động năng lượng nóng bỏng mà bàng bạc bao phủ phiến thiên địa bị bí văn bao quát. Từng đạo chảo ấn mang theo kình phong sắc bén lần nữa đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ, thực lực này so với lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này Hạc Linh Tả Sứ đâu còn có năng lực đi ứng cứu Lăng Thanh Tuyệt, thân hắn cũng khó mà bảo toàn. 9 đầu khôi lỗi thúc giục trận pháp hợp kích, Hạc Linh Tả Sứ bị quản chế khắp nơi, còn cần người khác tới cứu chứ làm gì có thời gian đi ứng cứu kẻ khác. Siêu. Dưới không trung, trọng thương như vậy khiến cho sắc mặt Lăng Thanh Tuyệt trắng bệch, nhanh chóng vỗ cánh chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bàn chân đạp mạnh hư không, huyễn ảnh thanh vũ tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt có nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn được Lục Lâm Thiên, coi như là thời kỳ toàn thịnh. Luận tốc độ cũng không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Thời không lao ngục. Tiếng quát vừa dứt, một đạo quang mang chói mắt từ trong hai tay Lục Lâm Thiên bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn bao phủ không gian chung quanh. Dưới lực lượng thời gian tác dụng, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, trong nháy mắt bao phủ Lăng Thanh Tuyệt vào bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ. Linh hồn lực minh mông cùng với lực lượng thời gian. Không gian dung hợp vào bên trong, trong khoảnh khắc lập tức chút xuống. Không tốt. Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, trong nháy mắt cơ thể lại bị ảnh hưởng, dưới nhiều loại công kích như vậy, thân hình hắn khó bảo trì sự cân bằng, càng ngày bị ảnh hưởng càng nặng. Phanh. Đồng thời thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên đóng băng kéo tới. Đóng băng chung quanh Lăng Thanh Tuyệt, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn tới trước người Lăng Thanh Tuyệt. Lăng Thanh Tuyệt kinh hãi. Công kích khủng bố trong không gian này vô cùng quỷ dị, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Công kích quỷ dị này khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không thể thoát ra ngoài. Phốc phốc, trong không gian lạnh lẽo, Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun ra máu tươi. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, thế nhưng dưới vô số công kích chung quanh, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được chân khí của hắn bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn ngủi. Một cỗ lực lượng hàn băng lan tràn tới trước người Lăng Thanh Tuyệt, không gian đều bị hàn băng bao phủ, khiến cho hắn không thể chống lại. Mạng ta xong rồi. Hàn băng tới trước người, trong mắt Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự tuyệt vọng. Không còn cách nào do dự, ánh mắt trở nên âm độc, hét lớn một tiếng. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, quanh thân Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên bành trướng, hàn băng vừa mới lan tràn tới người hắn đột nhiên thối lui. Khí thế trên người Lăng Thanh Tuyệt theo đó tăng vọt. Thanh Tuyền, muội mau chạy đi. Khí tức tăng lên, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn một tiếng, tự biết hồn anh tự bạo cũng không nhất định có thể giữ chân Lục Lâm Thiên, phòng ngự của Lục Lâm Thiên thế nào hắn là người rõ ràng nhất. Muốn hồn anh tự bạo sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, chỉ cần nhìn qua dấu hiệu cũng biết Lăng Thanh Tuyệt định tự bạo hồn anh. Tu vi vũ tôn thất trọng như Lăng Thanh Tuyệt thi triển hồn anh tự bạo. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có chút cố kỵ mà thôi, thế nhưng cũng không sợ. Lực lượng lạnh lẽo ngập trời lần nữa lan tràn, không cho Lăng Thanh Tuyệt giãy giụa.
Siêu. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt dần dần bành trướng, khí thức phô thiên cái địa dẫn động tới năng lượng thiên địa, một mảng lớn băng chung quanh thân hình bị vỡ ans, năng lượng khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Dừng tay, Lục Lâm Thiên, người dừng tay cho ta. Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, thân hình có chút chật vật từ trên mặt đất nhảy lên, mái tóc mất trật tự, thân hình lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, cút ngay. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, cánh tay vung lên, một đạo chân khí đánh về phía Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền tràn ngập sự phức tạp, nhìn qua ca ca muốn tự bạo hồn anh, cũng không để ý tới đạo chân khí của Lục Lâm Thiên đang đánh tới, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi giết ca ca thì con sẽ không có cứu cứu, ta có con rồi, là con của ngươi. Ngươi giết ta đi, giữ lại mạng cho ca ca ta. Âm thanh này truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, nhưng mà âm thanh rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên lại giống như sấm sét trên 9 tầng trời, khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên run lên. Thân hình ngây ngốc một chút. Siêu. Đạo chân khí kia xuyên thủng không gian lập tức đánh tới trước người Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyền cũng không tránh né. Siêu. Trong sát na, ngay khi đạo chân khí kia còn cách Lăng Thanh Tuyền chưa được nửa mét thì dừng lại, kinh khí ngập trời khiến cho y phục và mái tóc Lăng Thanh Tuyền tung bay. Dưới sự áp bách của kình phong, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ mồn một. Cùng lúc này thời không lao ngục thuộc tính thủy tiêu tán. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Siêu. Năng lượng lạnh lẽo chung quanh biến mất, Lăng Thanh Tuyệt cũng không muốn chết, vẻ mặt nghi hoặc, thân hình đang bành trướng bị hắn cưỡng ép thu hồi. Miệng lần nữa phun ra máu tươi, cưỡng ép thu hồi hồn anh tự bạo dường như đối với thân hình hắn tạo thành tương tổn cực lớn. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại một lần nữa xem. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trước người Lăng Thanh Tuyệt. Hai mắt nhìn vào trong mắt của Lăng Thanh Tuyền. Những lời vừa rồi Lăng Thanh Tuyền nói đối với Lục Lâm Thiên mà nói tuyệt đối là rung động cực lớn. Siêu. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thân hình phá không bay tới bên người Lăng Thanh Tuyệt. Ca ca, huynh không sao chứ? Lăng Thanh Tuyền lo lắng hỏi, dù sao đây cũng là ca ca của nàng. Ta không sao, chạy mau. Lăng Thanh Tuyệt khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt kéo tay Lăng Thanh Tuyền bỏ chạy về phía sau. Ông! Tiếng sấm sét vang lên, huyễn ảnh Thanh Vũ khe vỗ, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước mặt hai người, làm sao hắn có thể để cho hai người này rời đi được. Mau nói cho ta biết, điều ngươi nói có phải là sự thực không? Mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, giờ phút này trong đầu Lục Lâm Thiên có chút rối loạn. Nhất thời khó mà bình tĩnh được, trong đầu chỉ liên nói nghĩ tới việc mình có con, mà Lăng Thanh Tuyền sinh cho hắn. Nếu như ngươi muốn biết thì đừng ngăn cản ta, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện này. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, nghiến răng nói, thân ảnh xinh đẹp kéo tay Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng rời đi. Thân ảnh hai người lập tức chui vào trong sương mù dày đặc. Siêu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như là động tới cái gì đó mà gợn sóng trước mặt hai người lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như đột nhiên biến mất trên hư không. Không nói rõ thì các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Lục Lâm Thiên sững sờ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Ông! Huyễn ảnh Thanh Vũ chấn động, Lục Lâm Thiên đuổi theo, đánh văng một mảng lớn xương trắng, thế nhưng đã mất dấu hai người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, tâm thần tràn ra cũng không thể tìm thấy tung tích của hai người. Thân ảnh ổn định giữa không trung, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, thầm hối hận vì sao vừa rồi bản thân không bắt hai người kia. Là thật sao, đây không phải là sự thực, nữ nhân kia không phải là người bình thường, ai biết nàng muốn làm gì. Thế nhưng vạn nhất là sự thực thì, thân hình lơ lửng trên không trung, trong đầu Lục Lâm Thiên có chút hỗn loạn. Những lời Lăng Thanh Tuyền nói với Lục Lâm Thiên mà nói cực kỳ rung động, cũng đảo loạn tâm thần của Lục Lâm Thiên. Nếu như hắn có con, thực sự hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phanh phanh, phía xa, âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên. Chín đầu hung khôi vây công, không gian sụp đổ từng khúc. Hạc Linh tả sứ hoàn toàn chỉ có thể né tránh, lúc này cũng khó có thể chống đỡ được. Khải giáp trên lưng đã xuất hiện vết nứt, vừa rồi hắn mới bị một đầu hung khôi xé rách một miếng trên khải giáp. Tu vi của Hạc Linh tả sứ cũng chỉ là linh tôn cửu trọng, thời gian đột phá có lẽ cũng không quá dài, thực lực không kém lệ quỷ bao nhiêu. Loại thực lực này tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng thực lực của chín đầu hung khôi lúc này tuyệt đối có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng.
tăng thêm đặc tính của khôi lỗi cho nên kết quả đã được dự đoán từ trước. Phanh phanh, Hạc Linh tả sứ gian nan chống đỡ, dưới trận pháp hợp kích của 9 đầu khôi lỗi bao phủ, hắn cũng không có cách nào chạy ra. Siêu, một cỗ năng lượng nóng bỏng hội tụ, một đạo chảo ấn xé rách không gian đánh về phía Hạc Linh tả sứ. Cút ngay cho ta. Trong mắt Hạc Linh tả sứ hiện lên vẻ âm tàn, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, sau đó cánh tay vung lên, một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn hung hăng va chạm với chảo ấn của đầu hung khôi kia. Phanh! Hai cỗ năng lượng va chạm, kình phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian chung quanh đều bị dư âm của năng lượng khủng bố này tạo thành ảnh hưởng, ầm ầm bạo liệt. Hừ! Dưới kình phong khủng bố như vậy, Hạc Linh tả sứ cùng với đầu hung khôi kia đồng thời lui lại mấy bước. Hạc Linh tả sứ biến sắc, hiển nhiên là dưới đạo công kích này đã ăn một chút thiệt thòi. Cưỡng ép ngạnh kháng, thân hình của hắn không thể nào so với thân hình khôi lỗi. Trừ phi là hắn có lực phòng ngự biến thái như của Lục Lâm Thiên kia. Hạc Linh tả sứ lảo đảo lui lại, đồng thời cùng lúc cũng có một đạo chảo ấn nóng bỏng khác đánh tới. Hỗn trướng! Hạc Linh tả sứ đại biến. Trong lúc hoảng sợ nhanh chóng bố trí một đạo quang cháo bằng linh lực quanh thân, thân hình nhanh chóng lui lại, chật vật không thô. Phanh! Đạo chảo ấn kia trong nháy mắt đánh vào trên quang cháo bằng linh lực. Hỏa diễm nóng bỏng trên chảo ấn đánh vào trên quang cháo của Hạc Linh tả sứ. Dưới cỗ lực lượng nóng bỏng này, vòng quang cháo bằng linh lực quanh thân Hạc Linh tả sứ như bị đốt lên, chỉ rằng có được một lát thì lập tức bị nghiền nát. Chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo dùng xu thế sấm sét đánh vào lưng Hạc Linh tả sứ. Ken két. Một tiếng trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Hồn linh khải giáp trên người Hạc Linh tả sứ một lần nữa bị xé rách, miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian của 9 đầu hung khôi, mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng có chút trầm xuống. Hạc Linh tả sứ này bị nhốt cũng không thể ép hắn quá. Tục ngữ có nói, chó gấp còn nhảy qua tường. Thỏ gấp còn cắn người. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền đã chạy, tuyệt đối không thể để cho Hạc Linh tả sứ này chạy mất. Siêu siêu. 9 đầu hung khôi không cho Hạc Linh tả sứ có thời gian thở dốc, lần nữa có mấy đầu hung khôi dựa vào góc độ huyền ảo nào đó mà lao thẳng tới, mỗi một đạo công kích đều có thể vây khốn Hạc Linh tả sứ vào bên trong. Sắc mặt Hạc Linh tả sứ ngày càng khó coi, dưới 9 đầu khôi lỗi khủng bố này trong lòng hắn ngày càng ngưng trọng. Loại khôi lỗi khủng bố như vậy hắn thật không rõ tại sao trên người Lục Lâm Thiên lại có nhiều như vậy. Nhìn 9 đầu hung khôi, Hạc Linh tả sứ không còn muốn chống lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hỗn trướng! Hạc Linh tả sứ sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu hao tới chết. Thủ ấn quỷ dị được kết, linh lực trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa nhanh chóng hội tụ thành một mảnh năng lượng khổng lồ trên không trung. Năng lượng hội tụ, một cỗ uy áp cực lớn lan tràn ra, cả không gian run lên. Một đạo thủ ấn quỷ dị biến hóa, trong nghi tâm của Hạc Linh tả sứ có một đạo lưu quang màu trắng mang theo linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra. Linh hồn lực bàng bạc bắn vào trong đoàn năng lượng trên không trung, sắc mặt Hạc Linh tả sứ bắt đầu tái nhợt. Siêu! Mà lúc này cả không trung có một cỗ năng lượng cực lớn rít gào. Khí tức trong năng lượng bàng bạc đột nhiên kéo lên, khí tức tràn ngập thiên địa. Không gian chung quanh gió nổi mây phun. Khí thế khủng bố cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Hạc Linh tả sứ này dường như đang thi triển thủ đoạn cuối cùng gì đó, thủ đoạn này tuyệt đối cường hãn. Lục Lâm Thiên cũng sớm nghĩ tới những thứ này, những lão yêu quái này trên người ai cũng có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng mà những thủ đoạn bảo vệ tính mạng này không thể thi triển một cách đơn giản mà thôi. Siêu siêu. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động. Đương nhiên sẽ không để cho Hạc Linh tả sứ có thời gian chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất của mình. Trong không gian hỗn loạn, 9 đầu khôi lỗi theo 9 phương vị lao thẳng tới, đồng thời đánh về phía Hạc Linh tả sứ. Dùng hồn hóa thân, thiên ảnh bí pháp. Hạc Linh tả sứ hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn quỷ dị cuối cùng được kết, trong sát na, trong năng lượng bàng bạc trên không trung kia đột nhiên run rẩy, sau đó là cả không gian run rẩy. Quang mang năng lượng trên không trung đại thịnh. Giống như mặt trời giữa trưa. Quang mang chói mắt che khuất bầu trời lan tràn ra chung quanh. Khe nứt đen kịt xuất hiện, một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc kéo lên. Lục Lâm Thiên bản tôn muốn đi chỉ bằng vào ngươi cũng không ngăn được ta. Khoản sổ sách này về sau chúng ta lại tính toán.
Hạc Linh tả sự oán hận nói. Tiếp đó trong đoàn năng lượng kinh khủng kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên có vô số thân ảnh Hạc Linh tả sứ xuất hiện, có hơn 1.000 đạo thân ảnh lướt đi, bản thể Hạc Linh tả sứ cũng ở bên trong này. Hơn 1.000 đạo thân ảnh này dường như mang theo lực lượng hủy diệt, uy áp linh hồn bàng bạc khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Trong giây lát hơn 1.000 đạo thân ảnh này cùng với 9 đầu hung khôi va chạm với nhau, đồng thời cũng có vô số thân ảnh Hạc Linh tả sứ chạy về 4 phương 8 hướng. Tuy rằng 9 đầu hung khôi cường hãn, thế nhưng trước mặt biến cố bực này trong lúc nhất lời cũng khó có thể tập trung vào một đạo thân ảnh là bản thể Hạc Linh tả sứ. Huống chi lúc này từng đạo thân ảnh đều là Hạc Linh tả sứ, đồng thời còn mang theo công kích. Hơn 1.000 đạo thân ảnh bắn ra, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, không gian chung quanh như biến mất. Thủ đoạn bực này coi như kỳ lạ, tuyệt đối là biện pháp chạy trốn tuyệt nhất. Đây cũng là chỗ hay nhất của Hạc Linh tả sứ. Không ai biết rõ Hạc Linh tả sứ còn có thủ đoạn thế này, nhưng cũng có người biết rõ. Hạc Linh tả sứ này được người bên ngoài gọi là Hạc Linh tôn giả, cũng là lão quái thành danh đã lâu. Mấy trăm năm trước đã mai danh ẩn tích, người bên ngoài sợ rằng tưởng hắn đã tới đại nạn, thậm chí là vẫn lạc trong một bí cảnh nào đó. Mà dùng hồn hóa thân, thiên ảnh bí pháp này cũng là tuyệt chiêu của Hạc Linh tôn giả, là tuyệt chiêu để chạy trối chết vô cùng tuyệt vời. Hơn 1.000 đạo thân ảnh này đều có linh hồn lực của Hạc Linh tôn giả, vô số thân ảnh đông nghịt, cho dù có người có thực lực mạnh hơn nữa cũng khó mà phát hiện ra chân thân của Hạc Linh tôn giả. Hạc Linh tôn giả dựa vào thứ này đã trốn chạy không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thoát khiến cho đối thủ cực kỳ kiêng kỵ. Năm đó những người đối đầu của Hạc Linh tôn giả có không ít người thực lực mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng không thể làm gì được Hạc Linh tôn giả, cũng không có cách nào phát hiện ra chân thân bên trong. Hơn 1.000 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi, uy thế kinh người khiến cho không gian run rẩy không ngớt. Muốn chạy trốn sao? Nhìn không chung, lúc này khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó trong hai con mắt đen kịt xuất hiện hàn ý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Từng đạo thủ ấn được kết, trong sát na trước người Lục Lâm Thiên, thời không lao ngục 8 lần uy năng lần nữa khuếch tán trên không chung. Thời không lao ngục 8 lần uy năng đột nhiên lan tràn khiến cho cả không gian giống như cứng lại, đem không gian mấy ngàn thước chung quanh bao phủ, tính cả hơn 1.000 đạo hư ảnh của Hạc Linh tả sứ đang chạy trốn cũng bị bao phủ vào bên trong. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cảm thấy không gian bị trói buộc, sắc mặt hơn 1.000 đạo thân ảnh của Hạc Linh tả sứ biến đổi, ở trong không gian này tựa như ngục tù, nhiều loại công kích quỷ dị đánh tới khiến cho từng đạo thân ảnh của hắn ở trong không gian này bắt đầu biến mất. Đây là vũ khí gì? Tại sao lại có thể quỷ dị như vậy? Hạc Linh tả sứ biến sắc, công kích quỷ dị bực này khiến cho hắn rung động, khiến cho hư ảnh của hắn không còn chỗ ẩn thân, thậm chí là bản thể cũng bị vây khốn, căn bản không thể đào thoát. Trong thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, miệng thì thào nói. Thổ sinh kim. Dứt lời, quanh thân Lục Lâm Thiên có một đạo kim quy nác giống như mặt trời giữa chưa dung nhập vào bên trong thời không lao ngục. Kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén, không gian chung quanh đột nhiên run rẩy giống như thiên địa rung chuyển. Trong nháy mắt toàn thân Hạc Linh tả sứ run lên, một cỗ khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trong linh hồn hắn tràn ra. Không tới một giây sau, năng lượng thuộc tính kim từ trong tay Lục Lâm Thiên rót vào trong thời không lao ngục. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục 8 lần uy năng thuộc tính thổ này biến mất không thấy, một cỗ uy năng mới, tràn ngập khí tức sát phạt. Sắc bén cùng với khí tức bá đạo tràn ngập thiên địa. Uy năng kéo lên, không gian mở rộng, hơn vạn thước không gian đều bị bao phủ. Kim quang tràn ngập, không gian chung quanh thời không lao ngục nứt vỡ, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Vũ khí thiên cấp, vũ khí thiên cấp. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt cùng với khí tức và uy thế khiến cho phong vân biến sắc. Trong nháy mắt Hạc Linh tả sứ ngạc nhiên, khuôn mặt tái nhợt và âm trầm chuyển thành vặn vẹo. Toàn thân ngốc trệ, linh hồn cũng bị run rẩy. Không tốt. Hạc Linh tả sứ kinh hãi, dưới cỗ uy áp khủng bố này hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh. Linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên này lại tu luyện thành công vũ kỹ thiên cấp. Siêu siêu. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim 16 lần uy năng, kim quang ngập trời lan tràn, từng đạo hư ảnh của Hạc Linh tả sứ dưới khí tức sát phạt. Sắc bén của thời không lao ngục thuộc tính kim lập tức biến mất, chỉ còn lại bản thể lúc này đã sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi trốn không thoát đâu.
Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hướng về phía xa vỗ một cái. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim này đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang rực rỡ phá không mà ra. Đánh về phía Hạc Linh tả sứ. Chung quanh thủ ấn, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt cực lớn. Giờ phút này không biết là vì chấn động hay là bị giam cầm, hoặc là cả hai mà Hạc Linh tả sứ không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn thủ ấn màu vàng này đánh xuống, bao phủ hắn. Phốc phốc, không có chút chống cự nào, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này trong miệng Hạc Linh tả sứ phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bắn ngược ra, từ trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Phanh, thủ ấn màu vàng cũng ầm ầm đánh xuống. Trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn màu vàng ảnh hưởng. Cả không gian tựa như sơn băng địa liệt, sương mù dày đặc vài dặm chung quanh bị đánh tan, năng lượng cuồng bạo tạo thành rung động giống như thực chất, điên cuồng nhộn nhạo. Siêu! Lúc này Hạc Linh tả sứ bị thương nặng, thân hình rơi xuống đất. Đạo thủ ấn màu vàng này đánh xuống đánh bay hắn xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình giãy giụa, muốn trốn. Trốn đi đâu? Cùng một lúc đột nhiên cả không trung bị lôi vân màu tím bao phủ, khí tức giống như hủy diệt lan tràn. Một đạo lưu quang màu tím đánh xuống Hạc Linh tả sứ. Tử lôi huyền đỉnh, đáng chết. Hạc Linh tả sứ mang theo thân hình chồng chất vết thương liều chết chạy trốn, thế nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đạo lưu quang màu tím kia thôn phệ. Hắn chưa từng nghĩ tới, thực lực của bản thân như vậy mà lại thảm tới mức này. Thu! Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng. Tâm thần khẽ động, tử lôi huyền đỉnh trở lại trong tay. Vì sợ Hạc Linh tả sứ này tự bạo hồn anh cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể ra tay như sấm sét, một kích đánh hắn trọng thương sau đó thu vào trong tử lôi huyền đỉnh. Hạc Linh tả sứ tự bạo hồn anh, Lục Lâm Thiên rất cố kỵ. Linh tôn cửu trọng tự bạo hồn anh, hắn có thể chống lại hay không cũng là một câu hỏi khó. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng đoán Hạc Linh tả sứ này mới đột phá linh tôn cửu trọng không lâu, hồn anh tự bạo. Muốn bảo vệ bản thân có lẽ cũng không phải là chuyện không thể làm được. Điều Lục Lâm Thiên chính thức lo lắng chính là một linh tôn cửu trọng nếu cứ như vậy tự bạo hồn anh thì quá đáng tiếc. Bây giờ là lúc hắn cần linh tôn để thôn phệ, linh tôn cửu trọng như người này không dễ tìm một chút nào. Lúc này trong tử lôi huyền đỉnh đã có hai linh tôn, Hạc Linh tả sứ này lại là linh tôn cửu trọng, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Đợi chuyến đi tử vong thâm uyên này kết thúc hắn cũng nên đột phá tu vi. Có hai linh tôn này ở trên phương diện linh giả hắn muốn đột phá cũng dễ dàng hơn. Thu hồi tử lôi huyền đỉnh cùng với huyễn ảnh thanh vũ và chín đầu hung khôi, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống địa phương bừa bộn này, đồng thời sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Một lần thúc giục thời không lao ngục 16 lần uy năng, dùng tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói cũng cực kỳ cố gắng. Nhét một khỏa đan dược vào trong miệng. Thời điểm này Lục Lâm Thiên không đau lòng vì đan dược một chút nào, bởi vì bản thân nên cố gắng khôi phục thực lực sớm thì tốt hơn. Nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, sương mù dày đặc vừa mới đánh tan lần nữa kéo tới. Lục Lâm Thiên cau mày, Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tử Yên cũng biến mất trong đám sương mù dày đặc này, trong này rốt cuộc có thứ gì. Bây giờ hắn nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Cũng không thể bị vây khốn tới chết ở nơi đây. Huống chi cũng không biết bên Tạ Thiên lão xảy ra chuyện gì. Trong đầu Lục Lâm Thiên còn đang nghĩ tới lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Mà bây giờ trong lòng Lục Lâm Thiên quyết định, sau này gặp lại Lăng Thanh Tuyền nhất định phải bắt nàng hỏi cho rõ mới được. Chẳng lẽ thực sự là con của ta sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, khóe miệng nở nụ cười khổ. Đây là chuyện mấy năm trước a, nếu như thực sự Lăng Thanh Tuyền sinh con cho hắn. Sợ rằng đứa nhỏ kia cũng đã mấy tuổi rồi. Càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, cũng không dám tin tưởng. Lời nói của Lăng Thanh Tuyền Lục Lâm Thiên không dám tin, thế nhưng nói tới việc này lại cực kỳ bất đắc dĩ. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang suy tư, trên không trung xuất hiện từng tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh từ trong sương mù nồng đậm đi ra. Dường như là bên này, uy áp vừa rồi quá mạnh mẽ, nhất định có siêu cấp cường giả giao thủ. Mười mấy đạo thân ảnh đi tới, từ trên không trung đáp xuống, vừa vặn rơi xuống vị trí cách Lục Lâm Thiên không xa. Dường như bởi vì động tĩnh cực lớn vừa rồi cho nên đám người này bị hấp dẫn tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào thế lực trước mắt, đi đầu chính là một nữ tử tuổi chừng 16, ánh mắt tựa như minh châu, da thịt như ngọc, đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thùy mị không nói nên lời.
Bên người nữ tử này là một nữ tử mặc cung trang, khí chất lộ ra kiều mị, ánh mắt câu hồn đoạt phách, da thịt như tuyết. Thân hình mềm mại mà uyển chuyển thu hút không ít ánh mắt. Quanh thân có một cỗ khí thế bất phàm. Đạm Đài Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan. Mắt nhìn nhị nữ, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, người đến chính là mấy người của Thiên Vân Đảo, trừ Mộ Dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Phi ra còn có mấy người Lục Lâm Thiên cũng đã gặp. Mà người đầu lĩnh lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Đầu lĩnh chính là một nữ tử mặc váy dài, thoạt nhìn tuổi chừng 40, mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, không có chút già nua nào, ngược lại còn có chút vũ mị, cặp mắt như nước khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thanh Quán Tôn Giả. Lục Lâm Thiên cũng đã biết rõ tên của người này, Thanh Quán Tôn Giả của Thiên Vân Đảo, sư phụ Mộ Dung Lan Lan, sư tổ Đạm Đài Tuyết Phi, cũng là đảo chủ Thiên Vân Đảo hai đời trước. Lục Lâm Thiên cũng nghe Thiên Dương Tôn Giả, sư phụ của sư tổ Vân Phi Hồng vụng trộm nói tới. Thanh Quán Tôn Giả này bất phàm, năm đó ở trong đám người đồng lứa cũng là người có thanh danh hiển hách, thanh niên tài tuấn quỷ gối dưới váy nàng không ít. Nhưng mà dường như bởi vì đảo quy của Thiên Vân Đảo mà cuối cùng không lựa chọn ai khiến cho vô số thanh niên tài tuấn khi ấy buồn bực không thôi. Còn có người thề cả đời không thành ra lập thất vì nàng. Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người Thanh Quán Tôn Giả, cũng phát hiện ra mấy người Thiên Vân Đảo này chia ra hành động, cũng không phải cùng đi một chỗ, không ít cường giả không có mặt ở đây. Thanh Quán Tôn Giả đáp xuống đất, nhìn chung quanh, ánh mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ở nơi này cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên. Các hạ, xin hỏi vừa rồi ở đây các hạ có thấy gì hay không? Trong Thiên Vân Đảo một nam tử trung niên tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi, cực kỳ khách khí. Ta cũng không biết ngươi muốn hỏi về cái gì. Là người của Thiên Vân Đảo, thái độ của đối phương cũng không tệ cho nên Lục Lâm Thiên cũng không ngại mở miệng nói. Các hạ, không biết các hạ vừa rồi có nhìn thấy có người giao thủ ở gần đây hay không? Đạm Đài Tuyết Phi tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự nghi hoặc. Không có, lúc ta tới đã như vậy rồi. Lục Lâm Thiên nói. Thật sao? Đạm Đài Tuyết Phi cũng không nhìn Lục Lâm Thiên quá lâu, lúc ánh mắt rời đi cũng cực kỳ nghi hoặc. Vừa rồi nhất định có siêu cấp cường giả giao thủ, thực lực cực cao. Thanh Quán Tôn Giả nhìn không chung một lần. Cảm nhận năng lượng mơ hồ còn sót lại trên không trung, ánh mắt khẽ biến đổi. Sư phụ, ảo trận này chúng ta cởi bỏ thế nào? Dường như lại có chút phiền phức. Mộ Dung Lan Lan nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cũng không có nhìn nhiều. Bộ dáng lúc này của Lục Lâm Thiên cũng không khiến cho đám người Thiên Vân Đảo chú ý. Ảo trận này không biết là do người phương nào bố trí, thế nhưng nhất định người bố trí ảo trận này rất mạnh. Sợ rằng là cường giả thượng cổ. Thanh Quán Tôn Giả liếc nhìn bốn phía nói. May mắn là trong ảo trận này không có bố trí thủ đoạn công kích, cho nên muốn đi ra ngoài cũng không khó. Sư tổ, vậy phải làm như thế nào? Đạm Đài Tuyết Phi nghi hoặc hỏi. Không cần phá, chờ một lát là được, ảo trận này dù sao cũng là do cường giả thượng cổ bày ra. Không gian này tương liên với bên ngoài, có chấn động đặc thù, các ngươi chỉ cần cẩn thận cảm nhận là có thể cảm giác ra được. Đến lúc đó có thể đi ra ngoài. Thanh Quán Tôn Giả mỉm cười nhìn phía trước nói. Tốt, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dứt lời, thân ảnh Thanh Quán Tôn Giả lóe lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà thân ảnh biến mất trong không gian. Đám người Thiên Vân Đảo cũng không dám chần chờ, cả đám bước về phía trước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên nghe thấy vậy lúc này mới mừng rỡ hiểu ra. Tâm thần tràn ra, lúc này hắn mới phát hiện hóa ra phía trước có một đạo chấn động vô hình khó có thể cảm nhận ra được. Không gian này không phải là không gian bình thường, thế nhưng tuyệt đối tương liên với bên ngoài. Không gian này đang không ngừng biến hóa, có điểm tiếp xúc đang chậm rãi di chuyển. Cho nên mới xuất hiện chấn động, khi đó mới có thể rời khỏi không gian này. Cho nên Tử Yên, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ cẩn thận. Lục Lâm Thiên mừng rỡ hiểu ra. Cũng không biết là ai bố trí nơi này, cảm thấy gợn sóng trong không gian lóe lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên rồi cũng biến mất. Nhảy ra một bước, trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên xuất hiện ở một không gian khác, rõ ràng không phải là không gian vừa rồi. Rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Lục Lâm Thiên sững sờ,
trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt bắt đầu tìm hiểu bốn phía. Lục Lâm Thiên phát hiện ra nơi hắn đang đứng là một khối lục địa lơ lửng khác. Khối lục địa lơ lửng này có chút kỳ quái, mặt đất cực kỳ bằng phẳng, giống như một quảng trường cực lớn. Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được trên này có không ít thân ảnh. Ánh mắt quét qua, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này số lượng người ở đây không ít, tất cả cường giả các sơn môn đều có mặt ở trong đó. Không ít tán tu cũng có mặt. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp tìm hiểu trong các sơn môn lớn có những cường giả nào thì đã không nhịn được nhìn về phía trước. Bởi vì phía trước mắt hắn có một cỗ khí tức cổ xưa cực lớn lan tràn tới khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà muốn biết cỗ khí tức cổ xưa kia đến từ nơi nào. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước, trên không gian phía xa, xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên là một màn sáng khổng lồ. Màn sáng khổng lồ vô cùng, giống như che khuất bầu trời, đứng sừng sững trên không gian bao la này. Một cỗ khí tức cổ xưa trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ khí tức sát phạt từ bên trên màn sáng này lan tràn ra. Khi thì biến ảo thành đủ loại chấn động hư ảnh hoặc giống như đường vân, khi thì giống như từ trên 9 tầng trời chút xuống, có chút kỳ dị. Khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, nếu như người thực lực thấp một chút nhìn vào màn sáng này chỉ sợ không choáng váng đầu óc thì cũng phải hoa mắt. Trên màn sáng cực lớn này có một cỗ uy áp cực lớn tràn ra. Gợn sóng không gian chấn động, lan tràn ra chung quanh. Diện tích khổng lồ vô cùng, liếc mắt không thấy tận cùng. Thế nhưng từ chung quanh màn sáng xem ra màn sáng này hẳn là hình tròn. Giống như là một nửa hình tròn bao phủ từ trên xuống, dường như bao phủ thứ gì đó trong màn sáng. Quả nhiên, màn sáng trong suốt, dưới quang mang rực rỡ trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi cao ngất, cực kỳ khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ này giống như tương liên với hư không mênh mông và đám sương trắng trong không gian, lơ lửng trước mắt mọi người, đỉnh núi như ngàn thước xuyên thẳng lên trời cao giống như rồng lên trời, một cỗ khí tức thê lương xa lạ vô thanh vô tức quanh quẩn trong không gian. Ngọn núi khổng lồ này cũng giống như vô biên, vô hạn. Mà trên đỉnh núi tựa như chọc trời kia có một tòa cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó. Cung điện này vắt nát đỉnh núi, khí thế phi phàm, dường như là đại điện ở nơi này. Phía chân trời xa xa có thể nhìn thấy mấy ngôi sao nhàn nhạt thoáng hiện. Màn sáng khổng lồ trong không gian mênh mông, ngọn núi giống như một con rồng lên trời, cung điện khổng lồ vắt ngang đỉnh núi, một cỗ khí tức sát phạt cùng với thê lương lặng lẽ lan tràn ra. Bên ngoài màn sáng là biển mây, giống như tiên cảnh. Trong không trung, vô số thân ảnh chăm chú nhìn về phía trước. Cảnh này cùng với khí tức thê lương, cổ xưa và khí tức sát phạt khiến cho tim Lục Lâm Thiên đập nhanh hơn. Trong lòng xuất hiện cảm giác nhỏ bé. Đây là nơi nào? Nhìn màn sáng trong suốt phía xa cùng với ngọn núi khổng lồ trong màn sáng giống như tồn tại vĩ đại nhất ở nơi này, Lục Lâm Thiên nhìn vào còn có thể cảm giác được chấn động cực lớn trên màn sáng. Giống như tùy thời có thể lấy đi tính mạng của người khác. Trái tim Lục Lâm Thiên dưới cỗ khí tức này nhảy lên kịch liệt. Đây là nơi nào? Trên không trung vang lên từng tiếng kinh hô mang theo sự rung động. Lúc này Lục Lâm Thiên mới quay đầu lại nhìn, người phát ra âm thanh rung động chính là người của Thiên Vân Đảo vừa mới đi trước hắn. Thanh Quán Tôn giả, sao các ngươi bây giờ mới tới? Không có chuyện gì chứ? Một đạo thân ảnh đi tới bên người Thanh Quán Tôn giả, Lục Lâm Thiên nghe âm thanh cũng biết người này chính là Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông. Trên đường đi trì hoãn một lát, không ngờ các ngươi đều tới rồi. Thanh Quán Tôn giả lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn màn sáng cực lớn phía trước, quay sang nhìn Thiên Dương Tôn giả mỉm cười, đôi mắt đảo qua chung quanh, tất cả các sơn môn lớn đều tới. Lục Lâm Thiên cũng thu hồi ánh mắt kinh ngạc từ trên màn sáng cực lớn kia. Cảnh này quá mức rung động, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy cách đó không xa, tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh đều có mặt. Sư tổ Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, mang linh lão tổ của Linh Thiên Môn. Thiên Kiếm Tôn giả của Nhật Sát Các, Kiền Chính Tôn giả của Kiền Hiên Đảo, Thất Tinh Tôn giả của Tinh Ngục Các, Giải Linh Tôn giả của Thánh Linh Cốc, Trấn Sơn Tôn giả của Tiêu Giao Bang, Kim Ưng Tôn giả của Kim Ưng Lâu đều có mặt. Thế nhưng cũng có không ít người còn chưa có mặt ở đây, cũng không có đầy đủ 100%, không biết còn chưa tới hay là đã vẫn lạc. Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy hai vị sư thúc Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả cùng với Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành cùng đệ tử Thánh Linh Giáo. Thế nhưng cũng không nhìn thấy được một ít phương cấp, trong lòng Lục Lâm Thiên thở dài, sợ rằng lành ít dữ nhiều.
Tử vong thâm uyên này quả nhiên không phải vùng đất tốt lành gì. Tất cả không có việc gì là tốt rồi. Bên cạnh thánh linh giáo là thiên địa nhị lão, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, băng mộc tôn giả sát phá quân, thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân, long linh, thiên độc yêu long, quỷ long như hoa, lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ cũng có mặt. Mà ngay cả đại ca dương quá, hỏa xí tôn giả cùng phích lịch tôn giả, huyết mị, hắc hùng, xích viêm cũng có mặt. Nhìn thấy tất cả người của phi linh môn có mặt, tuy rằng tổn thất không ít cường giả thực lực không kém thế nhưng chỉnh thể mà nói, cường giả cao cấp đều còn. Đặc biệt là chúng cường giả như đám người thiên địa nhị lão, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, lộc sơn lão nhân, sư huynh sát phá quân đều không có việc gì, trong lòng Lục Lâm Thiên xem như thở phào một hơi. Ánh mắt lần nữa đảo về phía xa, hắn nhíu mày, tất cả các sơn môn lớn của thiên địa minh cũng tới. Phong vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông cũng có mặt, lộc linh tôn giả, liễm linh tôn giả, yết sát tôn giả cùng chúng cường giả đều có mặt. Người của thiên địa các sao? Hơn chục đạo thân ảnh các đó không xa cũng khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý, đi đầu là một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ si mê, người này không phải là Lam Thập Tam thì còn có thể là sai. Mặc khác còn có đám người Hỏa Vân Tôn giả Lục Lâm Thiên đều quen biết. Lúc này bên người Lam Thập Tam còn một mỹ phụ mặc cung trang khiến cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Mỹ phụ này mặc trang phục mộc mạc thế nhưng không cách nào che giấu dáng vẻ quyến rũ động lòng người, quan trọng hơn là khí tức trên người nàng, Lục Lâm Thiên cảm thấy đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Lâm Thiên, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngay khi Lục Lâm Thiên dò xét, một âm thanh dịu dàng vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Một thân ảnh xinh đẹp cũng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, chính là Tử Yên đã dịch dung. Ta không sao. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Tử Yên cũng nhẹ nhõm không ít. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Xem ra tất cả mọi người đều vì nơi này mà tới. Tử Yên nhìn màn sáng khổng lồ trước mắt, thì thào truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Nàng có biết nơi này là nơi nào không? Lục Lâm Thiên hỏi, lúc này mặc dù cách màn sáng kia cực xa, thế nhưng trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được khí tức cổ xưa và sát phạt kia. Khí tức này vô hình vô dạng, thế nhưng lại phô thiên cái địa lan tràn ra. Đặc biệt là cung điện ở trên ngọn núi kia giống như đứng sừng sững trong thiên địa, là tồn tại cổ xưa to lớn nhất. Khí tức cổ xưa và sát phạt kia dường như đều từ cung điện khổng lồ trên ngọn núi này mà ra. Ta cũng không biết, tử vong thâm uyên chính là bí cảnh thứ ba lạ lẫm nhất, tuy rằng không phải thần bí nhất thế nhưng bởi vì là vật vô chủ, cho nên lai lịch của tử vong thâm uyên này cũng không có ai biết rõ. Tử Yên nói, trong tư liệu của thiên địa các chỉ có một ít ghi chép về tử vong thâm uyên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, tin tức của thiên địa các luôn linh thông nhất đại lục. Thiên địa các cũng không biết vậy thì tỷ lệ những người kia biết được càng nhỏ. Thế nhưng không thể nghi ngờ cung điện trên ngọn núi trong màn sáng trước mắt này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Đương địa phương có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch cực lớn. Siêu siêu. Giữa không trung, không biết cụ thể ở nơi nào lần nữa có không ít thân ảnh nhảy ra, từng đạo ánh mắt nhìn lên không trung lập tức kinh ngạc. Siêu siêu. Lại có ba đạo thân ảnh đáp xuống, ba người chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt rung động. Cực lạc tam quỷ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ba người này tới đây, Lục Lâm Thiên nhìn đám người lan lan sơn trang nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó thu liễm không thấy. Cực lạc tam quỷ đáp xuống, cũng không có nhận ra Lục Lâm Thiên, ánh mắt vẫn nhìn vào trên màn sáng đang chấn động kia. Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn về phía ngọn núi cực lớn trước mắt, sau lưng xuất hiện mấy ánh mắt lạnh lẽo. Mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo này đều đến từ Thiên Địa Minh, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, không ít người đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Trong đám người Lục Lâm Thiên nhìn thấy Doãn Ngạc và hai tôn giả dùng kiếm của Vạn Thú Tông đã đến bên người Thao Ưng Lão Tổ. Sắc mặt đám người Doãn Ngạc cũng không tốt lắm, dường như đang nói gì đó với Thao Ưng Lão Tổ. Ánh mắt Thao Ưng Lão Tổ lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đối với người của Vạn Thú Tông Lục Lâm Thiên cũng không chút cố kỵ. Hắn và Thiên Địa Minh dù sao cũng đã không thể chung sống hòa bình, có một chút chuyện cũng cần phải giải quyết. Nhìn đám người Doãn Ngạc, trong lòng Lục Lâm Thiên nhớ tới Lam Linh, có lẽ đến lúc đó hắn và Lam Linh sẽ phải ở hai chiến tuyến khác nhau, chẳng lẽ hắn và nàng phải đi tới bước này sao? Đây là nơi nào? Nhất định có bảo vật, sợ rằng có quan hệ với đế giả thượng cổ. Loại địa phương như thế này họa phúc song hành, có bảo vật cũng có nguy hiểm.
Trong đám người có không ít tiếng nghị luận vang lên, dưới uy áp bực này cũng không có ai dám tiến lên. Ken két. Màn sáng cực lớn này tiếp tục chấn động, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào cung điện khổng lồ trên đỉnh núi. Trong cung điện kia lúc này dường như có mấy đạo lưu quang tràn ra. Đó là thứ gì? Mấy đạo lưu quang tràn ra, Lục Lâm Thiên nhìn màn sáng cực lớn trên không trung phía xa, mấy đạo lưu quang này từ trong màn sáng phóng ra. Tổng cộng có 10 đạo lưu quang, 10 đạo lưu quang lớn bằng nắm tay trẻ con, nếu nhìn kỹ thì bên trong chính là một khỏa đan dược cỡ bằng nắm tay. 10 khỏa đan dược giống nhau như đúc, toàn thân sáng long lanh, giống như phỉ thúy. Bên trên có một cỗ năng lượng bàng bạc giống như đang thức tỉnh. 10 khỏa đan dược này xuất hiện, không gian chấn động càng kịch liệt, năng lượng ngập trời kinh người trong khoảnh khắc hội tụ trên không trung. Năng lượng mênh mông kéo tới, cả thiên địa lúc này dường như cũng bị dính dáng, thoáng cái trời tối sầm lại. Siêu siêu, 10 khỏa đan dược phóng ra khỏi màn sáng, trên bầu trời năng lượng khủng bố từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Trên 10 khỏa đan dược có 10 đạo quang mang chói mắt phóng lên trời, mơ hồ còn mang theo một tia điện mang, tương liên với năng lượng bàng bạc trên không trung. 10 khỏa đan dược, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 khỏa đan dược này khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Cảnh này xuất hiện giống như dị tượng thiên địa khiến cho vô số người kinh hãi. Năng lượng tràn ngập bầu trời, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào bóng tối. Chỉ có 10 đạo quang mang của đan dược phóng lên trời. Quang mang chói mắt rung động nhân tâm. Ầm ầm. Dưới khí thế như vậy trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình chấn động, mặt đất lắc lư, không gian run rẩy khiến cho người ta cảm nhận khí thế kia mà linh hồn không khỏi run rẩy nhẹ nhẹ. Là đan dược chuẩn đế phẩm, 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm. Chỉ có đan dược chuẩn đế phẩm xuất hiện mới khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa bực này. Mắt thấy cảnh này, có người rung động kêu lên, từng đạo ánh mắt chuyển thành màu đỏ. Trong đám người ở đây không ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đan dược chuẩn đế phẩm. Đế linh tấn thần đan, 10 khỏa đan dược đế linh tấn thần đan. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, mắt nhìn 10 khỏa đan dược phía xa. Lục Lâm Thiên không xa lạ gì loại đan dược này. Tuy rằng nhan sắc có chút khác nhau, thế nhưng loại đan dược này Lục Lâm Thiên quá quen thuộc. Ban đầu ở trong Độc Cô gia tộc Lục Lâm Thiên tự tay luyện chế qua một khỏa, không phải đan dược bình thường mà là đế linh tấn thần đan. Mà lúc này đế linh tấn thần đan này tuyệt đối đã đạt tới cấp độ chuẩn đế phẩm. Lục Lâm Thiên biết rõ điều kiện hà khắc khi luyện chế một khỏa đế linh tấn thần đan khủng bố ra sao, tài liệu cần thiết cũng quá khủng bố. Mà chủ tài liệu chính là đế giả chi nguyên mà không có mấy ai có. Đế giả chi nguyên A, dưới khoảng trời này có mấy ai có thể cầm ra được. Cho nên cơ hội luyện chế thành công quá nhỏ. Huống chi linh tôn bình thường căn bản không thể luyện chế được thứ này. Đế linh tấn thần đan. Đây chính là đế linh tấn thần đan cấp độ chuẩn đế phẩm. Tử Yên thì thào nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào 10 khỏa đế linh tấn thần đan trên không trung, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, đây chính là đế linh tấn thần đan A. Nghe nói ở trong Độc Cô gia ngươi đã luyện chế qua một khỏa. Đúng vậy, đây chính là đế linh tấn thần đan, ít nhất cũng là cấp độ chuẩn đế. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã tự mình luyện chế qua cho nên Lục Lâm Thiên cảm thấy mình sẽ không nhận sai. Đồn rằng luyện chế thành công đế linh tấn thần đan, sau khi phục dụng có 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Đây chính là 10 khỏa A, tuyệt đối là bảo vật. Toàn thân Tử Yên khẽ run lên. Đan dược bực này ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ cơ chứ? Đương nhiên, đây tuyệt đối là bảo vật. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, 10 khỏa đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, tuy rằng hắn đã luyện chế qua một khỏa, thế nhưng hiện tại nếu như cho Lục Lâm Thiên luyện chế một lần nữa, không nói tới tiêu hao tài liệu vô cùng kinh khủng, chỉ riêng có nắm chắc hay không, sợ rằng ngay cả hai thành Lục Lâm Thiên cũng không có nắm chắc. Không nhất định có thể luyện chế ra. Đây là đế linh tấn thần đan. Trong đội hình của Thiên Vân Đảo, Thanh Quán Tôn giả nhìn 10 khỏa đan dược đang lan tràn ra năng lượng khiến cho người ta kinh hãi, linh hồn run rẩy kia mà không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm. Phía xa xa, ánh mắt của các trưởng lão kinh hãi, trong miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, đồn rằng sau khi phục dụng sẽ có được 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Thiên Nguyệt Tôn giả của Nguyệt Long Các, Lục Linh Tôn giả của Địa Linh Tông cũng rung động, cả đám đều không phải là người bình thường cho nên sau một lát cũng nhận ra 10 khỏa đan dược khủng bố này.
Ầm ầm. Từng đạo chấn động xuất hiện giống như từng quả bom nổ tung ở trong không gian căng cứng mà yên tĩnh kia. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn cả không gian này sôi trào lên. Tất cả mọi người đều nhìn vào 10 khỏa đan dược trên không trung. Năng lượng bàng bạc từ trong đan dược tràn ra khiến cho không trung nhộn nhạo, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này khiến cho tâm thần mọi người run run, chúng cường giả đều có thể cảm giác được bên trong những khỏa đan dược này ẩn chứa năng lượng đáng sợ ra sao, tim đập không khỏi nhanh hơn. Đan dược chuẩn đế phẩm xuất thế, nhanh đoạt đi. Dưới năng lượng bàng bạc này, hai mắt mọi người đỏ hồng, trong nháy mắt ngắn ngủi có từng đạo chân khí, linh lực tuôn ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian. Từng đạo thân ảnh giống như lưu quang bắn về phía 10 khỏa đan dược trên không trung. Nhanh đoạt, đây là đan dược chuẩn đế phẩm. Đây là của ta, cút ngay cho ta. Ầm ầm. Từng tiếng hét lớn vang lên, cả không gian run rẩy, từng đạo thân ảnh không để ý tới tất cả mọi chuyện mà phóng về phía trước. Sự hấp dẫn của đan dược chuẩn đế phẩm không ai có thể chống cự. Thậm chí vừa mới ra tay tranh đoạt đã có người bắt đầu động thủ, từ phía sau đánh người phía trước, tranh đoạt 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm. Phanh phanh. Còn chưa tiếp cận tới gần đế linh tấn thần đan kia thế nhưng đã có âm thanh bạo liệt vang lên. Cũng có người bắt đầu phun ra máu tươi, từng đạo thân ảnh từ trên không trung bắn ngược xuống dưới. Từng đạo thân ảnh bắn xuống đất khiến cho mặt đất run rẩy, âm thanh trầm đỡ upsilon, xê tựa như sấm sét vang vọng trong không gian. Lúc này mới khiến cho không ít người khôi phục lại một chút lý trí. Cũng có người sắp tới gần đế linh tấn thần đan kia đột nhiên 10 khỏa đế linh tấn thần đan này giống như có linh trí, nhanh như thiểm điện trốn đi. Tới đây cho ta. Một cường giả vũ tôn tứ trọng thuộc tính phong dẫn đầu tới gần một khỏa đế linh tấn thần đan, trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui mừng, một tay vươn về phía trước. Siêu! Đan dược này trong nháy mắt tự động tránh đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trốn đi đâu? Ánh mắt vũ tôn tứ trọng này trầm xuống, phất tay lần nữa chụp về phía đế linh tấn thần đan, mà lúc này lại ngoài ý muốn xuất hiện một màn. Phía trên màn xương trắng bao la kia đột nhiên có một đạo sấm sét dùng xu thế sấm sét phá không đánh vào trên người vũ tôn tứ trọng này. Phanh! Sấm sét đánh xuống, vũ tôn tứ trọng này phát hiện ra thì đã quá muộn, một đạo sấm sét mang theo vết nứt không gian đen kịt đánh xuống, thân hình vũ tôn tứ trọng này cháy đen rồi lập tức hóa thành mảnh vỡ. Hồn anh chật vật chạy ra, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Thu! Nhưng mà hồn anh của vũ tôn tứ trọng kia vừa mới đào thoát thì một linh tôn bên cạnh đã thúc giục một kiện linh khí phóng về phía trước, thu hồn anh của người này vào trong. Hồn anh của tôn cấp đối với linh giả mà nói là một bảo vật, rất có công dụng. Ầm ầm. Cùng một thời gian, điện mang trên màn sáng quanh quẩn, không ít điện mang hội tụ tạo thành sấm sét đánh xuống. Trong nháy mắt đã có thêm không ít thân ảnh bị đánh thành mảnh vỡ. Còn có không ít người bị đánh cho hộc máu rơi xuống. Nện vào mặt đất phía dưới. Tiếng sấm sét trầm thấp vang vọng khiến cho không ít người kinh hãi. Có nguy hiểm, cẩn thận một chút. Cục diện vừa mới hỗn loạn lúc này trở nên bình tĩnh lại, thế nhưng từng đạo ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn vào 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm đang bay qua bay lại trên không trung. Không phải tất cả mọi người đều biết rõ đây là đan dược gì, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ đây là đan dược chuẩn đế phẩm, bảo vật như vậy không có ai là không động tâm. Coi như có một ít người biết rõ thực lực của mình không đủ thế nhưng cũng nghĩ tới việc đoạt một chút. Nếu như đạt được đan dược chuẩn đế phẩm này đối với thực lực bọn họ mà nói có tác dụng cực lớn. Nhị đệ, đệ còn chưa động thủ sao? Dương Quá truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Đại ca, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Những đan dược chuẩn đế phẩm này là trọng bảo, thế nhưng muốn đạt được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên cứ quan sát rồi nói sau. Lục Lâm Thiên truyền âm trả lời, nhìn 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm, muốn đạt được 10 khỏa đan dược này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng thán phục, bên ngoài hiện tại căn bản khó có thể thấy được đan dược chuẩn đế phẩm, mặc dù trong đám đại môn đại phái kia Lục Lâm Thiên phỏng đoán sợ rằng cũng khó có thể xuất ra thủ bút bực này. Mà lúc này 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm này không ngờ lại xuất hiện như vậy, nơi này tuyệt đối bất phàm. Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi. Chủ nhân nơi này có phải là cố ý ném ra 10 khỏa đế linh tấn thần đan như vậy là để cho người ta tự giết lẫn nhau hay không? Đoạt! Cơ hồ tất cả tán tu cùng với không ít người trong các thế lực nhỏ đã tranh đoạt. Trong không gian này mặc dù có điện mang hội tụ thành sấm sét đánh xuống,
thế nhưng vẫn khó có thể ngăn cản lòng tham của tất cả mọi người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn toàn trường, những cường giả chính thức cùng với các thế lực khác như thiên địa các còn chưa có động tác, dường như đều muốn đợi cho những người khác lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Ầm ầm, từng đạo sấm sét không có chút quy luật nào đánh xuống, mang theo một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm khiến cho đám cường giả trong các thế lực nhỏ và tán tu cũng phải kiêng kỵ. Thế nhưng đám người này vẫn tiếp tục giao thủ, tranh đoạt, dù sao lực hấp dẫn của đan dược đế phẩm thực sự là quá lớn. Siêu, siêu, 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm xuyên thẳng qua không trung, mỗi khi có người tới gần sẽ lập tức rời khỏi, ngay cả tôn cấp bình thường cũng khó có tốc độ nhanh như 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm này. Lục Lâm Thiên nhíu mày, các đại cường giả đều đang tùy thời chờ hành động. Sau khi do dự một lát, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh đột nhiên bắn về phía trước. Ánh mắt tập trung vào một khỏa đế linh tấn thần đan phía trước. Khỏa đế linh tấn thần đan này dường như đã sớm có không ít người nhìn chằm chằm vào, Lục Lâm Thiên lao thẳng tới cũng khiến cho vô số người đang chú ý vào khỏa đan dược này nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Có 3 người dường như là một tiểu đoàn đội, Lục Lâm Thiên nhớ rõ 3 người này thuộc một ít thế lực nào đó, có 3 cường giả tôn cấp, mặc dù nói là tiểu thế lực, thế nhưng đó cũng nhưng mà so sánh với tam tông tứ môn mà thôi. Ở bên ngoài cũng coi như là thanh danh hiển hách. 3 người đã sớm tập trung vào khỏa đế linh tấn thần đan này, cảm nhận Lục Lâm Thiên phóng tới, sắc mặt 3 người trầm xuống, dường như sớm có ăn ý, 2 đạo thân ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, riêng mình đánh ra một đạo chân khí thất luyện mang theo tiếng xé gió đánh về phía Lục Lâm Thiên. Muốn chết! Nhìn thấy công kích của 2 người đánh tới, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Phanh! 2 đạo chân khí thất luyện mất đi mục tiêu tạo thành một cái động sâu cực lớn trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, mà 2 người có tu vi tôn cấp kia khi nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất thì ánh mắt lập tức hoảng hốt. Siêu! Cơ hồ là cùng lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trước người 2 đạo thân ảnh này, trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ quát một tiếng. Người nào ngăn ta, chết! Tiếng quát vừa dứt, trong 2 tay Lục Lâm Thiên có 2 đạo quyền ấn lướt đi. 2 đạo quyền ấn dùng du thế sấm sét đánh vào trên người 2 cường giả linh tôn này. 2 người có tu vi tôn cấp này nhưng mà tôn cấp nhất trọng, một người là tôn cấp nhị trọng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Phanh phanh! 2 tiếng trầm thấp, bạo liệt vang lên, 2 người có tu vi tôn cấp này hóa thành huyết vụ rơi vãi xuống bên dưới. Cùng một lúc, chân khí của Lục Lâm Thiên từ trong cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không. Thân hình bỗng nhiên tăng tốc giống như một khỏa thiên thạch nhanh chóng phóng về phía đế linh tấn thần đan. Phanh phanh! Lục Lâm Thiên tăng tốc, tốc độ nhanh tới tận cùng, vượt qua không ít thân ảnh ven đường, khí thế giống như thiên thạch trút xuống. Không ít thân ảnh ven đường đi, dưới tốc độ cùng với kình phong kinh khủng của Lục Lâm Thiên thậm chí còn bị đánh bay đi. Biến hóa bực này khiến cho những người vốn còn đang định ngăn cản Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc. Mà những cường giả không định ra tay phía xa lúc này ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Lâm Thiên dùng xu thế như sấm sét chấn nhiếp đám người chung quanh, thân hình phóng về phía khỏa đế linh tấn thần đan mà hắn sớm đã tập trung vào từ trước. Mà lúc này một vũ tôn ngũ trọng nhìn Lục Lâm Thiên thừa dịp hỗn loạn phóng tới đế linh tấn thần đan, trong mắt xuất hiện hàn ý. Hắn sao có thể cho phép có người cướp đoạt đế linh tấn thần đan của mình? Một đạo quyền ấn nóng bỏng được ngưng tụ trong tay. Đây là của bản tôn, chết cho ta. Quyền ấn ngưng tụ, chân khí phô thiên cái địa từ trong người vũ tôn ngũ trọng này tuôn ra dẫn tới một cỗ năng lượng đáng sợ. Miệng hét lớn một tiếng, quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Quyền ấn mang theo lực lượng đáng sợ đánh vỡ không gian, hung hăng nện xuống Lục Lâm Thiên. Muốn chết! Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh, vũ tôn ngũ trọng đối với Lục Lâm Thiên mà nói đã sớm không còn một chút uy hiếp gì. Thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn nóng bỏng ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên. Siêu! Trưởng ấn xuất hiện, năng lượng thuộc tính hỏa phô thiên cái địa hội tụ mang theo hỏa diễm ngập trời. Trong khoảnh khắc đạo trưởng ấn này hóa thành hư ảnh một con hổ bằng lửa cực lớn. Giống! Một tiếng gầm mơ hồ trong miệng hư ảnh này vang vọng, dùng xu thế cường hãn va chạm cùng với quyền ấn của vũ tôn ngũ trọng. Quyền ấn cực lớn trong nháy mắt bị hổ chảo xé nát. Sau đó đánh vào trên người vũ tôn ngũ trọng kia. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng. Năng lượng va chạm, một cỗ năng lượng cường hãn hóa thành kình phong khuếch tán khiến cho không ít người chung quanh bị ảnh hưởng.
không ít thân ảnh bị quét ngang, bị tai bay vạ gió mà rớt xuống đất. Phốc phốc, đồng thời vũ tôn ngũ trọng này cũng phun ra máu tươi, thân hình từ trên không trung bắn ngược xuống. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn tới tình trạng này. Dưới một kích đã đem tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn phá hủy. Sau đó hắn lập tức mất đi tri giác, thân hình ở trên không trung vỡ tan dưới hỏa diễm ngập trời. Đánh chết vũ tôn ngũ trọng này Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý trong lòng, ánh mắt vẫn nhìn vào trên đế linh tấn thần đan mà hắn để ý từ trước. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, đế linh tấn thần đan kia dường như cũng cảm ứng được khí thức của Lục Lâm Thiên cho nên quang mang đại thịnh, nhanh chóng trốn chạy. Trốn đi đâu? Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng đánh tới. Không gian thuộc tính thổ quanh thân lan tràn, bao phủ không trung, gây ảnh hưởng cho khỏa đế linh tấn thần đan này. Cùng một lúc Lục Lâm Thiên đột nhiên đánh ra một đạo chảo ấn bao phủ không gian chung quanh, chộp khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong chảo ấn. Ầm ầm. Lúc này trên không trung có một đạo sấm sét cực lớn hung hăng xuyên thủng không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Sấm sét đánh xuống, trước người chính là đế linh tấn thần đan, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cắn răng bao phủ đế linh tấn thần đan kia vào trong tay. Phanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tốc độ đề quá nhanh, sấm sét hung hăng đánh vào lưng Lục Lâm Thiên, trong khoảnh khắc toàn thân Lục Lâm Thiên tràn ngập điện mang quanh quẩn. Thân hình từ trên không trung hung hăng rơi xuống, giống như chim gãy cánh, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Phanh. Mặt đất nhoáng lên, một cái khe lớn xuất hiện, từng ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đám người Huyết Mị, Hắc Hùng, Dương Quá và Tử Yên phía xa khẽ biến đổi. Mọi người kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ cũng biết được thực lực của Lục Lâm Thiên, thế nhưng không ngờ dưới đạo sấm sét kia lại bị đánh bay, coi như là biết rõ uy lực của sấm sét này khủng bố ra sao, tuyệt đối khó đối phó. Bụi mù khắp nơi, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Toàn thân Lục Lâm Thiên tê dại, lực lượng của đạo sấm sét kia tuyệt đối không thua một kích của Vũ Tôn Cửu Trọng. Uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như là lực lượng khác thì tuyệt đối Lục Lâm Thiên sẽ ăn không ít quả đắng, thế nhưng lại là sấm sét thì khác. Thân hình Lục Lâm Thiên trải qua Tử Kim Huyền Lôi rèn rũa cho nên đối với lực lượng sấm sét cơ hồ miễn dịch. Vừa rồi bị nện xuống dưới mặt đất cũng là bởi vì cỗ lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà thôi. Mà lực lượng sấm sét kia cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào trong người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đứng dậy, mở bàn tay ra. Một khỏa đan dược long lanh xuất hiện trong tay hắn. Đúng là đế linh tấn thần đan, đan dược chuẩn đế phẩm. Là đan dược chuẩn đế phẩm. Mắt thấy Lục Lâm Thiên không có việc gì, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn thấy trong tay Lục Lâm Thiên đạt được một khỏa đan dược đế phẩm, cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự ghen ghét, đố kỵ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thu đế linh tấn thần đan vào trong giới chỉ. Cơ hồ các cường giả trong đại môn đại phái đều giống như lão hồ ly. Ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi cho nên mới tiện nghi cho hắn. Một lần hành động cũng không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, bằng không muốn thu một khỏa đế linh tấn thần đan cũng không dễ như vậy. Ra tay! Rốt cuộc cường giả trong đại môn đại phái cũng không nhịn được nữa. Vừa rồi còn đang tính để cho kẻ khác lưỡng bại câu thương, bản thân làm ngư ông đắc lợi, thế nhưng không ngờ lại để cho người khác chiếm tiện nghi. Từng đạo thân ảnh lướt đi, chân khí, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức vọt thẳng về phái trước. Có người đạt được đan dược chuẩn đế phẩm, những người khác sốt cuộc cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Người tu vi ngoài tôn cấp ra tay, những người khác ở lại. Từng đạo thân ảnh nhảy ra, mục tiêu là 9 khỏa đế linh tấn thần đan còn lại. Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, người có tu vi tôn cấp không được tự tiện hành động. Kim Lang tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí dưới chân run lên mang theo khí thế kinh người bắn thẳng về phía trước. Ánh mắt cùng kỳ tôn giả biến đổi, trường bào trên người tung bay. Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cùng kỳ cũng đi theo sau lưng chủ nhân của mình. Động thủ. Trong tích tắc này đám cường giả phi linh môn cũng không chịu yếu thế, thiên địa nhị lão nhảy ra, đám người hỏa xí tôn giả, phích lịch tôn giả, bàn hủy, bàn vân, xích viêm cũng ầm ầm phóng về phía trước. Cơ hồ tất cả các đại môn đại phái dường như đã đạt được một sự ăn ý trong lúc vô hình, người có tu vi vương cấp không nhúc nhích. Người tham dự tranh đoạt đều tới tôn cấp. Trong lúc tranh đoạt như vậy người có tu vi vương cấp tham dự vào căn bản chính là tự tìm đường chết.
Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, những cường giả đỉnh cấp kia xé rách không gian lao tới. Đám người đại môn đại phái phóng tới, đám tán tu lập tức bị công kích. Đi. Trong đám người, Cực Lạc Tam Quỷ cũng không chịu kém thế, thân ảnh ba người bắn ra. Khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối có thể chống lại những cường giả trong đại môn đại phái. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, cả không gian theo đó run rẩy. Trong nháy mắt xảy ra xung đột, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng, từng đạo thân ảnh mang theo máu tươi rơi xuống mặt đất, ngẫu nhiên có sấm sét đánh ra, cũng có người không kịp tránh né bị đánh bay xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời cũng không biết được là người phương nào ra tay. Tương đối mà nói, những tán tu kia chính là người chịu thiệt thòi nhất. Lại tới, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên lóe lên, thân ảnh lần nữa lướt về phía trước. Đạt được một khỏa đế linh tấn thần đan, Lục Lâm Thiên cũng không định buông tay. Bảo vật như vậy đương nhiên càng đoạt được nhiều càng tốt. Người ngăn cản bản tôn, chết. Trong vô số thân ảnh, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, bàn chân mạnh mẽ đạp hư không, thân hình mang theo năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng cùng với năng lượng thiên địa giống như một đầu hung thú tràn ngập hỏa diễm phóng về phía một khỏa đế linh tấn thần đan. Người ngăn cản phía trước bị đánh bay. Siêu. Mang linh lão tổ của linh thiên môn xuất hiện trước mặt một khỏa đế linh tấn thần đan, một đạo linh lực thất luyện lập tức được đánh ra. Cút ngay, đây là của ta. Cương khôi tôn giả của thần kim các hóa thành một đạo lưu quang, như quỷ mị xuất hiện trước người mang linh lão tổ. Một đạo linh hỏa nóng bỏng trong tay tuôn ra, hóa thành một đầu hỏa mãng nóng bỏng bắn về phía mang linh lão tổ, không gian ven đường đều bị phá hủy. Hừ. Cương khôi tôn giả đánh tới. Mang linh lão tổ hừ lên một tiếng lạnh lẽo, linh lực hùng hồn tuôn ra, phô thiên cái địa bắn về phía cương khôi tôn giả. Phanh! Năng lượng khủng bố va chạm, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía. Vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, dường như mang linh lão tổ yếu hơn một chút cho nên ăn chút thiệt thòi, dù sao mang linh lão tổ cũng chỉ vừa vặn đột phá tới tôn giả cửu trọng mà thôi. Cương khôi! Lão tử không để yên cho ngươi. Mang linh tôn giả giận dữ, muốn ra tay, không ngờ cương khôi tôn giả này lại ra tay với hắn. Linh lực phô thiên cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng trong thiên địa hội tụ, đánh ra một đạo quyền ấn. Mang linh, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của ngươi tới mức nào. Thế nhưng hiện tại ta lại không có thời gian chơi với ngươi. Cương khôi tôn giả quát một tiếng, tay đánh ra một đạo lưu quang, lập tức hóa thành một đầu khôi lỗi màu xanh. Ngao! Khôi lỗi giống như nửa người nửa sói xuất hiện, miệng rít gào một tiếng, trên thân hình giống như sắt thép này nhanh chóng có một đạo quyền ấn hội tụ. Quyền ấn giống như tia chớp đánh ra, bên trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió không ngừng. Công kích lập tức va chạm với một quyền của mang linh lão tổ. Ầm ầm! Năng lượng khủng bố lập tức va chạm, năng lượng thiên địa khủng bố khiến cho không gian run rẩy. Dư âm của kình khí xé rách không gian. Tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian, quang mang đen kịt lóe lên lên rồi không gian lập tức sát nhập lại. Khục khục. Khi kình khí giống như cơn lốc tán đi, mang linh lão tổ cùng với đầu khôi lỗi kia lập tức lùi lại. Sắc mặt mang linh lão tổ trầm xuống, thần kim các này có khôi lỗi ở trên người, quả thực vô cùng phiền toái. Mà tại thời điểm này, cương khôi tôn giả lập tức đánh về phía một khỏa đế linh tấn thần đan. Siêu. Đế linh tấn thần đan này muốn chạy trốn, dường như cương khôi tôn giả cũng đã sớm có sự chuẩn bị, lực lượng không gian xuất hiện, trong mắt hắn hiện lên sự tham lam, bàn tay vươn ra, muốn nắm khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong tay. Cút ngay cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi. Ngay khi cương khôi tôn giả sắp đạt được khỏa đế linh tấn thần đan này thì cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, âm thanh giống như sấm sét khiến cho không gian run lên. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện bên cạnh cương khôi tôn giả. Cùng kỳ tôn giả không chút do dự, trường bào tung bay, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa hội tụ. Một đạo quyền ấn bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh về phía bụng cương khôi tôn giả. Cùng kỳ tôn giả. Cương khôi tôn giả biến sắc, hắn thật không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình giảo kim như cùng kỳ tôn giả. Giờ phút này đế linh tấn thần đan ở bên cạnh, hắn không thể nào buông tay. Trong mắt hiện lên sự âm tàn, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn mang theo công kích linh hồn hung hăng đánh vào quyền ấn bằng hỏa diễm của cùng kỳ tôn giả. Phanh! Hai cỗ năng lượng của hai cường giả siêu cấp giống như thiên thạch va chạm vào nhau.
Cả không gian như trùng xuống, kinh phong khủng bố khiến cho thiên địa rung động tuôn ra. Mặt đất bị dư âm còn lại chấn vỡ. Hừ! Trong nháy mắt, Cương Khôi Tôn giả rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Kinh phong khủng bố như vậy khiến cho thân hình hắn lảo đảo lui lại, hiển nhiên dưới công kích bực này đã chịu thiệt thòi. Luận thực lực, mọi người ở đây không có mấy người có thể chống lại hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả. Thực lực của hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả đã sớm tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, nhưng mà chưa thể đột phá được mà thôi. Lúc này toàn lực ra tay, trừ phi là có người liên thủ bằng không người có thể chống lại cùng kỳ tôn giả hoặc là kim lang tôn giả ở đây dường như còn chưa có ai. Tới, cùng kỳ tôn giả đẩy lùi Cương Khôi Tôn giả, không gian thuộc tính hỏa quanh thân lan tràn. Thân ảnh giống như thiểm điện nắm lấy đế linh tấn thần đan vào trong tay. Ầm ầm. Cùng một lúc, một đạo sấm sét nhanh như thiểm điện đánh về phía cùng kỳ tôn giả. Dường như có một loại huyền ảo nào đó, ai đạt được một khỏa đế linh tấn thần đan đều bị sấm sét công kích. Dù ai cũng không có cách nào né ra, một đạo sấm sét này đánh tới, cùng kỳ tôn giả cũng không kịp né. Phanh! Công kích sấm sét như vậy thế nhưng lại bị cùng kỳ tôn giả cưỡng ép chống lại. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ bực này, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt không ít. Thân hình cũng hung hăng rơi xuống đất, thế nhưng khi còn cách mặt đất vài thước thì bàn chân chỉ xuống đất, thân hình nhanh chóng lui lại, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thật mạnh! Khi thân hình ổn định lại, sắc mặt cùng kỳ tôn giả đại biến, đạo sấm sét này không ngờ lại có uy lực cường hãn tới vậy. Cùng kỳ tôn giả rơi xuống đất, trên không trung lại có mấy người khác bị nện xuống, có người bị thương không nhẹ, cũng có người bị đánh chết. Của ta! Trên không trung! Hãn thiên tôn giả của quỷ nguyên môn quát khẽ một tiếng, đẩy lui thiên phong tôn giả của Vân Dương Tông, thân hình đánh về phía một khỏa đế linh tấn thần đan. Cái gì là của ngươi? Cút xuống dưới cho ta. Gợn sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh màu tím lập tức xuất hiện trước người hãn thiên tôn giả, người này chính là kim lang tôn giả. Trường bào màu tím tung bay, kim lang tôn giả vừa mới dứt lời, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian lập tức nổ tung. Năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cái địa hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một đạo chân khí thất luyện cực lớn đánh về phía hãn thiên tôn giả. Dưới chân khí cuồng bạo, không gian ven đường nổ tung. Kim lang tôn giả, là ngươi. Nhìn thấy kim lang tôn giả, sắc mặt hãn thiên tôn giả khó coi, chân khí thất luyện đánh tới, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chống lại. Chân khí thuộc tính thổ tuôn ra, một đạo trưởng ấn hung hăng đánh ra. Phanh! Hai đạo năng lượng va chạm. Lập tức tạo thành âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm trên không trung. Cả không gian này trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, mấy cường giả tôn cấp chung quanh vốn còn muốn tiến lên, thế nhưng dưới dư âm kình khí khủng bố này cả đám chỉ có thể chạy trốn. Thu! Đẩy lui đối thủ, kim lang tôn giả cũng mặc kệ hãn thiên tôn giả, đan dược chuẩn đế phẩm trước mắt quan trọng hơn, hắn cũng biết đan dược chuẩn đế phẩm này sẽ chạy cho nên đã sớm có sự chuẩn bị. Không gian thuộc tính thổ lập tức phong tỏa không gian, một đạo chảo ấn lập tức thu khỏa đan dược đế linh tấn thần đan kia vào trong tay. Ầm ầm. Cùng một lúc, một đạo sấm sét cũng xuyên thủng không gian mà tới, hung hăng đánh vào trên người kim lang tôn giả. Sấm sét đánh xuống, mang theo sự huyền ảo, trong chớp mắt này kim lang tôn giả cảm giác được bản thân mình không thể nào tránh đi được. Phanh. Dưới đạo sấm sét này kim lang tôn giả rơi xuống mặt đất, trường bào màu tím run lên. Thân hình lảo đảo rơi xuống mặt đất. Mỗi một bước lui lại đều lưu lại một dấu chân sâu trên mặt đất. Khi thân hình ổn định lại, kim lang tôn giả mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một khỏa đế linh tấn thần đan, rốt cuộc một khỏa đế linh tấn thần đan cũng tới tay. Trên không trung lúc này cơ hồ chuyển thành hỗn chiến. Tất cả mọi người dây dưa với nhau, khó có thể lao ra. Một khi lao ra lập tức bị tất cả mọi người ngăn cản. Người tranh đoạt đều là cường giả tôn cấp. Mỗi khi ra tay đều đánh vỡ không gian. Tuy rằng bảo vật trước mắt, thế nhưng cũng không có ai dám chủ quan. Chỉ có những cường giả đỉnh cấp kia mới có thể nhảy ra, tiến hành đoạt bảo. Về phần những người có tu vi vương cấp thì chỉ có thể ở dưới mặt đất quan sát lên. Loại đội hình như vậy bọn họ đặt chân vào chỉ có thể chịu chết mà thôi, căn bản không có cách nào tham dự vào tranh đoạt. Đây là của ta. Tại một chỗ trong không gian. Mấy cường giả đỉnh cấp đồng thời nhìn chằm chằm vào một khỏa đế linh tấn thần đan. Thiên Dương tôn giả, Thanh Quán tôn giả, Thao Ưng lão tổ và Bình Sơn tôn giả ra tay, từng âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên,
cả không gian bị chấn nát. Siêu! Dưới kình khí ngập trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị xuất hiện trên không trung, không chút khách khí nào chộp vào đế linh tấn thần đan kia. Hỗn trướng! Mắt thấy Lục Lâm Thiên nhúng tay vào, ánh mắt bốn cường giả đỉnh cấp biến đổi, đồng thời nhanh chóng đánh ra một đạo công kích khủng bố về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị, quanh thân có 9 đạo lưu quang bắn ra. 9 đầu hung khôi xuất hiện, nhanh chóng đánh ra 9 đạo chảo ấn xé rách không gian về phía 4 người. Mà Lục Lâm Thiên căn bản cũng không để ý tới công kích của 4 cường giả đỉnh cấp. 9 đầu hung khôi tuy rằng chưa đủ để đối phó với 4 cường giả đỉnh cấp này. Thế nhưng dựa vào đặc tính của khôi lỗi cũng có thể ngăn cản lại 4 người này. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên lan tràn ra. Cả không gian uốn éo giống như lao lung, trói buộc khỏa đế linh tấn thần đan kia. Khí tức tập trung vào trên người khỏa đan dược này, Lục Lâm Thiên lập tức nắm nó vào trong tay. Ngay tại lúc đó một đạo sấm sét lập tức đánh xuống, thân hình Lục Lâm Thiên chợt lui ra. Xoẹt! Nhưng mà Lục Lâm Thiên đã quá coi thường đạo sấm sét kia, đạo sấm sét này huyền ảo vô cùng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng lui lại, đạo sấm sét kia đuổi theo, sau đó hung hăng đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này toàn thân Lục Lâm Thiên như nhũn ra, thế nhưng lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên khi thân ảnh đang bay xuống mặt đất thì trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình, dù sao sấm sét đối với Lục Lâm Thiên mà nói cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Âm ấp mầm. 9 đầu khôi lỗi chống lại 4 cường giả đỉnh cấp, 9 đầu hung khôi mang theo khí tức sát phạt ngập trời, 9 đạo chảo ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía 4 người Thiên Dương tôn giả. Khôi lỗi bát cấp hậu kỳ. 4 người biến sắc, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra từng đạo công kích hung hăng va chạm với công kích của 9 đầu hung khôi. Năng lượng va chạm, không gian đột nhiên cứng lại, năng lượng kinh người bạo tạc. Ầm ầm. Trong nháy mắt này năng lượng khủng bố va chạm, cả không gian bạo liệt lộ ra một động sâu đen kịt trong không gian. Không gian nổ tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán. Ken két. Dưới kinh khí khủng bố, năng lượng kinh người phô thiên cái địa khuếch tán. 9 đầu hung khôi bị đẩy lui không ít, nhưng mà cũng chỉ có bị đẩy lui như vậy, không hơn. Ta hiểu rồi. Bị sấm sét đánh lui lại, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một khỏa đế linh tấn thần đan, trong lòng lập tức hiểu ra. Lực lượng sấm sét kia có thể đuổi theo hắn sợ rằng là do cấm chế trên khỏa đế linh tấn thần đan này. Mỗi một khỏa đế linh tấn thần đan đều dẫn tới một đạo sấm sét, nếu ai đạt được nó thì nhất định sẽ bị đánh một đạo. Người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống lại sấm sét này, cho nên cũng không thể đạt được đế linh tấn thần đan. Tiểu tử, giao ra đan dược. Thiên Dương tôn giả hét lớn một tiếng, không ngờ có người lại cướp đồ trước mí mắt hắn, mà lại còn cướp đi đan dược chuẩn đế phẩm. Khuôn mặt giận dữ, muốn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, gượng cười khổ nói. Tiền bối, đan dược ở trong tay của ta, người có lấy cũng không được. Bây giờ còn có mấy khỏa đan dược, người vẫn còn cơ hội, cần gì phải đoạt với ta. Đáng giận, khoản sổ sách này một lát nữa bản tôn sẽ tính với ngươi. Mắt thấy mấy đầu khôi lỗi mang theo khí tức sát phạt ngập trời đứng quanh thân Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Thiên Dương tôn giả trầm xuống. Người thanh niên này tuyệt đối khó đối phó, chỉ bằng 9 đầu khôi lỗi này hắn cũng không có nắm chắc. Chung quanh vẫn còn đang tranh nhau đan dược chuẩn đế phẩm, hắn không chút do dự nào thân ảnh nhanh chóng phóng về phía xa. Hừ! 3 người còn lại cũng hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Mắt thấy 9 đầu khôi lỗi, thân hình bọn họ nhanh chóng đánh về phía khác đang tranh đoạt. Thiên địa nhị lão, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trên không trung. Thiên địa nhị lão đang lao thẳng tới một khỏa đế linh tấn thần đan thế nhưng lại bị Thiên Nguyệt tôn giả ngăn cản. Linh lực bàng bạc, phô thiên cái địa đánh về phía thiên địa nhị lão. Hừ! Địa lão hét lớn một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh hư không. Hư không dưới chân đột nhiên nổ tung, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lớn vài trăm mét lập tức bắn ra. Hỏa diễm trên không trung bắn tứ phía, quyền ấn hung hăng đánh về phía Thiên Nguyệt tôn giả. Cùng lúc này thân ảnh Thiên lão cũng lao thẳng tới đế linh tấn thần đan. Phanh phanh. Địa lão tạ địa cùng với Thiên Nguyệt tôn giả đối chiến, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng. Dưới công kích linh hồn của Thiên Nguyệt tôn giả, thân hình địa lão liên tiếp bị đẩy lùi. Tạ Thiên, đây không phải là thứ của ngươi, lùi xuống cho ta. Cùng lúc này diệt hồn tôn giả của huyền hồn môn như quỷ dị xuất hiện,
linh lực bàng bạc vô cùng mang theo linh hồn lực ngập trời đánh về phía Thiên Lão. Ô, từng tiếng kêu ô ô quái dị xuất hiện, đột nhiên có 9 đạo khôi lỗi màu đỏ đánh ra, 9 đạo khôi lỗi mang theo năng lượng bàng bạc, khí tức nóng bỏng quanh thân tràn ra. Bí văn quanh thân quanh quẩn, quang mang huyền ảo trên bí văn phóng lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi, uy năng trên người 9 đầu khôi lỗi kéo lên. Bí văn tạo thành hình cung tương liên với nhau giống như một cái mạng nhện lớn trên không trung, đem trọn không gian bao phủ vào bên trong. Bí văn bao phủ, cả không gian giống như bị thiêu đốt, vây khốn diệt hồn tôn giả vào bên trong. Thân hình Thiên Lão Tạ Thiên bỗng nhiên sững sờ, không ngờ những đầu khôi lỗi này dường như lại đang giúp hắn. Trong sát na, hắn không có chút chậm trễ nào, chảo ấn trong tay chụp vào trong tay một khỏa đế linh tấn thần đan. Đây chính là của ta. Nhưng mà còn có một đạo thân ảnh so với Thiên Lão còn nhanh hơn, gợn sóng trong không gian lóe lên, lập tức thu đế linh tấn thần đan vào trong tay. Tiểu tử, ngươi dám. Thiên Lão hét lớn một tiếng, lập tức phóng về phía trước, năng lượng thuộc tính thổ quanh thân tràn ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một trường. Hư không trước trường ấn bỗng nhiên nổ tung tạo thành một vết nứt đen kịt, nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu. Dường như Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, tay đẩy ra một đạo chân khí thất luyện, đánh ra một trường nghênh tiếp. Phanh. Lực lượng va chạm, Lục Lâm Thiên lảo đảo lui lại, âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên. Không gian chung quanh hắn bị chấn nát rồi sụp đổ. Trong lúc thân ảnh bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên thừa cơ nắm khỏa đế linh tấn thần đan kia vào trong tay, sau đó một đạo sấm sét cũng đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Sấm sét đánh xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa bị đánh bay, thế nhưng vẫn thu khỏa đế linh tấn thần đan thứ ba vào trong tay. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ, vừa rồi tuy rằng Thiên Lão có cơ hội thu được đế linh tấn thần đan này thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết uy lực của sấm sét ra sao. Nếu như Thiên Lão cầm vào khỏa đế linh tấn thần đan này thì sẽ bị đánh trúng, khi đó không ổn, coi như chống lại thì cũng sẽ bị thương. Cho nên rơi vào đường cùng Lục Lâm Thiên mới ra tay tranh đoạt. Nhưng mà hiện tại Thiên Lão cũng không biết được thân phận của Lục Lâm Thiên, nhìn thấy có người cướp đồ trước mí mắt mình, lại là đan dược chuẩn đế phẩm cho nên giận dữ, lần nữa đánh ra một trưởng ấn. Lúc này Thiên Lão đã toàn lực ra tay, đánh vỡ một mảng không gian to lớn. Một kích toàn lực của Thiên Lão Lục Lâm Thiên cũng đã sớm tính tới, thân ảnh Thiên Lão vừa mới động thì Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Một kích toàn lực của Thiên Lão mặc dù Lục Lâm Thiên biết bản thân chống lại cũng không phải là không làm được. Thế nhưng lúc này hắn còn chưa muốn bạo lộ thủ đoạn phòng ngự, bộ dáng này hiện tại vô cùng tiện lợi. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu như hắn dùng khuôn mặt thật, sợ rằng một khi hắn cướp đế linh tấn thần đan sẽ có vô số người ngăn cản. Hắn vừa mới lộ mặt. Người đế đạo minh sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, như bây giờ thoải mái hơn nhiều. Phanh! Trường ấn chụp xuống, không gian bị đánh vỡ, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa vặn biến mất trên không trung. Dư âm của kinh khí khuếch tán khiến cho thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo. Khôi lỗi đáng chết! Bên cạnh đó, diệt hồn tôn giả dưới sự vây công của 9 đầu khôi lỗi thi triển trận pháp hợp kích liên tiếp thối lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Không có xu thế hoàn thủ. Siêu siêu. 9 đạo chảo ấn trong tay 9 đầu khôi lỗi xé nát không gian, từng vết nứt trong không gian xuất hiện. Diệt hồn tôn giả đã sớm có chuẩn bị, xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Ô ô. Diệt hồn tôn giả đánh ra công kích, 9 đầu khôi lỗi lập tức lui ra, không có ý định chống lại công kích của diệt hồn tôn giả. Cực lạc tam quỷ, các ngươi tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Một khỏa đế linh tấn thần đan trôi nổi trên không trung, thân ảnh cực lạc tam quỷ bay thẳng về phía trước. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt ba người này. Người mặc y phục màu đen này xuất hiện, thân hình khôi ngô, tuổi chừng thất tuần, cực kỳ già nua. Thế nhưng bên trong già nua lại có khí tức giống như núi lửa tùy thời bộc phát, hai mắt như sao, người này chính là Yến Sát tôn giả. Yến Sát, người còn chưa ngăn được ba huynh đệ ta. Lệ quỷ lạnh lùng nói, thời điểm này hắn cũng không khách khí gì nữa, năng lượng thuộc tính thủy phô thiên cái địa hội tụ, đánh về phía Yết Sát tôn giả. Lệ quỷ, dám làm càn trước mặt Hắc Sát giáo chúng ta, người muốn chết đúng không? Không gian chung quanh Yết Sát tôn giả trong lúc vô hình nóng lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng, sát khí quanh quẩn quanh thân, năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm kéo tới. Trong không trung thậm chí còn xuất hiện một cỗ hỏa diễm giống như thực chất,
đột nhiên có một đạo năng lượng bàng bạc đánh về phía lệ quỷ. Siêu siêu. Lúc này dương quỷ và âm quỷ dường như đã sớm có ăn ý, đánh về phía đế linh tấn thần đan. Hừ, lùi cho ta. Mà lúc này gợn sóng trong không gian lóe lên, thiên dương tôn giả vừa mới bị lục lâm thiên cướp đế linh tấn thần đan cùng với thanh quán tôn giả đã lao thẳng tới. Giờ phút này mấy khỏa đế linh tấn thần đan còn lại đều bị cường giả vây quanh, ai muốn thu được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi có người tới gần sẽ bị những người khác liên thủ vây công. Phanh phanh. Trong không gian to lớn lúc này liên tục vang lên âm thanh trầm thấp, đám người lộc linh tôn giả, liễm linh tôn giả, phong vũ tôn giả, thiết kiếm tôn giả, thất tinh tôn giả đang tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đan, lực lượng cuồng bạo cắt nát không gian. Dưới kính khí ngập trời này đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Siêu. Lục lâm thiên xuất hiện, không có một chút khách khí nào tìm đúng cơ hội lao thẳng tới khỏa đế linh tấn thần đan kia. Đáng chết, cút xuống dưới cho ta. Chúng cường giả tuy rằng đang tranh đoạt, thế nhưng tâm thần vẫn đang dò xét không trung, biết rõ thanh niên áo xanh này đã thu được mấy khỏa đế linh tấn thần đan cho nên lúc này đều coi lục lâm thiên là đại địch. Cả đám dường như hình thành một loại ăn ý. Năm cường giả đỉnh cấp cùng lúc đánh ra từng đạo công kích về phía lục lâm thiên. Khí tức trên người năm cường giả siêu cấp bắt đầu tràn ra. Thiên địa biến sắc, khí tức đều phóng ra, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn tới năng lượng bàng bạc trong thiên địa, từng đạo quang trụ mang theo xu thế khủng bố hung hăng đánh về phía trước. Có người muốn đoạt đan dược chuẩn đế phẩm trước mặt bọn họ sẽ không chút khách khí nào. Ô ô! Lúc này chung quanh lục lâm thiên được chín đầu hung khôi tràn ngập khí tức sát phạt bao phủ. Khí thế của chín đầu hung khôi khiến cho chín siêu cấp cường giả run sợ. Chín đầu hung khôi đứng đó tạo thành một trận thế huyền ảo, lập tức đánh ra từng đạo chảo ấn ngăn cản công kích của mấy siêu cấp cường giả này. Cùng lúc, ngay gần đó Thảo Ưng lão tổ đang tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đan cùng với phong vũ tôn giả và càn chính tôn giả. Phong vũ tôn giả cùng với càn chính tôn giả tranh đoạt tới mức ngươi chết ta sống. Thiên Ưng lão tổ không chút khách khí, thừa cơ lao lên trên, phóng về phía đế linh tấn thần đan. Phanh phanh, tử đồng trưởng lão của thiên địa các xuất hiện ở bên phải, bên người còn có một lão giả áo xanh, khí tức cũng bất phàm hiển nhiên đã tới tôn cấp bát trọng đỉnh phong. Khí thế bàng bạc của hai người tràn ra, mục tiêu chính là đế linh tấn thần đan. Phong vũ tôn giả cùng với càn chính tôn giả tranh đoạt ngươi chết ta sống, Thiên Ưng lão tổ thừa cơ tiến vào. Lao thẳng về một khỏa đế linh tấn thần đan. Khi Thiên Ưng lão tổ sắp thu đan dược vào tay thì đột nhiên có hai đạo thân ảnh lăng không đánh tới. Thảo Ưng, không có phần của ngươi đâu. Một tiếng hét lớn vang lên, hai đạo thân ảnh đồng thời đánh tới đế linh tấn thần đan kia. Huyết Ưng, ngăn cản hai người này. Thảo Ưng lão tổ không chút do dự, căn răng hét lớn một tiếng, ánh mắt âm trầm tới tận cùng. Cạc cạc. Trong không trung có một đạo lưu quang phóng tới mang theo âm thanh cao V Upsilon T mà sắc bén. Ngay sau đó trên không gian tràn ngập huyết sắc quang mang, mặt đất lúc này cũng như run rẩy, trên không trung lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ thấy toàn thân đầu quái vật khổng lồ này tràn ngập huyết quang, đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình chim ưng, toàn thân có đôi cánh trắng như tuyết, hai con mắt cực lớn mà sắc bén, thân hình khổng lồ hơn ngàn mét. Đầu huyết ưng này xuất hiện. Không gian thoáng cái như đình trệ, không ít cường giả đang kịch chiến ánh mắt không khỏi nhìn về phía này. Đầu huyết ưng hơn ngàn mét trên không trung này khí tức đã đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hai cánh khổng lồ chấn động, cả không gian lúc này cũng chấn động. Ngao ngao. Cơ hồ cùng một lúc, đầu huyết ưng này xuất hiện cũng có thêm hai tiếng thú minh rít gào, giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Tiếng thú minh giống như sấm rền ầm ầm vang vọng. Một đầu cự lang toàn thân có lân phiến màu vàng bao trùm, sau lưng có hai cánh màu vàng, răng nanh cũng tràn ngập kim quang rực rỡ, hai mắt đỏ thẫm, miệng rít gào nhảy ra. Ngay sau đó một đầu yêu thú dữ tợn mà uy vũ tới tận cùng, giống hổ lại giống trâu, hoặc có thể nói là rồng và sói dữ tợn xuất hiện. Một đôi cánh cực lớn khẽ vỗ, toàn thân màu đỏ hồng, giống như máu tươi đang chảy xuôi vậy. Hai đầu yêu thú này xuất hiện, hai cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Cả thiên địa trong lúc vô hình run lên, uy áp này còn ở trên huyết ưng kia. Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cùng kỳ xuất hiện, hai cánh chấn động, không gian dưới hai cánh sụp đổ từng khúc xuất hiện vết nứt đen kịt khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo. Vây công huyết ưng, uy áp kinh người tràn ra khiến cho đầu huyết ưng kia trong lúc mơ hồ bị áp chế một chút.
Thao ưng, cút xuống đi. Trong sát na, Thao ưng lão tổ đang muốn dùng tạo kỹ ngăn cản cho mình chút thời gian thế nhưng một chút thời gian cũng không có, lúc này cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả đã xuất hiện. Trong nháy mắt trường bào trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, lực lượng không gian tràn ra, khoảng cách kéo gần lại, đồng thời thân hình xuất hiện trước người Thao ưng lão tổ. Vừa sải bước ra, cùng kỳ tôn giả không có chút khách khí nào đánh ra một đạo quyền ấn về phía Thao ưng lão tổ, trước quyền án, không gian vặn vẹo rồi vỡ nát. Sắc mặt Thao ưng lão tổ lập tức khó coi, không ngờ lại xuất hiện hai cường giả như cùng kỳ tôn giả, nhưng mà hắn cũng phải vung quyền nghênh đón. Phanh phanh! Hai đạo quyền ấn va chạm giống như thiên thạch va vào nhau, không gian lập tức văng tung tóe. Âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, cả phiến không gian dưới lực lượng mạnh mẽ bực này sụp đổ. Nói thì dài thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Ầm ầm! Ở phía xa, lực lượng khủng bố của Lộc Linh Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tinh Tôn Giả va chạm với chín đầu hung khôi. Công kích khủng ố bộc phát, năng lượng khuếch tán khiến cho không gian bị đánh vỡ, nhất thời xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Khục khục! Chín đầu hung khôi khí thế như vậy thế nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lui, trận thế huyền ảo dường như lung lay sắp đổ, thế nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững. Ầm ầm! Cùng lúc một đạo sấm sét đột nhiên đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, đem thân hình Lục Lâm Thiên đánh lui, trong lúc thân hình bị đánh bay, toàn thân hắn tràn ngập điện mang quanh quẩn. Trong lúc bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại là một khỏa đế linh tấn thần đan, khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười vui vẻ, lần nữa thu khỏa đế linh tấn thần đan này vào trong nhẫn chữ vật. Siêu! Cùng một lúc, sau khi Kim Lang Tôn Giả cùng với cùng kỳ tôn giả ngăn cản Thao ưng lão tổ lập tức đoạt khỏa đế linh tấn thần đan kia vào trong tay, một đạo sấm sét cũng đánh xuống. Lúc này Kim Lang Tôn Giả cũng đã có sự chuẩn bị, cùng lúc đánh ra một đạo chân khí. Không gian chung quanh rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị đánh nát. Ầm ầm! Lực lượng va chạm, thân hình Kim Lang Tôn Giả chỉ lảo đảo lui lại phía sau một bước, một cỗ lực lượng sấm sét dọc theo cánh tay hung hăng khuếch tán. Thế nhưng chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không có vấn đề quá lớn, cũng bị Kim Lang Tôn Giả tiếp được. Ầm ầm! Cùng một thời gian hai đạo sấm sét vang vọng không gian, mọi người chăm chú nhìn vào, chỉ thấy trong đám người, Lộc Linh Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang và Tử Đồng trưởng lão của Thiên Địa Các đều bị một đạo sấm sét đánh trúng. Thiên Dương Tôn Giả, Thanh Quán Tôn Giả, Cực Lạc Tam Quỷ, Yết Sát Tôn Giả đã tranh đoạt đế linh tấn thần đan. Thế nhưng lại không ngờ bị Lục Lâm Thiên nhân cơ hội đoạt đi đế linh tấn thần đan. Lộc Linh Tôn Giả cũng thừa cơ, dưới sự phối hợp của Liễm Linh Tôn Giả cũng thu được một khỏa đế linh tấn thần đan. Tử Đồng trưởng lão thì nhẹ nhàng hơn một chút, dưới sự phối hợp của lão giả áo lam kia, từ trong tay mấy cường giả khác đoạt lấy một khỏa đế linh tấn thần đan. Đương nhiên cũng cần thực lực tuyệt đối của hai người, tranh đoạt đồ trong tay cường giả đỉnh cấp, vận khí nhưng mà một phần. Không có thực lực tuyệt đối thì đừng mơ đoạt được. Khục khục. Hai người Lộc Linh Tôn Giả, Tử Đồng trưởng lão lui lại, hai người bố trí thủ đoạn phòng ngự cho nên cũng không có việc gì quá lớn. Ngao ngao. Dưới không trung, từng tiếng gầm gừ vang vọng, vô số cường giả tôn cấp giao phong, Hắc Hùng, Xích Viêm, Bàn Hủy cùng chúng cường giả yêu thú, linh thú của phi linh môn thúc dục bản thể, uy thế kinh người tràn ngập không gian, chấn động nhân tâm. Dưới giao phong bực này, tăng thêm hỏa xí tôn giả, thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên, thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành, thực lực của phi linh môn và thánh linh giáo không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng mà những cường giả trong phi linh môn và thánh linh giáo cũng không có cách nào tham dự tranh đoạt với những cường giả tầng thứ cao kia. Phanh phanh, từng đạo thân ảnh bị đẩy lui, máu tươi phun ra, số lượng người bị thương cũng không ít, thế nhưng vô số tôn giả hỗn chiến, không gian lúc này đã bắt đầu hỗn loạn. 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm thì có 4 khỏa rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, 3 khỏa rơi vào trong tay Kim Lang Tôn Giả và cùng kỳ Tôn Giả. 1 khỏa rơi vào trong tay Lộc Linh Tôn Giả, còn 1 khỏa rơi vào trong tay Tử Đồng trưởng lão, tổng cộng đã là 9 khỏa. 9 khỏa đế linh tấn thần đan bị đoạt, sắc trời lờ mờ trên không trung dần dần khôi phục ánh sáng. 10 khỏa đế linh tấn thần đan khiến cho gió nổi mây phun, rốt cuộc cũng dần dần tiêu tán. Lục Lâm Thiên đoạt được khỏa đế linh tấn thần đan thứ tư, 9 đầu hung khôi bị đẩy lui lập tức quay về bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tiếp tục hình thành trận pháp hợp kích bao phủ trước người Lục Lâm Thiên. Dưới khí thế của 9 đầu hung khôi,
tuy rằng chúng cường giả hận không thể chém Lục Lâm Thiên thành tám khối, thế nhưng nhìn qua chín đầu hung khôi cũng không dám đơn giản đỡ upsilon.ng vào Lục Lâm Thiên. Tiếng thú rít gào, huyết ưng của Thao ưng lão tổ dưới sự vây công của Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cùng kỳ thối lui, lông vũ màu đỏ trên người đã rớt xuống không ít, có vết máu tràn ra. Hừ, thế thôi. Kim Lang tôn giả đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm, nói với Kim Dực Thiên Lang. Hiện tại cũng không phải là lúc đối phó với đám người Vạn Thú Tông. Thực lực của huyết ưng kia cũng không yếu. Nếu ép quá, Kim Dực Thiên Lang và Thiên Thôn cùng kỳ sẽ phải một cái giá lớn. Chỉ còn một khỏa cuối cùng. Vô số cường giả phóng tâm thần ra bên ngoài, còn bao nhiêu khỏa đế linh tấn thần đan bọn họ đều biết. Hiện tại chỉ còn một khỏa đế linh tấn thần đan. Từng đạo thân ảnh đột nhiên đánh về phía một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng. Phía xa xa, sương mù trắng cuồn cuộn, bên cạnh là màn sáng có điện mang quanh quẩn. Khí tức bàng bạc mà cổ xưa từ bên trong lan tràn ra, quanh quẩn trên không trung. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt kinh người vang lên, mấy đạo thân ảnh va chạm, năng lượng khủng bố lan tràn, không trung xuất hiện vết nứt đen kịt, không đến cấp độ siêu cấp cường giả căn bản không có cách nào đặt chân vào trong tranh đoạt. Siêu. Một khỏa đế linh tấn thần đan được một vòng quang mang bao phủ xoay quanh trên không trung. Mấy đạo thân ảnh bị đẩy lui, đột nhiên đạp mạnh không trung, thân hình ổn định lại giữa không trung. Siêu siêu. Mấy người này lăng không đứng thẳng, năng lượng thiên địa chung quanh đã sớm biến hóa, cả không gian giống như lung lay sắp đổ. Mấy đạo thân ảnh đứng đó, một thân ảnh xinh đẹp mềm mại đứng đó. Khí tức cực kỳ cường hãn, chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Trước người Nguyên Nhược Lan không xa chính là Dương Quá đang chắp tay mà đứng, ánh mắt long lanh, mái tóc mai khẽ tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập vẻ kiên nghị. Hai người đối đầu với nhau, bên người còn có Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn, Phi Linh Môn có Thiên Địa Nhị Lão, vừa mới giao thủ chính là Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng với Thiên Địa Nhị Lão. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh cường giả mang theo chân khí, linh lực bàng bạc phô thiên cái địa bắn ra. Mục tiêu đều là tranh đoạt một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng. Một khỏa cuối cùng này ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Từng đạo thân ảnh đánh tới, cơ hồ không nói một lời nào công kích lẫn nhau. Thiên Địa Nhị Lão, Vô Ảnh Kiếm Tôn lần nữa gia nhập vào vòng chiến. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian, cũng không rõ là ai công kích ai. Dù sao mục đích chính là không để cho người khác đạt được một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng kia. Nếu ai tới gần nó sẽ bị tất cả mọi người vây công. Ầm ầm, từng đạo công kích giống như mang theo lực lượng hủy diệt ầm ầm va chạm. Phanh phanh, trong không Gina, dưới công kích khủng bố bực này, cả không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí khủng bố xé rách không gian tạo ra từng vết nứt đen kịt. Quang mang đen kịt lan tràn rồi lập tức xác nhập lại như cũ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này đối với mấy siêu cấp cường giả này mà nói đã giao thủ được mấy chiêu. Dù ai cũng không thể đoạt được một khỏa đan dược đế linh tấn thần đan cuối cùng kia. Chúng cường giả giao phong, trong lúc vô hình đều là người Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh giằng co với nhau. Nếu tính toán trên phương diện nhân số thì bên trong đám siêu cấp cường giả của Thiên Địa Minh có Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lộc Linh Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả, Thiên Nguyệt Tôn Giả, Hung Khôi Tôn Giả, Lục Linh Tôn Giả, Hãn Thiên Tôn Giả, Diệt Hồn Tôn Giả, Bình Sơn Tôn Giả, Thao Ưng Lão Tổ, còn có một cỗ khôi lỗi của Hung Khôi Tôn Giả, thực lực cũng không yếu. Trong Thiên Địa Minh vô số siêu cấp cường giả hội tụ, trong lúc vô hình tạo thành một phòng tuyến, trong đội hình siêu cấp cường giả của Đế Đạo Minh không thể nghi ngờ Kim Lang Tôn Giả cùng với Cùng Kỳ Tôn Giả là mạnh nhất. Còn có Mang Linh Lão Tổ, Thiên Dương Tôn Giả, Thanh Quán Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tinh Tôn Giả, Kiền Chính Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Lão. Nếu tính toán trên phương diện nhân số thì số lượng siêu cấp cường giả của Đế Đạo Minh so với Thiên Đạo Minh dường như kém hơn một chút. Thế nhưng khí thế hoàn toàn không có yếu hơn. Có hai người Kim Lang Tôn Giả và Cùng Kỳ Tôn Giả ở đây, khí thế mạnh mẽ hơn không ít. Chung quy mà nói song phương giằng co, khí thế va chạm, cũng không kém là bao. Cơ hồ tất cả cường giả đều nhìn vào một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm phía xa. Quá nhiều người không có được, ai cũng không muốn buông tha. Loại tình huống này ai cũng biết nếu như một người nào đó đánh về phía đế linh tấn thần đan kia sẽ bị tất cả mọi người vây công, cũng không có ai nương tay với hắn. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên, Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn nhảy ra,
tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vô ảnh kiếm tôn, người muốn làm gì? Kiền Chính Tôn giả trầm giọng nhìn vô ảnh kiếm tôn hỏi. Chư vị, một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng ai cũng thèm muốn, thế nhưng sợ rằng cho dù là ai đạt được thì những người khác cũng không nguyện ý. Ta có biện pháp, các ngươi có muốn nghe thử hay không? Vô ảnh kiếm tôn thu trường kiếm, nhìn mọi người nói. Có dám mau nói. Thiên Dương Tôn quả quát, trong lòng có chút khó chịu, đoạt một vòng thế nhưng ngay cả một khỏa cũng không có thu được. Nhiều người đoạt như vậy hỗn chiến là điều khó tránh khỏi, khi đó tất cả mọi người sẽ bị trọng thương. Có lẽ cũng không có ai có thực lực địch lại tất cả mọi người đoạt lấy đế linh tấn thần đan rồi trở ra. Mặt khác bên trên đan dược chuẩn đế phẩm này dường như có cấm chế, ai đoạt được nó đều phải chịu một kích của sấm sét. Có thể bình yên đoạt được hay không cũng khó nói. Vô ảnh kiếm tôn nhìn mọi người nói, dường như trong đầu đã có kế hoạch gì đó. Nghe vô ảnh kiếm tôn nói vậy, tất cả mọi người nhíu mày, lời nói của vô ảnh kiếm tôn tất cả mọi người đều đồng tình. Mà ngay cả Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả cũng không nói gì, cũng không có ý tứ phản đối. Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả biết thực lực mình tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào ở đây. Thế nhưng tất cả mọi người liên thủ với nhau thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ chịu. Vốn còn có người định liều mạng, thế nhưng nghe thấy vô ảnh kiếm tôn nói vậy lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng đám siêu cấp cường giả này cũng biết rõ, dù là ai cũng không có cách nào một mình đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm này. Bởi vì ai cũng một mình tác chiến, cho dù là đồng minh, tuy rằng tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng trước mặt đan dược chuẩn đế phẩm này thì cho dù là ai cũng sẽ liều mạng đoạt lấy đan dược chuẩn đế phẩm. Vô ảnh kiếm tôn, đừng nói nhảm nữa. Mau nói vào trọng điểm đi. Mang Linh lão tổ nhìn vô ảnh kiếm tôn nói. Cường giả thiên địa minh đều nhìn vào vô ảnh kiếm tôn. Vô ảnh kiếm tôn thấy mọi người động tâm, hắn mỉm cười nói. Một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng này có người đã nhận ra là đế linh tấn thần đan trong truyền thuyết. Nghe nói phục dục đế linh tấn thần đan này sẽ có 1/10 cơ hội đột phá đế cấp. Đoán chừng tất cả đám người chúng ta đều dốc sức liều mạng có nó. Thế nhưng cho dù là ai muốn có nó cũng phải cửu tử nhất sinh a. Cho dù không chết cũng phải trọng thương. Ta đoán, ở trong màn sáng kia sợ rằng còn có bảo vật. Nói không chừng còn có bảo vật cao hơn đế linh tấn thần đan. Nếu mọi người cứ người chết ta sống ở đây, vậy thì kế tiếp cũng khó mà xông vào bên trong được. Vô ảnh kiếm tôn nói khiến cho sắc mặt mọi người biến hóa, ngược lại cũng đúng. Mà dường như lúc này mới có người biết được đây là đế linh tấn thần đan, vừa rồi mới có người sợ hãi than vì hiệu quả của đế linh tấn thần đan, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ lời nói của vô ảnh kiếm tôn là thật. Mọi người lập tức nhìn vào trong màn sáng cực lớn kia, 10 khỏa đan dược đế linh tấn thần đan này đều ở trong màn sáng này mà ra. Sợ rằng bên trong sẽ có bảo vật, mà có khả năng còn cao hơn đế linh tấn thần đan này. Nếu như cứ liều mạng ngươi chết ta sống ở đây, nói không chừng kế tiếp sẽ phải chịu thiệt. Vô ảnh kiếm tôn ngừng một cái rồi tiếp tục nói. Ta thấy như vậy đi. Chúng ta cứ coi khỏa đế linh tấn thần đan này là của đế đạo minh và thiên địa minh dược không. Sau đó mọi người lại phân ra, chung quy so với hỗn chiến như lúc này còn tốt hơn. Nghe thấy vô ảnh kiếm nói vậy mọi người nhìn nhau, cũng không có phản đối. Nếu như đan dược rơi vào trong tay bổn minh chung quy so với rơi vào trong tay người ngoài thì tốt hơn nhiều. Vô số siêu cấp cường giả cũng đã ngừng chiến, cơ hồ tất cả cường giả tôn cấp phía dưới đều lựa chọn lùi về phía sau, ngừng chiến. Không ít người thở dốc, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Ngao ngao. Đám người bàn hủy, Long Linh cũng thu hồi bản thể, cường giả phi linh môn và thánh linh giáo tụ lại một chỗ khiến cho ánh mắt mọi người không khỏi biến hóa. Phi linh môn và thánh linh giáo này quả thực không dễ chọc. Làm sao chia? Thiên Dương tôn giả nhìn vô ảnh kiếm tôn hỏi. Một khỏa đế linh tấn thần đan, song phương đều mơ ước, cũng khó mà phân được. Chuyện này ngược lại có chút khó. Bất quá ta có một chủ ý. Minh chủ đế đạo minh cùng với thiên địa minh chiến một trận, người thắng có được đế minh tấn thần đan này. Hai minh chủ chiến một trận cũng đủ công bằng. Minh chủ chiến một trận. Tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt người của đế đạo minh biến hóa, minh chủ đế đạo minh là Lục Lâm Thiên không có mặt ở đây, nếu có thì khác, trà đạp cổ kiếm phong a. Vô ảnh kiếm tôn, minh chủ đế đạo minh ta không có mặt ở đây, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Ánh mắt Thiên lão trầm xuống, mơ hồ cảm thấy việc này có chút không quá bình thường.
Vô ảnh kiếm tôn này không có khả năng không biết trưởng môn không có mặt ở đây. Mà cổ kiếm phong kia cũng không phải là đối thủ của trưởng môn Lục Lâm Thiên của hắn. Đám người Thiên Địa Minh mỉm cười, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Lục Lâm Thiên đã không có mặt, nếu các ngươi đồng ý thì có thể tạm thời đổi một người khác. Thế nhưng chỉ có thể là người cùng thế hệ, ngang hàng chiến một trận. Đám lão gia hỏa như chúng ta cũng không nên lấy lớn hiếp nhỏ, nếu thắng cũng không vẻ vang gì. Vô ảnh kiếm tôn nói, ánh mắt nhìn về phía Cùng Kỳ tôn giả và Kim Lang tôn giả. Đáng chết! Phía xa, Lục Lâm Thiên ở trong chín đầu hung khôi nghe vậy không nhịn được mà thầm mắng một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm nước bọt, vô ảnh kiếm tôn tốn nhiều nước bọt như vậy đơn giản nhưng mà e ngại đơn đả độc đấu không có ai là đối thủ của Kim Lang tôn giả và Cùng Kỳ tôn giả, thừa lúc hắn không có mặt cho nên mới nghĩ biện pháp như vậy. Đám người đế đạo minh nhìn nhau. Đối với sự sắp xếp của vô ảnh kiếm tôn đều có chút kinh ngạc, thế nhưng vô ảnh kiếm tôn sắp xếp như vậy quả thực cũng khiến cho mọi người có chút động tâm, bằng không nếu cứ như vậy hỗn chiến đối với ai cũng không có lợi. Phương pháp đó cũng không tệ, như vậy đi, nhị đệ ta không có mặt, vậy thì ta sẽ thay nhị đệ ra trận. Trong đám người, trường bào trên người Dương Quá tung bay, thân hình nhảy lên giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở xa xa, lén lút thu hồi ánh mắt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, vừa rồi hắn đã thầm thông chi cho đại ca Dương Quá. Người cùng thế hệ chiến một trận, thực lực của đại ca Dương Quá hiện tại cho dù là hắn toàn lực ra tay cũng không có nắm chắc 10 phần có thể thắng được đại ca Dương Quá. Nhưng mà trên phương diện phòng ngự hắn chiếm được không ít ưu thế mà thôi. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Nhìn Dương Quá, ánh mắt không ít cường giả run lên, dường như cũng có chú ý tới Dương Quá. Thế nhưng người chính thức biết rõ Dương Quá cũng không có mấy người. Ngược lại Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, tinh mang trong mắt chợt hiện. Dương Quá. Chúng cường giả đế đạo minh nhìn Dương Quá, cũng không quá hiểu biết về Dương Quá. Đại bộ phận người đều biết Dương Quá là một trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên Bình Nham đảo mà thôi. Thế nhưng khí tức trên người Dương Quá đã sớm là tôn cấp, mọi người cho rằng đối phó với Cổ Kiếm Phong cũng không có vấn đề. Lúc này người cùng thế hệ với Lục Lâm Thiên trong tất cả các sơn môn lớn cũng chỉ có Dương Quá là có thể thay thế. Đế đạo minh ta sẽ do Dương Quá thay minh chủ xuất chiến. Thiên địa minh của ngươi ai lên thì mau lên. Cùng Kỳ tôn giả cười ha hả, hắn biết rõ thực lực của Dương Quá. Minh chủ thiên địa minh Cổ Kiếm Phong này sao có thể là đối thủ của Dương Quá được. Vô ảnh kiếm tôn nhìn Dương Quá, ánh mắt khẽ đảo, nói. Nhược Lan, ngươi lên đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Nguyên Nhược Lan nhảy ra, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá. Trong mắt có một cỗ chiến ý xuất hiện, ở bên ngoài nàng đã biết rõ thực lực của Dương Quá, vũ tôn tất trọng, đã không dưới nàng. Nguyên Nhược Lan. Nhìn Nguyên Nhược Lan, sắc mặt chúng cường giả đế đạo minh biến hóa. Đối với thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng không có mấy người tận mắt nhìn qua. Thế nhưng ba chữ Nguyên Nhược Lan đã sớm lan truyền ra bên ngoài. Đồn rằng là người duy nhất có thể chống lại tên biến thái như Lục Lâm Thiên. Đạt được truyền thừa của kiếm tổ trong thiên kiếm môn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Không phải nói minh chủ chiến một trận sao? Thiên địa minh các ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Thiên Dương tôn giả trầm xuống, đương nhiên hắn cũng đã nghe nói qua thực lực của Nguyên Nhược Lan này. Sắc mặt chúng cường giả đế đạo minh biến hóa, mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, Dương Quá chống lại Nguyên Nhược Lan, bọn họ không có nắm chắc. Quên nói cùng các ngươi, minh chủ thiên địa minh ta hiện tại đã là Nhược Lan. Vô ảnh kiếm tôn nhìn mọi người đang kinh ngạc lập tức mỉm cười nói. Tiểu nữ Nguyên Nhược Lan, gia sư thoái vị, nhận được chiếu cố của tất cả các sơn môn lớn hiện tại nhận chức minh chủ thiên địa minh, về sau kính xin chư vị tiền bối chỉ giáo. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người khẽ khom người thi lễ, trước mặt đám siêu cấp cường giả này thái độ nàng cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khí thế mực này so với gia sư Cổ Kiếm Phong còn mạnh hơn nhiều. Thì ra là thế, thật hèn hạ. Lục Lâm Thiên ở trên không trung nghe vậy lập tức sững sờ. Trong lòng Lục Lâm Thiên luôn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Lúc này Nguyên Nhược Lan vừa ra, Lục Lâm Thiên mới bừng tỉnh. Thiên địa minh có chủ ý như vậy thì ra là bởi vì Nguyên Nhược Lan biết rõ mình không có mặt cho nên mới làm trò như vậy khiến cho tất cả người của đế đạo minh chui vào giỏ. Cường giả đế đạo minh lúc này chỉ trong nháy mắt cũng hiểu được. Tu vi của Cổ Kiếm Phong tất cả mọi người đều biết rõ.
Vốn chúng cường giả còn đang kỳ quái vì sao thiên địa minh này lại có chủ ý như vậy, lúc này mọi người mới biết rõ nguyên nhân, thật không ngờ lại bị vô ảnh kiếm tôn âm một lần. Chuyện này không được. Thiết kiếm tôn giả quát, không có nắm chắc với Dương quá, đế linh tấn thần đan này cũng không thể để rơi vào trong tay thiên địa minh dễ như vậy được. Chẳng lẽ đế đạo minh nói chuyện không giữ lời, chỉ biết nói láo thôi sao? Sắc mặt vô ảnh kiếm tôn trầm xuống, ánh mắt nhìn mọi người mang theo vẻ khinh thường. Được, Dương quá thay minh chủ xuất chiến, ta cũng không có ý kiến gì, các ngươi có ý kiến gì không? Ta nói được thì được. Kim lang tôn giả khẽ quát một tiếng, nguyên nhược lan này hắn cũng đã nghe nói qua, cũng biết được một ít. Bất quá đối với thực lực của Dương quá hắn cũng coi trọng. Kim lang tôn giả đã nói vậy chúng cường giả cũng không nói gì, cả đám khẩn trương không thôi. Ngược lại Lục Lâm Thiên trên không trung khẽ mỉm cười. Thực lực của Nguyên Nhược Lan rất mạnh, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng tin tưởng đại ca Dương quá, đoán chừng lần này vô ảnh kiếm tôn kia sẽ không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chư vị yên tâm đi, Dương quá tuyệt đối sẽ không để mất đế linh tấn thần đan. Dương quá nhìn chúng cường giả đế đạo minh sau lưng rồi nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Nguyên Nhược Lan. Ngươi tự tin như vậy sao? Nguyên Nhược Lan nhìn Dương quá cười cười. Một hồi nữa sẽ biết rõ kết quả, ta cũng muốn lĩnh giáo ma kiếm của ngươi. Chúng ta giao thủ cũng không cần khách sao, một chiêu định thắng bại được không? Dương quá nhìn Nguyên Nhược Lan, trong mắt bắt đầu xuất hiện chiến ý, khí thức quanh thân tràn ra. Trường bào tung bay, trong lúc vô hình có một cỗ năng lượng chấn động giống như có thể dung nhập vào trong không gian. Đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy giống như sao trên trời. Dương quá đã sớm chờ mong trận chiến này. Nguyên Nhược Lan có ma kiếm mà hắn cũng có chấn thiên của sư phụ. Sư phụ bất bại kiếm đế dùng chấn thiên quét ngang thiên hạ chưa từng một lần bại, trong lòng Dương quá cũng đã sớm muốn chiếu cố ma kiếm của Nguyên Nhược Lan. Để xem ma kiếm của thiên kiếm môn mạnh hay là chấn thiên của sư phụ bất bại kiếm đế mạnh hơn. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, quang mang quanh thân Dương quá lóe lên, tu vi vũ tôn thất trọng đỉnh phong lan tràn, cả không trung run lên. Vũ tôn thất trọng đỉnh phong. Dương quá bỗng nhiên phóng thích khí tức khiến cho mọi người chung quanh biến sắc, còn có mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không có mấy người nghĩ tới thực lực của Dương quá đã tới cấp độ khủng bố như vậy. Dương quá là vũ tôn thất trọng. Đại bộ phận người của thiên địa minh kinh hãi, trong lòng vốn mừng thầm lúc này bỗng nhiên biến hóa, có chút lo sợ. Một chiêu phân thắng bại, quá đơn giản, vậy thì một chiêu định thắng bại đi. Lúc trước trên bình nham đảo ta đã từng bại trong tay ngươi. Lần này ta sẽ đòi lại. Nguyên Nhược Lan nói, ánh mắt tập trung vào người Dương quá, khí tức tràn ra, năng lượng bốn loại thuộc tính thủy, hỏa, mộc, phong hộ tụ trên không trung. Cả không trung run lên, một cỗ khí tức bàng bạc lập tức phơ xong ra, giống như muốn làm cho không gian đông cứng lại. Cũng là vũ tôn thất trọng đỉnh. Khí tức trên người Nguyên Nhược Lan phóng ra khiến cho mọi người sợ hãi than. Khí tức của Nguyên Nhược Lan cũng đã tới vũ tôn thất trọng đỉnh phong. Khí thế trên người hai người lan tràn, hai cỗ khí thế va chạm, giống như cây kim và cọng dâu, hư không chung quanh hai người đã bắt đầu rạn nứt. Gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào với nhau, gợn sóng trong toàn bộ không gian nhộn nhạo. Khí thế như vậy khiến cho chúng siêu cấp cường giả có mặt ở đây cũng không dám khinh thường, trong khoảnh khắc phải thay đổi cách nhìn về hai người trẻ tuổi này. Dương quá, một chiêu định thắng bại, người muốn chiến thế nào? Nhìn Dương quá, Nguyên Nhược Lan khẽ nói, bước chân bước trên hư không, khí thế quanh thân lan tràn, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, giống như quang mang bao phủ thân hình vào bên trong. Khí thế như vậy tạo ra một cảm giác áp bách cực lớn lan tràn, khiến cho chúng siêu cấp cường giả chung quanh biến sắc. Chúng cường giả thiên kiếm môn mỉm cười, bên trong thiên kiếm môn có cường giả trẻ tuổi như vậy cũng đủ để khiến cho mặt mũi của thiên kiếm môn tăng lên. Xuất ra ma kiếm của ngươi đi. Cho ta xem thực lực của ngươi. Cũng chỉ có ma kiếm mới có thể chiến một trận với ta. Sợi tóc trên trán Dương quá tung bay, trường bào màu xám run rẩy, chiến ý ngập trời. Thứ hắn muốn thấy nhất chính là ma kiếm của Nguyên Nhược Lan, thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng là ma kiếm. Cảm nhận khí tức trên người Dương quá, trong lúc vô hình Nguyên Nhược Lan cũng cảm thấy áp bách hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên chiến ý cuồn cuộn. Khí thế hùng hồn từ tổng cơ thể lan tràn ra. Dưới cô áp lực này một ít cường giả thực lực hơi thấp ở phía dưới lập tức cảm thấy chân khí, linh lực đình trệ, trong lòng run lên. Ma kiếm không phải ai ta cũng thi triển,
thế nhưng ngươi tuyệt đối có thực lực này. Nhưng mà ngươi nhất định sẽ bại. Nguyên Nhược Lan nói xong, chân khí phô thiên cái địa cuồn cuộn, lăng không đứng thẳng. Thân ảnh mềm mại uyển chuyển, mái tóc bay lượn, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân có ma khí quanh quẩn mang theo khí tức tà dị từ trong cơ thể tràn ra. Một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể xinh đẹp tuôn ra, cả khuôn trung bắt đầu giá nổi mây phun. Cảm nhận khí tức trên người Nguyên Nhược Lan, Dương Quá cũng không dám khinh thường, thực lực của Nguyên Nhược Lan hắn cũng biết rõ, tuyệt đối đáng sợ, chân khí quanh thân lan tràn, chiến ý trong mắt ngày càng sắc bén. Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong. Phía xa xa, Lục Lâm Thiên nhíu mày, thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng đột phá không chậm thế nhưng so với đại ca Dương Quá, mấy năm nay tu vi của đại ca Dương Quá tăng nhanh hơn một chút. Đương nhiên bởi vì đại ca Dương Quá đạt được truyền thừa của bất bại kiếm đế cho nên mới có sự tiến bộ như vậy. Cảm nhận khí tức trên người Nguyên Nhược Lan, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng giật mình, khí tức trên người Nguyên Nhược Lan lúc này so với lúc chiến một trận với hắn ở Vạn Thú Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Nàng ta chiến một trận với đại ca Dương Quá lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không thể phán đoán ra kết quả, hai người này đều cực kỳ cường hãn. Ông ông! Khí tức quanh thân Nguyên Nhược Lan lan tràn, trong nháy mắt ngắn ngủi, trường kiếm sau lưng mấy chục cường giả thiên kiếm môn phía sau bắt đầu run run, trong lúc vô hình dường như bị dẫn dắt. Siêu siêu! Trong nháy mắt toàn thân Nguyên Nhược Lan quanh quẩn ma khí, quanh thân xuất hiện vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí từ trong cơ thể chui ra, khí tức mênh mông kia khiến cho không gian run rẩy. Ầm ầm, cả không gian bắt đầu run rẩy, từng đạo hư ảnh trường kiếm trong nháy mắt lan tràn trên không trung. Hư ảnh chằng chịt, âm thanh ông ông vang vọng tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không gian. Hơn 10 người của thiên kiếm môn trong lúc vô hình bị uy áp tuyệt đối, trường kiếm trên lưng run run giống như muốn thoát ra khỏi vỏ kiếm. Mà ngay cả kiếm của hai tôn giả dùng kiếm trong Vạn Thú Tông cũng run rẩy dường như muốn thoát ra khiến cho hai người này biến sắc, lập tức chống lại. Vô số hư ảnh trường kiếm tuôn ra, kiếm khí sắc bén bàng bạc phóng ra ngoài. Vạn kiếm tể phi giống như vòng xoáy quanh trung cơ nơ Nguyên Nhược Lan, kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Vạn kiếm tể minh tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung, hình thành một bóng kiếm cực lớn xoay xung quanh Nguyên Nhược Lan. Bóng kiếm giống như kiếm trận xoay tròn, xé rách không gian, ma khí mênh mông cũng bao phủ thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan vào bên trong. Ma khí phô thiên cái địa cùng với vòng xoáy ngày càng chuyển động nhanh hơn, trong khoảnh khắc giống như vòi rồng, từng đạo hư ảnh trường kiếm xé rách không gian tạo thành một cái động sâu, khí thế khủng bố ngút trời. Khí tức thật quỷ dị, đây là ma kiếm sao? Dùng tâm làm kiếm, dùng tâm hóa kiếm, đây đã là kiếm ý cực cao. Lĩnh ngộ như vậy không hổ là người có thể so sánh với yêu nghiệt Lục Lâm Thiên kia. Nếu luận lĩnh ngộ sợ rằng Lục Lâm Thiên kia còn không bằng Nguyên Nhược Lan. Mọi người sợ hãi than, khí thế như vậy khiến cho một ít siêu cấp cường giả gần đó lui lại. Khí thế này thậm chí còn khiến cho bọn họ run sợ. Nguyên Nhược Lan này chỉ có tu vi Vũ Tôn Thất Trọng, thế nhưng thực lực tuyệt đối không phải Vũ Tôn Thất Trọng bình thường có thể so sánh. Khí thế bực này khiến cho chúng cường giả đế đạo minh biến sắc. Nguyên Nhược Lan khủng bố như vậy Dương Quá có thể chống lại hay không? Sắc mặt Dương Quá lúc này cũng có chút ngưng trọng, thế nhưng chiến ý trong đôi mắt lại càng tăng lên. Ma kiếm nhất xuất, vạn kiếm chi tôn. Trong trường kiếm tạo thành vòng xoáy có một tiếng kêu vang lên. Ngay lúc đó một thân ảnh xinh đẹp lăng không hiện lên, toàn thân hình mềm mại của Nguyên Nhược Lan tràn ngập ma khí, quanh thân là vô số hư ảnh trường kiếm, ma khí từ trong cơ thể tràn ra. Mà một thanh trường kiếm màu tím lúc này cũng xuất hiện trong tay nàng. Ông ông! Từ trong trường kiếm màu tím có một âm thanh vang vọng thiên địa. Giống như thanh trường kiếm này vừa mới xuất hiện khiến cho vạn kiếm chung quanh vui mừng. Ma kiếm ở đây, Dương Quá, có gan thì tới chiến một trận với ma kiếm của ta. Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, tay cầm trường kiếm màu tím, cả không trung gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét. Thật mạnh! Quá mạnh mẽ. Dưới uy áp như vậy, tất cả mọi người biến sắc. Không phân biệt là thực lực cao hay thấp, cả đám rung động không thôi. Khí thế mà Nguyên Nhược Lan tạo ra lúc này cũng khiến cho trong lòng hai người Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả run lên. Dùng nhãn lực của cùng kỳ tôn giả và Kim Lang tôn giả tự nhiên có thể biết rõ tu vi của Nguyên Nhược Lan lúc này tuy rằng là Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong,
thế nhưng cô khí thế kia ngay cả vũ tôn cửu trọng bình thường cũng khó có thể đạt tới, tuyệt đối là một nữ tử yêu nghiệt. Dương Quá nhìn một màn kinh khủng trước mắt, đối mặt với chiến ý trong mắt của Nguyên Nhược Lan, hắn hít sâu một hơi, bàn tay giơ lên, trong tay có một đạo kim quang tuôn ra. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, kim quang thu liễm, trong tay Dương Quá lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm rộng bản màu vàng. Thanh kiếm rộng bản này cực kỳ thô ráp cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngăm đen, thế nhưng trên thân kiếm rộng bản màu vàng này lại có tiếng sấm rền vang lên không ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn khiến cho gợn sóng trong không gian cuồn cuộn giống như là nước sôi vậy. Kiếm này xuất hiện, ánh mắt Nguyên Nhược Lan lập tức nhìn vào thanh kiếm rộng bản màu vàng trong tay Dương Quá. Khí tức thật mạnh. Đây là kiếm gì, thật quỷ dị. Ở đây đều là cường giả, bất luận một tia năng lượng biến hóa nào đều không thoát khỏi sự dò xét của những cường giả này. Kim kiếm vừa mới xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào thanh kiếm vàng rộng bản trên tay Dương Quá. Dương Quá đạp không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan, ánh mắt xoay chuyển, ôn nhu vuốt thân kiếm màu vàng trong tay, thì thào nói. Trấn Thiên, ngươi nói là ma kiếm kia mạnh hay là ngươi mạnh? Ngươi có lòng tin cùng ta chiến một trận hay không? Dương Quá vừa mới dứt lời, Trấn Thiên lập tức run lên, kêu ông vài tiếng, tiếng kiếm minh giống như hoan hô, giống như rít gào khiến cho lòng người rung động. Ông! Trấn Thiên rung rung. Rung rung trong tay Dương Quá, kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài, trên không trung, lấy Dương Quá làm trung tâm, cả không gian trong khoảnh khắc giống như có một vòng tròn xoay tròn. Năng lượng phô thiên cái địa quay chung quanh Trấn Thiên, kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, tiếng kiếm minh giống như tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Hảo huynh đệ, có ngươi theo ta, mà kiếm thì thế nào? Ha ha! Dương Quá đạp một bước, giơ kiếm lên, Trấn Thiên trực chỉ trời cao. Tiếng kiếm minh vang vọng không ngừng. Sau lưng Dương Quá đã sớm phong vân biến sắc, giống như cả không gian trong phạm vi này đều bị cắn nuốt vào. Ông! Trấn Thiên lần nữa kêu lên một tiếng, kim quang trên thân kiếm bắn bốn phía. Kiếm quang lan tràn giống như mặt trời lên đỉnh, không gian chung quanh rạn nứt. Năng lượng trong thiên địa trên không trung bị hấp dẫn tới. Trên mũi kiếm, năng lượng thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc kết nối trời và đất, không gian vặn vẹo. Siêu. Tại thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện, phái trên màn sáng cực lớn phía xa, lôi đình quanh quẩn giờ phút này dường như đã bị dẫn dắt, từng đạo sấm sét xuyên thấu không gian quanh quẩn trong không gian lờ mờ phía trên Trấn Thiên. Điện mang tràn ngập mang theo khí tức cổ xưa khiến cho trong lòng người ta rung động khó có thể nói nên lời. Trong không gian tràn ngập điện mang, bàn chân Dương Quá đạp hư không, trường bào màu xám trên người tung bay. Trên mũi kiếm có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Cả không trung gió nổi mây phun, tựa như chiến thần. Loại khí thế này khiến cho không ít người phía dưới phải nhắm hai mắt lại. Kiếm thật mạnh, khí thế thật mạnh. Chẳng lẽ đây là thần khí, còn không phải là thần khí bình thường à? Nhìn Dương Quá đang đạp không đứng thẳng, kim kiếm tạo thành động tĩnh quỷ dị khiến cho tất cả cường giả trong không trung cơ hồ rung động lần nữa. Bầu trời phong vân biến sắc. Tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm khiến cho mọi người bị uy áp cực lớn, dường như uy áp này còn mạnh hơn uy áp mà Nguyên Nhược Lan thúc giục ma kiếm tạo ra. Mà một ít siêu cấp cường giả dùng tâm thần dò xét thì lại thấy uy áp của hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan không giống nhau, uy áp mà Nguyên Nhược Lan tạo ra có liên quan tới tu vi của mình, mang theo ma khí. Mà khí thế trên người Dương Quá tràn ra chứ uy áp liên quan tới tu vi ra còn có uy áp bên trên thanh kim kiếm này. Uy áp tới từ thanh kim kiếm rộng bản này không ít. Uy năng của kim kiếm quá mức cường hãn, dường như cũng không phải thần khí bình thường. Không biết kiếm này là bảo vật ra sao, dường như cũng chưa từng nghe nói qua có vật này. Không biết Dương Quá đạt được bảo vật này ở đâu, chắc chắn là vật bất phàm. Vô số siêu cấp cường giả khiếp sợ, uy áp cực lớn này khiến cho sắc mặt đám người Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Vô Ảnh kiếm tôn. Còn có Tử Đồng trưởng lão, Tử Yên, Lam Thập Tam không khỏi biến hóa. Thanh kiếm rộng bản màu vàng này tuyệt đối không phải là vật phàm. Cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả thầm than, hai người trẻ tuổi này chỉ tu luyện vài thập niên ngắn ngủi mà đã có thực lực như vậy khiến cho những cường giả tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm có mặt ở đây cũng phải mặc cảm. Loại người có thiên phú yêu nghiệt như vậy cơ hồ khiến cho tất cả cường giả xấu hổ cùng với ghen ghét không thôi. Giờ phút này hai người đều giơ cao trường kiếm trong tay lên.
Một thanh trường kiếm màu tím, một thanh trường kiếm màu vàng rộng bản. Hai kiếm đều khiến cho gió nổi mây phun, khí thế kinh khủng bao phủ không gian tựa như muốn chặt đứt phiến không gian này tạo thành một thế giới khác. Hai cỗ khí thế va chạm giống như hai không gian, hai thế giới đang giằng co với nhau. Khí thế bực này không thể hình dung bằng lời được, khí thế ngút trời vô cùng rung động. Người thực lực thấp nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên không trung, cảnh này quá mức rung động. Cơ hồ tất cả cường giả của thiên địa minh vốn trong lòng còn mừng thầm thế nhưng giờ phút này cảm nhận khí thế trên dương quá, trong lòng không thể mừng thầm được nổi. Thậm chí sắc mặt còn ngưng trọng, chỉ theo khí thế kia cũng thấy dương quá này tuyệt đối không dưới Nguyên Nhược Lan, điều này tuyệt đối đã vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Tất cả đám người thiên kiếm môn càng cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động, thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác uy áp từ trên thân kiếm rộng màu vàng kia. Uy áp này giống như uy áp trên ma kiếm, có thể khiến cho bọn họ thuần phục. Đối với đám người thiên kiếm môn mà nói, trong đám người trẻ tuổi thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối có thể ngang hàng với Lục Lâm Thiên, thậm chí còn không thua kém Lục Lâm Thiên là bao. Lần trước chiến một trận đã ngang sức ngang tài, trong đám người trẻ tuổi không ai có thể chiến một trận với Nguyên Nhược Lan, truyền thừa của kiếm tổ không phải tầm thường. Mà lúc này Dương Quá xuất hiện khiến cho cả thiên kiếm môn cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn rung động. Uy thế của Dương Quá bực này, lại có tu vi không kém Nguyên Nhược Lan, bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của trọng kiếm vô phong Dương Quá lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Dương Quá đạp không đứng thẳng, tay nâng chấn thiên, nhìn Nguyên Nhược Lan phía trước nói. Hôm nay để xem ma kiếm của ngươi mạnh hay là chấn thiên của ta mạnh. Dứt lời Dương Quá bước qua một bước trong không gian, chấn thiên mang theo tiếng ông ông giống như sấm sét kéo về phía trước, không gian gió nổi mây phun phía sau lưng Dương Quá giống như rời vị trí, mang theo không gian đánh về phía trước. Mắt thấy Dương Quá đánh tới, lúc này sắc mặt Nguyên Nhược Lan cũng ngưng trọng chưa từng có. Chỉ có bản thân nàng mới rõ uy áp của Dương Quá hiện tại mạnh bao nhiêu. Khí thế quỷ dị kia trong lúc mơ hồ khiến cho nàng áp lực không thôi. Đặc biệt là thanh kiếm rộng bản màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận một loại uy áp khác thường. Nhìn Dương Quá xuyên qua không gian đi tới mang theo uy thế kinh người kia, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan khẽ đổi. Sợi tóc sau đầu giống như kình phong nhảy múa, bộ váy màu tím phiêu đãng, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, miệng khẽ quát một tiếng. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm tại tâm ta, ngưng tụ. Âm thanh vừa dứt, trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan giơ lên cao, trên thân trường kiếm màu tím đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quy nát bắn vào trong vòng xoáy bóng kiếm kia. Lúc này cả vòng xoáy bằng hư ảnh bóng kiếm kia đột nhiên run lên, cả không gian tràn ngập tiếng kiếm minh giống như quỷ khóc thần sầu. Vô số bóng kiếm trên không trung không ngừng xoay quanh, dường như xoay theo một quỹ tích nhất định nào đó. Ông ông! Vô số trường kiếm lập tức kêu vang, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài, cả không gian vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Ầm ầm, không gian run rẩy, cả không gian run lên, ngàn vạn hư ảnh kiếm quang quanh quẩn các vỡ không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Từng đạo hư ảnh kiếm quang dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người ngưng tụ thành một đầu kiếm long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ đều do hư ảnh bóng kiếm ngưng tụ, tựa như vật còn sống, trong lúc mơ hồ có long uy lan tràn ra. Ngao, kiếm long khổng lồ lăng không ngưng tụ, kiếm long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Trong chớp mắt cả không gian, dọc theo thân hình kiếm long này tràn ngập ma khí, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Trời ạ, mạnh như vậy sao? Nguyên Nhược Lan này quá yêu nghiệt, truyền thừa của kiếm tổ thiên kiếm môn không ngờ lại mạnh như vậy. Dưới đầu kiếm long cực lớn này cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả run rẩy. Tất cả siêu cấp cường giả thầm than. Sợ rằng ngay cả bọn họ muốn đối phó với Nguyên Nhược Lan này chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên Nhược Lan thúc giục kiếm long cực lớn, lúc ở Vạn Thú Tông Dương Quá cũng đã nhìn qua, nhưng mà lúc này Nguyên Nhược Lan một lần nữa thi triển nó, so với mấy năm trước đã khác biệt một trời một vực. Uy năng khủng bố khiến cho chiến ý trong mắt Dương Quá càng tăng, chân đạp hư không, trường bào màu xám tung bay, khí tức mênh mông từ trên chấn thiên lan tràn ra. Một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ khiến cho gió nổi mây phun nhanh chóng hội tụ trong tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, chân khí phô thiên cái địa trên người Dương Quá đều rót vào trong chấn thiên, phía trên chấn thiên phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ. Ở bên trong đạo quang mang mạnh mẽ này có một cỗ uy áp khiến cho không gian run rẩy.
Quang mang màu vàng bắn lên trời cao, chung quanh là điện mang trên màn sáng màu vàng to lớn kia. Khí thế khủng bố như vậy cũng không kém Nguyên Nhược Lan ngưng tụ kiếm long. Dùng hai chữ ngút trời cũng không thể nào hình dung được khí thế của Dương Quá. Tất cả chỉ xảy ra trong sát na, kiếm long cuồn cuộn, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đặt chân trên đầu kiếm long, quanh thân được khí tức quỷ dị bao phủ khiến cho lòng người rung động. Kiếm long quyết. Trên đỉnh kiếm long cực lớn, khí thế ngập trời lan tràn ra. Mười ngón tay Nguyên Nhược Lan khẽ đảo, tiếng quát vang vọng. Không gian run rẩy không ngớt, kiếm long cực lớn kia đột nhiên rít lên một tiếng. Ngao! Kiếm long rít gào, âm thanh giống như rồng ngâm cuồn cuộn truyền ra. Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm long mang theo một cỗ ma khí, lập tức phóng về phía Dương Quá. Dưới cỗ uy thế khủng bố mà kinh người kia, không gian ven đường tiếp rạn nứt, khí thế ngập trời tôn ra giống như tương liên với năng lượng trong thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Nguyên Nhược Lan mạnh như vậy không biết Dương Quá có thể chống lại hay không. Uy thế như vậy sợ rằng ngay cả vũ tôn cửu trọng bình thường cũng phải cân nhắc. Kiếm long rít gào phá hủy không gian, không ít người cũng nghĩ thay cho Dương Quá. Năm đó trên bình nham đảo Dương Quá có thể đánh bại Nguyên Nhược Lan. Mà bây giờ không biết Dương Quá có thể chống lại công kích khủng bố như vậy của Nguyên Nhược Lan hay không. Ngao! Trong chớp mắt ngắn ngủi, chân Nguyên Nhược Lan đạp kiếm long. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Dương Quá, không gian phía trước nứt vỡ từng khúc. Phá thiên thức. Dương Quá đạp không đứng thẳng, hai mắt tràn ngập chiến ý, nhìn kiếm long của Nguyên Nhược Lan phá không bắn tới, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Khí tức phô thiên cái địa phóng ra, bàn tay vung lên, chấn thiên trong tay xẹt qua một đạo kiếm quyết, lập tức bổ về phía đầu kiếm long kia. Siêu siêu. Một kiếm đánh xuống, ngàn vạn kim quang trên chấn thiên tuôn ra. Hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế che khuất bầu trời lướt đi. Cả mảnh không gian này bỗng nhiên vang lên mấy tiếng siêu siêu rồi bạo liệt. Trên vạn đạo kiếm quang kia mỗi một đạo đều có thể bổ ra vết nứt không gian đen kịt. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang màu vàng của Dương Quá bắn về phía trước, kiếm long của Nguyên Nhược Lan rít gào. Âm thanh ầm ầm vang vọng, hai không gian giống như hai thiên địa khác nhau đỡ upsilon.ng vào một chỗ. Trong sát na, trái tim trong cơ thể chúng cường giả như ngừng đập. Sâu trong lòng xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc giữa không trung vang lên tiếng sấm rền, âm thanh bạo liệt vang vọng, không gian bị phá vỡ, không gian sụp đổ từng khúc, cả không trung bị ảnh hưởng. Năng lượng khủng bố khuếch tán, trong nháy mắt không gian bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán. Hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan cũng bị dính vào bên trong đó. Mọi người phía xa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Thực lực của hai người trẻ tuổi này đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, uy lực của hai đạo công kích không ngờ lại khủng bố như vậy. Rất mạnh. Phía xa xa, Lục Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn vào không gian bị vỡ nát. Có thể nói bất kể là Nguyên Nhược Lan hay là đại ca Dương Quá của hắn, thực lực của hai người lúc này đều khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Lục Lâm Thiên đoán nếu mình gặp phải công kích bực này không biết thời không lao ngục 16 lần uy năng của hắn có thể chống lại được hay không. Không gian nứt vỡ, từng vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn, kình khí khủng bố ngập trời cùng với kình phong khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán tới một phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Ngay khi không gian mới trở lại yên tĩnh thì thân ảnh hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan xuất hiện giữa không trung. Hai người giằng co. Y phục trên người Nguyên Nhược Lan phiêu động, trên thân trường kiếm màu tím có một đạo kiếm quang như thực chất được đánh ra, kiếm quang cắt vỡ hư không, trong nháy mắt đánh tới trước người Dương Quá. Siêu! Cùng một thời gian, chấn thiên trong tay Dương Quá rung lên, một đạo kiếm quang màu vàng cũng nhanh như thiểm điện bổ ra. Kiếm quang dùng xu thế sét đánh lập tức va chạm với đạo kiếm quang như thực chất của Nguyên Nhược Lan. Nơi hai đạo kiếm quang va chạm. Một vết nứt đen kịt khó có thể phát giác bằng mắt thường lan tràn ra chung quanh. Siêu! Hai đạo kiếm quang va chạm cũng không có phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo kiếm quang va chạm, từng đạo quang mang từ nơi hai đạo kiếm quang va chạm bắn ra tứ phía. Ken két! Hai đạo kiếm quang lập tức bị nghiền nát, không gian nứt vỡ từng khúc, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Kiếm quang bị nghiền nát, thế nhưng kiếm quang màu tím kia đánh vỡ. Còn kiếm quang màu vàng của kim kiếm thì bị nghiền nát trong kiếm quang màu vàng. Siêu! Kiếm quang màu tím rốt cuộc cũng bị nghiền nát,
nhưng mà trên kiếm quang màu vàng lúc này còn một đạo tàn ảnh dùng xu thế như sấm sét trong sát na đánh tới trước người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhanh chóng lui lại, thân ảnh xinh đẹp trốn đi. Thế nhưng kiếm quang này quá nhanh, đánh vào bờ vai ngọc của nàng. Khục khục, tàn ảnh kiếm quang màu vàng đánh vào, sắc mặt Nguyên Nhược Lan lập tức trắng bệch, trong miệng có máu tươi tràn ra, mái tóc mất trật tự bay lượn, thân hình mềm mại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mỗi một bước lui lại đều đạp nát một mảnh hư không. Dương Quá dường như cũng không quá tốt, thân hình bị đẩy lui, trường bào tung bay, lùi về phía sau mấy bước. Bàn chân đạp mạnh hư không khiến cho gợn sóng chấp động, thân hình lập tức ổn định trên không trung, mũi kiếm chấn thiên chỉ xuống mặt đất. Xoẹt! Cả không gian bình tĩnh như cũ, chỉ có trên màn sáng phía xa thi thoảng có điện mang lóe lên. Giờ phút này chúng cường giả trong không trung phục hồi tinh thần lại. Đối với tất cả mọi người mà nói vô cùng rung động. Coi như là một ít siêu cấp cường giả đằng kia thì trong lòng cũng giống vậy. Chúng cường giả nhìn động tĩnh vừa rồi, cũng không phải nói bản thân không có cách nào chống lại. Nhưng mà bọn họ muốn chống lại cũng phải dùng toàn lực. Đối với một ít siêu cấp cường giả này mà nói, thứ khiến cho bọn họ rung động nhất chính là khí thế mà hai người này tạo ra. Trên phương diện thực lực bọn họ có thể dễ dàng áp chế. Nhưng mà cỗ khí thế ngút trời vừa rồi bọn họ cũng khó có thể bằng được. Thân ảnh Nguyên Nhược Lan lảo đảo lui lại, ánh mắt của cơ hồ tất cả cường giả Thiên Kiếm Môn và Thiên Địa Minh run run, bằng vào nhãn lực của bọn họ há có thể không biết vừa rồi Nguyên Nhược Lan đã rơi vào thế hạ phong. Trên không trung, Nguyên Nhược Lan ổn định thân hình, váy dài màu tím phiêu đáng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Quá, bàn tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, nói: Dương Quá, ta thua. Ngươi vẫn còn lực tái chiến. Dương Quá nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt lóe lên, dưới một kích này tuy rằng hắn chiếm chút thượng phong, thế nhưng trong lòng Dương Quá hiểu rõ, thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối khủng bố, tuy rằng chiếm một chút thượng phong thế nhưng trong lòng Dương Quá lúc này cũng không dám xem thường Nguyên Nhược Lan, mà còn phải lau mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Ta còn lực tái chiến. Ngươi sao lại không có cơ chứ? Lại nói chúng ta đã nói một chiêu phân thắng bại. Ta thua là thua. Thắng bại rõ ràng, không có gì là không, đan dược chuẩn đế phẩm kia ngươi cầm đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá nở nụ cười, thu trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. Thắng, Dương Quá thắng rồi. Trọng kiếm vô phong Dương Quá thắng Thiên La kiếm Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nói xong, trong không trung lập tức vang lên tiếng nghị luận cùng sợ hãi than. Kết quả này vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người. Sắc mặt các cường giả trong Thiên Địa Minh âm trầm, nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ít tán tu ở phía xa thì kinh ngạc, Nguyên Nhược Lan ở trong đám thanh niên đồng lứa là người duy nhất đồn rằng có thể chiến một trận với Lục Lâm Thiên. Tu vi vũ tôn thất trọng đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tu vi, thế nhưng không ngờ Dương Quá kia cũng đi tới một bước này. Trên không trung, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, trong lòng ba người càng thêm rung động. Ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, ba người đã từng giao thủ qua với Lục Lâm Thiên và Dương Quá này. Mặc dù là gặp phải hai người khủng bố như Kim Lang Tôn Giả và Cùng Kỳ Tôn Giả, cho nên hiện tại trong lòng ba người còn đang suy nghĩ, nếu như lúc trước không có Cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả xuất hiện thì ba huynh đệ bọn họ lúc này cũng không bị người khác chế trụ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Quá, mồ hôi lạnh của ba người ứa ra, sợ rằng lúc ấy coi như hai người Cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả không xuất hiện, ba người bọn họ sợ rằng cũng không làm gì được. Chỉ bằng một mình Dương Quá thì ba huynh đệ bọn họ cũng khó mà đối phó được, thậm chí còn không có cách nào đối phó được. Mà thực lực của Lục Lâm Thiên, tuyệt đối còn mạnh hơn Dương Quá này. Đại thiếu gia, hay lắm. Không ngờ đại thiếu gia lại mạnh như vậy, nhất định là đại thiếu gia ẩn giấu thực lực a. Nói đùa sao, đại ca của trưởng môn há có thể là người tầm thường. Tất cả người của Phi Linh Môn kích động. Trưởng môn không có mặt ở đây, thế nhưng đại thiếu gia lại phát huy, đánh bại Minh Chủ Đế Đạo Minh. Chuyện này đối với tất cả người của Phi Linh Môn mà nói tuyệt đối là chuyện khiến cho bọn họ nở mày nở mặt. Đặc biệt là trước mặt cơ hồ toàn bộ thế lực trên đại lục. Xem như Phi Linh Môn tăng thể diện, thân là đệ tử Phi Linh Môn, đương nhiên cũng là chuyện khiến cho đám người bọn họ tăng mặt mũi. Thắng, Dương Quá thắng. Thiên Địa Nhị Lão kích động không thôi. Đám người Hỏa Xí Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ biết rõ thực lực của đại thiếu gia cường hãn, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của đại thiếu gia lại mạnh tới bực này.
thực lực của Dương Quá này khủng bố như vậy chẳng lẽ đã mạnh hơn Lục Lâm Thiên hay sao? Người Lục gia chẳng lẽ đều biến thái như vậy? Chúng cường giả đế đạo minh vui mừng, nhịn không được mà vui vẻ. Dương Quá xuất mã đánh bại minh chủ thiên địa minh hiện tại, bất luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt với đế đạo minh. Cường giả đế đạo minh vốn còn chút lo lắng về Dương Quá, thế nhưng lúc này lại cảm thấy ngại ngùng, bọn họ đã quá coi thường Dương Quá. Nguyên minh chủ, đa tạ. Nhìn Nguyên Nhược Lan, Dương Quá khẽ gật đầu, dứt lời, thân ảnh nhanh chóng đánh về phía xa, chính là phương hướng của đế linh tấn thần đan bị chúng cường giả đế đạo minh và thiên địa minh phong tỏa ở giữa không gian. Siêu. Cùng một lúc, ánh mắt không ít cường giả thiên địa minh run lên, chân khí linh lực tràn ra, trơ mắt nhìn một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng bị Dương Quá lấy đi, trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ thiên địa minh nói lời không biết giữ lời hay sao? Nếu như vậy đừng trách lão tử không khách khí với các ngươi. Kim Lang Tôn giả hét lớn một tiếng, tiếng quát cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Chư vị tiền bối, Nhược Lan tài nghệ không bằng người khiến cho chư vị thất vọng rồi. Bất quá thiên địa minh một khi nói ra tuyệt đối không nuốt lời. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người trên không trung nói, tâm tư của chúng cường giả ra sao nàng sao có thể không biết. Nghe vậy chúng cường giả thiên đạo minh cũng chỉ có thể ôm hận không thôi, chân khí linh lực thu lại. Thu, Dương Quá không để ý tới mọi người, thân hình bắn về phía đế linh tấn thần đan. Đế linh tấn thần đan này lập tức tránh né, nhưng Dương Quá đã sớm có chuẩn bị, lực lượng thời gian xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng. Cùng lúc Dương Quá đã nắm đế linh tấn thần đan vào trong tay. Siêu, một đạo sấm sét trong nháy mắt phá không mà ra, hung hăng đánh về phía Dương Quá. Ông, Dương Quá cũng đã sớm có sự chuẩn bị, tay vung chấn thiên lên trước người, gợn sóng trong không gian rung động. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong. Ầm ầm, sấm sét lóe lên, lập tức đánh vào trên hư ảnh kiếm quang này. Điện mang quanh quẩn, hư ảnh kiếm quang nhoáng lên một cái giống như mặt nước bị người khác ném một hòn đá vào vậy. Cùng lúc Dương Quá cũng lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Cũng không có chuyện gì quá lớn. Bàn tay mở ra, một khỏa đế linh tấn thần đan xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Siêu. Phía sau mọi người, gợn sóng trong không gian lắc lư, lại có mấy đạo thân ảnh tiến vào trong không gian này. Trong đó có lão giả thần bí cùng với đại hán mặc hoàng bào là yêu thú kia cũng ở bên trong. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn lên Dương Quá trên không trung cũng không có mấy ai chú ý. Một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng rơi vào tay Dương Quá, từng đạo tánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong lòng bàn tay Dương Quá thế nhưng cũng không có ai dám ra tay. Có chúng cường giả đế đạo minh chấn nhiếp, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào phải cân nhắc cẩn thận. Dưới từng đạo ánh mắt nóng bỏng Dương Quá xuất ra một hộp ngọc cất đế linh tấn thần đan vào bên trong, khóe miệng mỉm cười. Một khỏa đế linh tấn thần đan cuối cùng cũng đã có chút, sắc mặt của tất cả cường giả khó coi. Trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong túi áo người khác, loại cảm giác này không dễ chịu chút nào. Mà đối với thiên đạo minh mà nói càng đau lòng giống như bị đao cắt. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo không nhìn ra quá nhiều biến hóa, dường như lần bị thua này đối với nàng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong không trung lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người có thất vọng, cũng có hâm mộ, ghen ghét. Không nghĩ tới thực lực của Dương Quá huynh đệ lại mạnh tới trình trạng như vậy. Thật sự khiến cho người ta rung động a. Tử Yên truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, thân ảnh cũng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lại thu được một khỏa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, 10 khỏa đế linh tấn thần đan, hắn đạt được 4 khỏa, Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả, hai vị sư thúc của hắn thu được 3 khỏa, tăng thêm đại ca 1 khỏa, tổng cộng là 8 khỏa. Chỉ có 2 khỏa bị Lộc Linh Tôn giả cùng với Tử Đồng trưởng lão của thiên địa các cướp đi. Thu hoạch như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười vui vẻ. 8 khỏa đế linh tấn thần đan, loại bảo vật như vậy khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên nở nụ cười như hoa. Mà trong lúc Lục Lâm Thiên đang đắc ý thì lại phát hiện trên không trung có không ít ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào trên người hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo này có đám người Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang, Lộc Linh Tôn giả, còn có Thao Ưng lão tổ của Vạn Thú Tông. Từng đạo ánh mắt này cơ hồ này đều tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Muốn cướp sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười,
cơ hồ không cần nghĩ cũng biết được những người này định làm gì. Sợ rằng bởi vì hắn thu được 4 khỏa đế linh tấn thần đan, Mang Ngọc có tội, những người này làm sao có thể buông tha cho hắn. Tiểu tử, giao đế linh tấn thần đan ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Quả nhiên ngay khi Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ, thân ảnh Lộc Linh Tôn giả lóe lên, đã xuất hiện tới trước mặt Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập hàn ý nhàn nhạt. Siêu siêu. Cùng chớp mắt này, những siêu cấp cường giả trong thiên địa minh như Vô Ảnh Kiếm Tôn, Hãn Thiên Tôn giả, Lục Linh Tôn giả cơ hồ trong nháy mắt nhảy ra. Từng đạo thân ảnh tạo thành vòng tròn, vây Lục Lâm Thiên cùng với Tử Yên vào bên trong. Dường như mọi người đã sớm truyền âm thương lượng với nhau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, lạnh nhạt nhìn chúng cường giả thiên địa minh. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn Lộc Linh Tôn giả, nói. Tại sao ta phải giao ra đan dược? Mọi người cùng nhau tiến vào trong Tử Vong Thâm Uyên này thế nhưng một mình ngươi lại đạt được 4 khỏa đế linh tấn thần đan, mọi người ngay cả một khỏa cũng không có được. Quá không công bằng, như vậy đi, ngươi giao ra 3 khỏa, ngươi có thể lưu lại một khỏa. Lộc Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt không thèm che giấu, một cỗ uy áp cực lớn lan tràn. Cường giả thiên địa minh liên thủ, mặc kệ tiểu tử trước mắt là người ra sao, đều khó đối phó. Biến hóa mực này khiến cho ánh mắt chúng cường giả đế đạo minh biến hóa. Ánh mắt đám tán tu phía xa nóng bỏng, bọn họ cũng muốn động thủ, thế nhưng bên người thanh niên áo xanh kia có 9 đầu khôi lỗi kia, căn bản không thể làm gì được người này. Hiện tại có cường giả thiên địa minh nhắm vào người này, bọn họ càng không có cơ hội. Trong nội tâm tán tu, cũng thay Lục Lâm Thiên mà cầu nguyện, Mang Ngọc có tội, thanh niên áo xanh này tuy rằng có thực lực cường hãn, bên người còn có 9 đầu khôi lỗi khủng bố. Thế nhưng trên người lại có 4 khỏa đế linh tấn thần đan, cuối cùng khiến cho cường giả thiên địa minh ngấp nghé. Sợ rằng không giao ra thì thanh niên áo xanh này sẽ bị cường giả thiên địa minh vây công. Nực cười, đạt được đế linh tấn thần đan là dựa vào bổn sự của mình. Dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Lộc Linh Tôn giả, dứt lời miệng phun ra một ngụm nước bọt, khinh thường nhìn đám người thiên địa minh nói. Có đế đạo minh ở đây Lục Lâm Thiên không ngại thiên địa minh. Còn nữa, có huyễn ảnh thanh vũ, cho dù một mình hắn có bị cường giả thiên địa minh vây công, tăng thêm 9 đầu hung khôi, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không e ngại những người này. Tiểu tư, bản tôn không có thời gian nói nhảm với ngươi. Một mình người đạt được 4 khỏa đế linh tấn thần đan, coi đám bản tôn không tồn tại sao? Giao ra 3 khỏa đế linh tấn thần đan cho ta, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Bằng không ta giết ngươi một khỏa ngươi cũng không giữ được. Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chư vị không cần phải nói nhảm với tiểu tử này, đánh chết hắn. Phong Vũ Tôn giả khẽ quát một tiếng, hắn đã sớm muốn động thủ với người này. Có thể nói là thù bất cộng đái thiên với tiểu tử trước mắt. Một mình đối phó với thanh niên áo xanh này quả thực Phong Vũ Tôn giả không có nắm chắc. Tiểu tử này không biết từ đâu ra, cực kỳ quỷ dị, bằng không mượn cơ hội này ngược lại cũng dễ báo thù. Vậy động thủ đi. Lúc này Thao Ưng lão tổ cũng không có khách khí nữa, mắt nhìn Lục Lâm Thiên trong mắt hiện lên sát ý. Từ trong miệng đám người Doãn Ngạc hắn cũng biết được người này đã từng ra tay đối phó với người của Vạn Thú Tông. Còn làm tổn thất không ít cường giả, thù này đương nhiên cũng phải báo. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng không có chút lo lắng nào. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mỉm cười, chỉ bằng đám người của thiên địa minh này có đối phó được với nhị đệ mới là lạ. Chúng cường giả đế đạo minh đều có mặt ở đây. Chúng cường giả đế đạo minh nhìn nhau, thanh niên áo xanh này thu được 4 khỏa đế linh tấn thần đan, bọn họ cũng biết rõ, trong lòng cũng có chút tư tâm. Nhưng mà đám người thiên địa minh kia đến trước, bọn họ cũng đành nhịn xuống. Bên người thanh niên áo xanh kia còn có 9 đầu khôi lỗi vừa quỷ dị vừa đáng sợ, cũng không phải là dễ đối phó. Cho nên lúc này chúng cường giả đế đạo minh lựa chọn quan sát. Đến thời điểm nhất định sợ rằng cũng sẽ không trơ mắt nhìn đế linh tấn thần đan rơi vào trong tay thiên địa minh. Lục trưởng môn, làm sao bây giờ? Hình như có chút phiền phức, số người ngươi đắc tội cũng không ít. Tử Yên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp nhìn không chung, ngược lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, thiên địa minh muốn động thủ. Lục Lâm Thiên cũng không có ý định khách khí. Sớm giết mấy người này cũng được. Chỉ cần đám người này dám lên hắn cũng dám giết. Trong không trung, hơn 20 đạo thân ảnh đáp xuống một chỗ ít người,
ngay cả tranh đoạt đế linh tấn thần đan cũng không tham dự. Mà bên trong hơn 20 đạo thân ảnh này, trong ba người đi đầu có hai người là Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyền chạy trốn trong tay Lục Lâm Thiên. Bên cạnh hai người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền còn có một trưởng lão, khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lẳng lặng đáp xuống khối lục địa lơ lửng kia, rõ ràng là đứng ở đó thế nhưng trong lúc vô hình lại cảm thấy dường như người này không tồn tại. Mắt nhìn thân ảnh thanh niên áo xanh phía xa, Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt cũng đã biết rõ thân phận của Lục Lâm Thiên, lúc này lại có chút nghi hoặc, không biết Lục Lâm Thiên này lại muốn làm cái gì, dường như cố ý động thủ với Thiên Địa Minh. Siêu siêu, chân khí, linh lực tràn ra, khí tức chúng cường giả Thiên Địa Minh tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Cả không gian run lên, khí tức chấn động, một cỗ khí thế hãn bao phủ hai người Tử Yên và Lục Lâm Thiên. Muốn mạnh mẽ đoạt sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua, tâm thần khẽ động, bí văn trên chín đầu khôi lỗi đại thịnh. Một cỗ khí tức nóng bỏng giống như thực chất xuất hiện, khí tức sát phạt đồng thời lan tràn ra. Chư vị, chín đầu khôi lỗi này bất phàm, có trận pháp hợp kích. Mọi người cẩn thận một chút, chín đầu khôi lỗi mỗi một người đối phó với một đầu là có thể đánh bại được tất cả. Người còn lại đối phó với tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Lộc Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên có chín đầu hung khôi bao phủ quanh thân, trong mắt hiện lên sự tham lam. Nếu như hắn có chín đầu khôi lỗi này chẳng khác gì thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Người cùng có tâm tư như Lộc Linh Tôn giả sợ rằng cũng không ít. Trong đó Cương Khôi Tôn giả tuyệt đối là người đầu tiên. Nhìn chín đầu hung khôi quanh thân Lục Lâm Thiên, khôi lỗi này so với cỗ khôi lỗi mà hắn tốn bao nhiêu thời gian cùng với tâm huyết cả đời luyện chế ra còn mạnh hơn. Nếu như hắn có chín đầu khôi lỗi này thì thực lực sẽ không còn giống trước. Hừ! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quát một tiếng, Lộc Linh Tôn giả ngày nghĩ thật hay. Nếu chín đầu hung khôi bị chín siêu cấp cường giả đánh bại thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Chín đầu hung khôi tuy rằng cường hãn, thế nhưng tuyệt đối không thể chống lại nhiều cường giả của Thiên Địa Minh như vậy. Dù sao những siêu cấp cường giả này cũng không phải là người chỉ có hư danh. Chư vị, động thủ đi. Phong Vũ Tôn giả đã có chút không nhịn được, hận không thể đánh chết tiểu tử này mới có thể giải hận trong lòng hắn. Siêu. Phong Vũ Tôn giả vừa mới dứt lời, một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Linh Tôn giả, Diệt Hồn Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, cùng lúc đánh ra thủ ấn, năng lượng cuồng cuộn trên bầu trời hội tụ. Uy áp linh hồn bàng bạc tràn ngập mang theo tiếng sấm ầm ầm bao phủ Lục Lâm Thiên. Hãn Thiên Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả lập tức ra tay, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, 9 đạo công kích lập tức ngưng tụ. 9 người này phóng về phía trước, khí tức bắt đầu lan tràn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Một đạo quang trụ khủng bố từ 9 phương hướng hung hăng đánh tới, lập tức va chạm với 9 đầu hung khôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tâm thần khẽ động, trong chốc lát 9 đầu hung khôi thả ra sát khí sắc bén. Từng đạo khí tức sát phạt từ trong thân hình 9 đầu hung khôi bắn ra. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trở nên lạnh lẽo. Siêu! Cơ hồ là cùng lúc 9 đầu hung khôi nhảy ra mang theo tiếng thét vang vọng không gian. Chín đầu hung khôi dẫn động tới năng lượng bàng bạc kéo tới. Cánh tay giương lên, chín đạo chảo ấn xé rách không gian mang theo vết nứt đen kịt trong không gian đột nhiên đánh về phía chín siêu cấp cường giả. Dưới chín đạo chảo ấn này có một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Dưới chín đạo chảo ấn, một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm ầm, công kích khủng bố trong nháy mắt va chạm vào cùng một chỗ. Từng đạo công kích mang lực lượng hủy diệt đỡ Upsilon.NG vào nhau khiến cho không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kình khí khủng bố còn lại trực tiếp xé rách không gian, từng vết nứt đen kịt lan tràn, quang mang màu đen lóe lên. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể chín đầu hung khôi trong nháy mắt bị đánh lui. Bí văn trên không trung tương liên mạnh mẽ bị xé rách. Chín đầu hung khôi bị đánh bay, khí thế trên người cũng giảm lớn. Chín đầu hung khôi tạo thành trận pháp khiến cho hung khôi có thực lực chống lại vũ tôn cửu trọng. Có thể nói có thực lực vũ tôn cửu trọng thế nhưng cuối cùng cũng không có chính thức đạt tới tình trạng vũ tôn cửu trọng. Khác biệt giữa như vũ tôn cửu trọng và vũ tôn cửu trọng chính thức nhìn như nhỏ, thế nhưng nghiêm túc mà nói, chênh lệch bên trong vô cùng lớn. Cho nên chín siêu cấp cường giả của Thiên Địa Minh liên thủ đánh ra một kích khiến cho trận thế của chín đầu hung khôi bị đánh tan.
9 siêu cấp cường giả này trừ Liễm Linh tôn giả có tu vi tôn cấp bát trọng đỉnh phong ra thì mấy người còn lại đều là tôn cấp cửu trọng chân chính. Còn có mấy người tôn cấp cửu trọng bất phàm, dưới một kích này 9 đầu hung khôi không có cách nào ngăn cản. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chết đi. Đã định mạnh mẽ đoạt cho nên Lộc Linh tôn giả cười lạnh nói. Thân ảnh lóe lên, phá không lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Linh lực tràn ra, thủ ấn trong tay kết xuất, dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc. Trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn về phía Lục Lâm Thiên. Dưới trưởng ấn, không gian ven đường bị rạn nứt. Hừ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn ý. Lúc này hắn cũng chỉ có thể chơi đùa với thiên địa minh mà thôi. Lấy lớn hiếp nhỏ, lại còn dùng nhiều người bắt nạt ít người, quả thực vô cùng chướng mắt. Ngay khi Lục Lâm Thiên định hành động, một thanh âm vang vọng không trung. Trong sát na, ngay trước người Lục Lâm Thiên, gợn sóng trong không gian lóe lên, một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn, giống như không có một chút lực lượng nào, thế nhưng lại lập tức va chạm với trưởng ấn của Lộc Linh tôn giả. Siêu! Hai đạo trưởng ấn ầm ầm va chạm thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Trưởng ấn của Lộc Linh tôn giả trực tiếp bị phá hủy, trưởng ấn biến mất trên không trung. Khục! Trong lúc va chạm thân thể Lộc Linh tôn giả lảo đảo lui lại, dưới một chiêu này sắc mặt khẽ đổi, trong cổ họng vang lên một thanh âm trầm đỡ upsilon, c, dường như ăn một chút thiệt thòi. Mà lão giả kia lại không bị lay động một chút nào, giống như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển vậy. Lão giả này xuất hiện khiến cho ánh mắt chúng cường giả chung quanh chớp động. Thật mạnh! Mắt nhìn bóng lưng lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Đạo trưởng ấn mà lão giả này vừa mới đánh ra nhìn như nhẹ nhàng không có một chút lực lượng nào, thế nhưng trên thực tế lại tự thành không gian. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dễ dàng đem lực lượng không gian ngưng tụ vào bên trong. Thực lực như vậy khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta giao dịch một chút được không? Trong lúc trong lòng Lục Lâm Thiên đang chấn kinh, lão giả này đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả này, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là lão giả thần bí mà hắn từng gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là lần hắn dò xét lão giả này, lần thứ hai là nhìn thấy yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này cướp đoạt một khỏa âm dương nguyên quả trong tay Lan Lăng Sơn Trang. Tiền bối, là người. Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không biết xưng hô như thế nào cho nên cũng chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối. Dù sao dùng tuổi tác hiện tại của hắn kêu một tiếng tiền bối cùng không sao. Chủ nhân. Một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này lập tức đi tới bên người lão giả. Cung kính đứng ở đằng sau lưng lão giả này, nhìn như một người bình thường. Chúng ta làm một chút giao dịch, được không? Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Mời tiền bối cứ nói. Trong đầu Lục Lâm Thiên cân nhắc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái cùng tò mò. Cường giả này dường như vốn không quen biết với hắn thì làm gì có giao dịch gì có thể làm với hắn cơ chứ? Ngươi đạt được 4 khỏa đế linh tấn thần đan sao? Lão giả này nhìn Lục Lâm Thiên, không chút quanh co lòng vòng. Không sai. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện này cũng không có gì mà giấu giếm. Người trong không gian này đều tận mắt nhìn thấy. Ai dám nhúng tay vào, chết. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, người thiên địa minh sau khi nhìn lão giả vài lần, Lộc Linh tôn giả bị đẩy lui, Liễm Linh tôn giả khẽ quát một tiếng, dường như định ra tay với lão giả kia. Thế nhưng lại bị Lộc Linh tôn giả phất tay, ngăn cản ở phía sau. Các hạ là ai? Sao lại ngăn cản chuyện của thiên địa minh ta? Nếu như các hạ không có quan hệ với tiểu tử này thì xin các hạ tránh sang một bên. Thiên địa minh ta đa tạ. Sắc mặt Lộc Linh tôn giả khẽ biến, nhìn lão giả thần bí kia nói. Dưới một kích vừa rồi, tuy rằng hắn cũng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của lão giả này mơ hồ còn mạnh hơn hắn. Ít nhất thì cũng không thua kém gì hắn. Ngươi là người của Lan Lăng Sơn Trang sao? Lão đầu ta một thân một mình, không cần đám người thiên địa minh cho ta mặt mũi, cho nên ta cũng không cần cho đám người thiên địa minh các ngươi mặt mũi. Lão giả này nói xong. Cũng không để ý tới đám người Lộc Linh tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu huynh đệ, dường như bây giờ phiền phức trên người ngươi cũng không ít.
như vậy đi, chúng ta làm một bút giao dịch, đế linh tấn thần đan của ngươi ta chỉ muốn một khỏa. Điều kiện trao đổi chính là ta đảm bảo ngươi ở bên trong này bình yên vô sự. Ngươi thấy thế nào? Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, không ngờ người này cũng tới vì đế linh tấn thần đan. Tiền bối, giao dịch này dường như ta chịu thiệt a. Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức mỉm cười nói. Đế linh tấn thần đan, hắn đạt được mấy khỏa đế linh tấn thần đan này, theo phẩm giai mà nói tuyệt đối đều tới cấp độ chuẩn đế phẩm. Đế linh tấn thần đan này sau khi phục dụng có 1/10 cơ hội đột phá thành đế, Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ sự chân quý của nó. Nếu như thực sự bản thân gặp nguy hiểm, vì một khỏa đế linh tấn thần đan mà bảo vệ được tính mạng của mình thì hắn cũng không ngại. Hiện tại nhìn như phiền toái, nhưng Lục Lâm Thiên lại không để ý một chút nào. Một khỏa đế linh tấn thần đan này Lục Lâm Thiên cũng không dễ dàng để cho người khác như vậy được. So với tính mạng mình thì một khỏa đan dược như đế linh tấn thần đan là cái gì? Chẳng lẽ ngươi tự tin có thể đối phó với những người này sao? Lão giả này nhìn thấy Lục Lâm Thiên không đồng ý, ánh mắt biến ảo, nhìn đám người thiên địa minh chung quanh rồi nói với Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Khi lão giả này vừa mới dứt lời, trên không trung vang lên một thanh âm bạo liệt cực lớn. Giờ phút này cả thiên địa giống như chấn động rất nhỏ. Ánh mắt chúng cường giả cũng lập tức nhìn về phía trên màn sáng cực lớn kia. Phía trên màn sáng lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động, điện mang lan tràn ra chung quanh, quanh quẩn trên màn sáng to lớn. Điện mang ngày càng mạnh mẽ, một cỗ khí tức sát phạt, sắc bén rung động nhân tâm lan tràn ra. Màn sáng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, giống như vòi rồng phát ra tiếng siêu siêu vang vọng. Phanh phanh, thanh âm khuếch tán, dường như cả thiên địa run rẩy. Cơ hồ tất cả cường giả run sợ, một cỗ năng lượng mênh mông bắn ra, dưới ánh mắt của mọi người màn sáng kia lập tức bị sụp đổ. Tiếng sầm rền vang vọng, màn sáng to lớn nổ tung, thế nhưng không gian lại không bị nứt vỡ mà chỉ có màn sáng kia nứt vỡ mà thôi. Màn sáng to lớn tột cùng sụp đổ, nứt vỡ, một ngọn núi cực lớn, khổng lồ trong màn sáng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngọn núi khổng lồ này giống như từ dưới mặt đất ngoi lên, xuyên thẳng lên trời cao. Khí thế giống như rồng ngẩng đầu. Một cỗ khí tức thê lương mà cổ xưa vô thanh vô tức quanh quẩn trong không gian. Khí tức này từ trên cung điện ở đỉnh núi truyền ra. Cung điện cổ xưa này dường như là màu xanh hồng, một cỗ khí tức cổ xưa mà sát phạt từ trong cung điện lặng lẽ không một tiếng động lan tràn ra. Cỗ khí tức sát phạt cổ xưa này không bị màn sáng ngăn chặn tức thì lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người rung động, tim đập nhanh hơn. Có thể đi vào rồi. Trong đại điện kia nhất định có bảo vật. Không thể bị người khác nhanh chân tới trước. Màn sáng nứt vỡ, vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên phía trước. Đan dược chuẩn đế phẩm đế linh tấn thần đan không có được cũng bị thanh niên áo xanh kia nhanh chân đoạt được, cho nên mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Chúng ta đi. Kim Lang tôn giả, cùng Kỳ tôn giả do dự một chút rồi phất tay nói với mọi người. Thân ảnh hai người cùng với Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cùng Kỳ như thiểm điện xẹt qua không trung. Cường giả đế đạo minh theo sát đằng sau. 10 khỏa đế linh tấn thần đan vừa rồi đều tới từ trên ngọn núi kia. Lúc này chúng cường giả đều hiểu rõ, nhanh chân tới trước tỷ lệ đoạt được bảo vật sẽ lớn hơn. Hừ, chúng ta đi. Đám người vô ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả hung hăng nhìn Lục Lâm Thiên, tuy rằng muốn đạt được 4 khỏa đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm. Thế nhưng vì lo lắng bảo vật trên đỉnh núi kia bị đế đạo minh đoạt được. Rơi vào đường cùng đám người này cũng lập tức theo đuôi. Thanh niên áo xanh này có thể để lại đối phó sau này, ở trong tử vong thâm uyên này tiểu tử này cũng không thể chạy thoát được. Tiền bối, theo ta thấy trước mắt không có gì là phiền phức. Giao dịch coi như không làm được rồi. Lục Lâm Thiên nói với lão giả thần bí trước mắt, cũng thu hồi 9 đầu hung khôi vừa mới bị đẩy lui. 9 đầu hung khôi bị đẩy lui. Thế nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố, không ngờ lại không có chuyện gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không sao, dù sao thời gian còn sớm, tuy ta muốn lấy đế linh tấn thần đan, nhưng lão đầu tử làm người có 2 quy củ, thứ nhất chưa bao giờ cướp đoạt vật của ai, đều sẽ đưa ra điều kiện trao đổi. Lão giả nói, nếu ta không đáp ứng điều kiện trao đổi của tiền bối thì sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, lão giả này thật có chút kỳ lạ. Ta đã nói thời gian còn sớm, chỉ cần ngươi chưa đi ra tử vong thâm uyên là được, ở trong này nếu ngươi gặp phải phiền toái, tới lúc đó có thể tìm ta hỗ trợ, nhưng điều kiện chính là để lại một viên đế linh tấn thần đan làm trả giá.
Lão giả nói. Vạn nhất ta không cần tìm tiền bối hỗ trợ thì sao, như vậy tiền bối sẽ không lấy được đế linh tấn thần đan thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Vậy cũng không sao, lão đầu tử còn có quy củ thứ hai, chính là đồ vật mà ta muốn lấy, mặc dù muốn trao đổi, bất quá ở trong thời gian nhất định nếu ngươi không có điều kiện trao đổi với ta, ta sẽ chế tạo điều kiện cho ngươi, tỉ như ta sẽ giết ngươi, tới lúc đó ngươi có thể lấy ra làm điều kiện để ta không giết ngươi, nếu ta nguyện ý làm thì làm, không thích thì không đáp ứng, như vậy ngươi cũng đã mất đi cơ hội nói ra điều kiện, hoặc là ta sẽ giúp ngươi lựa chọn điều kiện. Lão giả mỉm cười, trong mắt không có sát ý, thậm chí còn mang theo vẻ thật thà phúc hậu hiền lành. Chẳng qua lời này rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên nhất thời khác hẳn, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào lão giả, trực giác cho hắn biết lão giả này tuyệt đối rất khó trêu chọc, đây mà gọi là bàn điều kiện, nói ra có vẻ dễ nghe, thực tế chẳng khác gì cướp đoạt. Tiểu huynh đệ, trong tử vong thâm uyên, ngươi có bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể giúp cho ngươi, nhất định sẽ đáp ứng ngươi, nếu ngươi rời khỏi đây mà còn chưa đưa ra điều kiện, ta chỉ phải lựa chọn giúp ngươi, nhớ kỹ, ta sẽ không cướp đoạt. Nhưng ta là người có quy tắc. Lão giả cười nói, bay về hướng ngọn núi lớn phía trước. Không biết cao tính đại danh của tiền bối là gì, vạn nhất tiểu tử có chuyện cần phiền toái tiền bối, nên đi đâu mà tìm. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, lão giả này thật quá kỳ lạ, Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác lão giả này là người khó trêu chọc nhất bên trong tử vong thâm uyên. Không cần gọi ta tiền bối, lão đầu tử không nhớ mình đã sống bao nhiêu năm, đã quên tên mình. Trí nhớ của ta không tốt cho nên ngươi cứ gọi ta là đạm niệm đi, ngươi không cần tìm ta, nếu ngươi có phiền toái ta sẽ xuất hiện, nếu ta không tới đương nhiên là đi vắng, không cần đi tìm, ngươi tự mình giải quyết. Lão giả nói xong đã đi về phía trước. Nói cũng như chưa nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, tính tình lão giả này thật sự kỳ lạ, không biết là lão quái lánh đời từ đâu xuất hiện, lão giả này cần có đế linh tấn thần đan. Phỏng chừng còn chưa đạt tới được cảnh giới đế giả trong truyền thuyết. Dương Quá vẫn luôn ở xa xa, nhìn thấy lão giả thần bí đã rời khỏi mới lướt mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, thân ảnh nối đuôi người của Phi Linh Môn rời đi. Lục trưởng môn, lão giả này thật quái dị, tựa hồ khó đối phó. Tử Yên truyền âm. Lục Lâm Thiên cười khổ, truyền âm. Tử Yên cô nương, người có muốn hội tụ cùng cường giả thiên địa các hay không, nơi này thật sự nguy hiểm vô cùng. Sao vậy, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ánh mắt Tử Yên thoáng động. Đương nhiên không phải ý đó, ta chỉ cảm thấy được. Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, lộ ra vẻ cười khổ. Ta biết ý tứ của ngươi. Tử Yên nói. Chẳng qua đi theo bên cạnh ngươi chỉ sợ còn an toàn hơn đi với bất cứ người nào, nếu ngươi không đuổi ta, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Tử Yên nói xong, không biết nghĩ tới gì đó, khuôn mặt chợt đỏ ửng. Được rồi. Lục Lâm Thiên chỉ cười, cũng không nghe ra ý tứ gì khác, nhìn từng thân ảnh gấp rút lướt về hướng ngọn núi khổng lồ phía trước, nói. Tử Yên cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Siêu siêu. Dứt lời Lục Lâm Thiên thả người theo sát, cũng hướng về cung điện trên ngọn núi khổng lồ, chỉ sợ nơi đó còn có bảo vật, bởi vì khí tức sát phạt cổ xưa đã chứng minh hết thảy. Tử Yên nhìn theo thân ảnh của hắn, ánh mắt chớp động, không biết tại sao mình nói ra lời như vậy. Lập tức khẽ thở dài chợt lóe đi theo sau. Từng thân ảnh không ngừng xông vào ngọn núi khổng lồ, trong lòng đều suy đoán, chỉ sợ cung điện kia mới là địa phương chứa bảo vật. Cẩn thận, ở đây có cấm chế. Từng thân ảnh cấp tốc bay về Upsilon T, nháy mắt một cỗ phản lực thật lớn vỡ áp xuống, người bay càng nhanh phản lực càng lớn, trực tiếp đem bọn họ áp rơi xuống đất. Phanh phanh. Không ít cường giả khinh thường, cự lực lại cực kỳ cường hãn. Trực tiếp bị tạp xuống núi, miệng phun máu tươi, vô duyên vô cớ bị thương. Suy suy, không ngừng có người bị cự lực bắn ngược không cách nào tiến lên núi, đành phải dừng lại dưới chân núi, không ít người không kịp giảm tốc độ hơn nữa thực lực thấp một ít lại bị đánh rơi xuống đất, nhưng đại bộ phận người nhận ra biến hóa, rất xa đã rơi xuống đất. Tử Yên cô nương cẩn thận, nơi này có cấm chế. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đang bay tới, vừa tiếp cận lập tức bị phản lực. Càng tiến phản lực càng lớn, cơ hồ trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, không tới nỗi không kịp ứng phó.